hai đại thú ảnh phóng lên trời, tiếp theo đó hai đạo thú ảnh bành trướng. Đầu Phượng Hoàng bằng năng lượng lập tức bành trướng tới chừng ngàn thước, quanh thân có hỏa diễm gào thét, khí tức cuồng bạo phóng lên cao mang theo hỏa diễm ngập trời bao phủ không trung. Ngay cả không khí cũng bị đốt cháy tạo thành tiếng kêu xì xì. Đầu quy xà kia cũng lập tức bành trướng tới một thể tích khủng bố. Rùa rắn tương giao không ngừng gào thét dữ tợn, lại mang theo một cỗ uy áp cực lớn, sóng gợn quanh thân cuồn cuộn, khí tức bàng bạc đã tới mức vô cùng khủng bố. Năng lượng thật là khủng khiếp. Diễm Băng Song Xuất nhìn hai đầu thú ảnh bằng năng lượng khổng lồ cũng không khỏi hoảng sợ. Vũ khí khủng bố như vậy tuyệt đối đã tới huyền cấp cao giai. Hai người nhìn nhau, ánh mắt lập tức trầm xuống, một cỗ hàn ý từ trên người tràn ra. Chân khí mênh mông từ trong cơ thể hai người tuôn ra. Một hỏa một thủy, hai cỗ năng lượng thuộc tính tuôn ra khiến cho không gian lập tức run rẩy. Vào giờ phút này, hai người lập tức giương trường kiếm và đại đao trong tay lên. Đao mang và kiếm quang lóe lên, nhẹ nhàng bổ xuống, lập tức trong không gian xuất hiện một cái khe nhỏ. Ánh mắt hai người hiện lên sự lạnh lẽo, kiếm quang, đao mang tạo thành từng đạo tàn ảnh rồi chém thẳng về phía trước. Hỏa đao băng phong quyết. Hai người đồng thời hét lớn một tiếng. Tiếng hét lớn này vang lên, ánh sáng trong không gian lúc này đột nhiên ảm đạm, giống như toàn bộ ánh sáng đều bị thôn phệ. Trong không gian, năng lượng thuộc tính hỏa và thuộc tính thủy hội tụ. Theo hai cỗ năng lượng thuộc tính hội tụ, năng lượng trên đại đao cùng với trường kiếm ngày càng khủng bố. Tiểu tử, chết bởi hỏa đao băng phong quyết của chúng ta cũng coi như là tiện nghi cho ngươi. Lương Tán lạnh lẽo quát lên một tiếng rồi đem đao trong tay đánh xuống. Đao quang mang theo vô số tàn ảnh chém xuống. Không gian trước mặt hắn lúc này trong khoảnh khắc dường như sụp đổ. Sóng gợn trong không gian trực tiếp bị cắt vỡ, từng mảnh vỡ của gợn sóng bắn ra bốn phía. Siêu siêu. Từng đạo đao mang kiếm quang bạo liệt lướt đi chừng ngàn thước cắt vỡ gợn sóng trong không gian, dùng một thanh thế cường hãn, xen lẫn khí tức nóng bỏng, lạnh lẽo trực tiếp đem không gian trước mặt bổ ra. Cuối cùng tạo thành một tấm lưới lớn do đao kiếm tạo thành trực tiếp đánh về phía Lục Lâm Thiên. Công kích mạnh mẽ hung hãn như vậy đã hấp dẫn ánh mắt vô số người phía xa. Trong mắt những người biết hàng hiện lên vẻ kinh dị, đối với Diễm Băng Song Xuất này cũng có một số người hiểu rõ. Đây chính là một kích mạnh nhất của Diễm Băng Song Xuất. Cho nên bình thường hai người Diễm Băng Song Xuất này tuyệt đối không thể đơn giản mà thi triển ra hỏa đao băng phong quyết. Diễm Băng Song Xuất thi triển ra hỏa đao băng phong quyết, đây là kích mạnh nhất của phu thê bọn họ. Một khi thi triển ra ngay cả Vũ Vương Nhất Trọng cũng bị thương một hai, uy lực cực kỳ kinh người. Bên trong Vũ Xuất Cửu Trọng quả thực bọn họ không có đối thủ. Lục Lâm Thiên kia có thể chống lại sao? Cái này không nhất định. Lục Lâm Thiên của Phi Linh Môn thường xuyên vượt cấp chiến đấu. Không biết lần này hắn có thể chống lại được hay không? Vũ khí quỷ dị kia của hắn cũng vô cùng bất phàm, dường như còn mạnh hơn vũ khí của Diễm Băng Song Xuất một chút. Phía xa, không ít người đứng dưới xem xét lập tức nghị luận. Nói thì dài thế nhưng lại rất nhanh chóng. Lúc này hai đạo thú ảnh dây dưa với nhau mang theo uy áp mãnh liệt cùng với năng lượng chấn động trực tiếp va chạm với đao mang và kiếm quang trong không trung. Siêu siêu. Cả hai chạm vào nhau tạo thành thanh âm bạo liệt vượt quá dự đoán của mọi người. Hai đạo thú ảnh trực tiếp bị đao mang cùng kiếm quang ngập trời bao phủ, dường như không thể tiến thêm được nữa. Cơ hồ không có một chút chấn động nào, thậm chí hai đạo thú ảnh lập tức bị đao mang kiếm quang bao phủ, không làm ảnh hưởng tới đao mang kiếm quang một chút nào. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Lục Lâm Thiên cũng vô cùng kinh ngạc. Diễm Băng Song Xuất này quả nhiên thực lực mạnh mẽ. Bằng vào thực lực như vậy khó trách được xưng là vô địch thủ trong vũ xuất. Bất quá lúc này Lục Lâm Thiên cũng không bối rối. Khóe miệng hắn hiện lên nụ cười lạnh, bàn tay khẽ vung lên rồi đem một đạo thủ ấn kỳ dị đánh ra. Cùng lúc đó có một cỗ lực lượng quỷ dị từ trong kiếm quang và đao mang tỏa ra. Chu Tước Huyền Vũ Quyết, bạo cho ta. Trong nháy mắt, năm ngón tay Lục Lâm Thiên nắm chặt, miệng khẽ quát một tiếng. Phanh phanh. Trong đao mang kiếm quang lúc này đột nhiên vang lên tiếng sấm rền, giống như có từng quả bom liên tục nổ tung khiến cho lỗ tai của mọi người chung quanh rung động một hồi, vô cùng đau nhức. Ở chỗ hai cỗ công kích hung hãn va chạm có một màn hào quang chói mắt hiện lên. Lập tức một cỗ năng lượng như thực chất điên cuồng khuếch tán. Không gian dưới năng lượng đáng sợ va chạm lập tức nổ tung rồi vặn vẹo. Phanh phanh. Lúc này giữa không trung bằng mắt thường cũng có thể thấy được đầu Phượng Hoàng bằng hỏa diễm bên trong kiếm quang đao mang nổ tung,
hóa thành một biển lửa ngập trời. Mà đầu quy xà kia cũng nổ tung tạo thành một cơn sóng ngập trời, giống như biển gầm ở giữa không trung vậy. Trong nháy mắt, màn hào quang do đao mang kiếm quang tạo thành dưới năng lượng cuồng bạo trực tiếp rạn nứt rồi nổ tung. Hỏa diễm phun trào, sóng nước đáng sợ dây dưa, khí tức lạnh lẽo bắn ra bốn phía. Cả không trung trực tiếp hỗn loạn, công kích đáng sợ tới bực này khiến cho không ít ánh mắt nhìn vào hoảng sợ. Năng lượng khủng bố ngập trời tràn ngập chân trời bắt đầu tiêu tán. Mà không gian đang vặn vẹp kia lúc này cũng dần trở nên rõ ràng. Phốc phốc! Trong ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người lúc này xuất hiện một màn khiến cho mọi người kinh ngạc. Trên không trung diễm băng song xuất trực tiếp bị đánh bay, miệng phun ra một ngụm máu, sắc mặt trở nên trắng bệch, toàn thân uể oải vô lực. Phốc phốc! Thân hình Lục Lâm Thiên trực tiếp bị đánh bay, thanh linh khải giáp trên người ảm đạm. Miệng phun ra một ngụm máu, cơ thể gặp phải đả kích nghiêm trọng. Thực lực diễm băng song xuất này quả nhiên danh bất hư truyền. Siêu siêu! Sắc mặt Lục Lâm Thiên trắng bệch, tiêu hao lúc này cực kỳ nghiêm trọng. Lưỡng bại câu thương. Không ít thanh âm kinh ngạc vang lên. Không ai ngờ tới, Lục Lâm Thiên của Phi Linh Môn có thể chống lại diễm băng song xuất, mà còn là lưỡng bại câu thương. Có thể đánh diễm băng song xuất bị trọng thương. Thực lực của diễm băng song xuất không ít người đều vô cùng hiểu rõ. Đặc biệt là hỏa đao băng phong quyết vô cùng mạnh mẽ. Thế nhưng lúc này hai người lại bị trọng thương. Quả thực Lục Lâm Thiên khiến cho mọi người vô cùng thán phục. Thực lực của Lục Lâm Thiên không ngỡ đã tới một bước này. Mà hai người diễm băng song xuất cũng vô cùng bất ngờ. Khi hai người ổn định thân hình, ánh mắt lập tức kinh hãi nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Giữa không trung, lúc này kịch chiến đã gần tới hồi kết. Giờ phút này ở phía trước có một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Dưới sự vây công của một đám yêu thú khủng bố. Bên trong Thiên Tinh Tông cùng với Thiên Quỷ Tông đã có vũ xuất bị vẫn lạc, người bị thương nhiều không kể xiết. Lưu Tinh Hà, Lộc Sơn Lão Nhân cùng với năm đầu yêu thú lục giai hậu kỳ đỉnh phong Trường Ngao yêu giải công kích đám vũ xuất còn lại. Chỉ trong nháy mắt có 8 vũ xuất của Thiên Tinh Tông và Thiên Quỷ Tông bị đánh chết. Đương nhiên, lúc này cũng có không ít vũ xuất còn có linh xuất trực tiếp bị cấm chế. Trước khi ra tay, Lục Lâm Thiên cũng truyền âm cho chúng cường giả trong Phi Linh Môn. Nếu như thuận tay thì nên bắt giữ đối thủ, thế nhưng cũng không thể làm lỡ việc giết đám người Thiên Tinh Tông và Thiên Quỷ Tông. Tóm lại trong 10 phút vừa rồi, có lẽ còn chưa tới 10 phút thì cường giả trong Thiên Tinh Tông và Thiên Quỷ Tông đã tổn thất hơn nữa. Diễm băng song xuất, chết đi. Công kích của Lục Lâm Thiên và Diễm băng song xuất còn chưa biến mất bao lâu. Ngay khi Diễm băng song xuất còn đang kinh ngạc với Lục Lâm Thiên thì đột nhiên phía sau hai người có một thanh âm lạnh lẽo truyền ra. Sắc mặt hai người diễm băng song xuất tái đi rồi lập tức nhìn về phía sau. Lúc này phía sau hai người xuất hiện một nữ tử xinh đẹp, không gian chung quanh nữ tử lúc này đang không ngừng vặn vẹo, chính là quỷ tiên tử Bạch Oánh. Quỷ tiên tử Bạch Oánh. Ánh mắt hai người hoảng hốt nhanh chóng lùi lại. Vào lúc toàn thịnh bọn họ muốn chống lại quỷ tiên tử Bạch Oánh có lẽ còn được một lúc. Thế nhưng bây giờ hai người đối với thương thế của bản thân mình rất rõ ràng, lúc này hai người đã không còn lực tái chiến. Mà trong khi hai người nhanh chóng lùi lại, bàn tay trắng nõn của quỷ tiên tử Bạch Oánh dương lên. Một đạo trưởng ấn khiến cho không gian vặn vẹp trực tiếp bao phủ không gian trên đầu hai người diễm băng song xuất. Trưởng ấn nhanh chóng đánh xuống khiến cho không gian vặn vẹo. Dường như có một quả bom đột nhiên nổ tung trong không gian, gợn sóng trực tiếp khuếch tán ra bốn phía, không gian rung động kịch liệt. Diễm băng song xuất muốn chạy trốn, nhưng căn bản không thể đào thoát. Bị Lục Lâm Thiên đánh trọng thương. Lúc này bọn họ vô lực chống lại, chỉ có thể nhanh chóng bố trí hộ thân cương khí quanh người, ánh mắt lúc này hiện lên sự sợ hãi. Cạch cạch, dưới không gian vặn vẹp, kình phong bắn ra bốn phía khiến cho hộ thân cương khí của diễm băng song xuất trực tiếp bị phá hủy. Thân thể hai người trong chớp mắt bị đánh bay, miệng lại phun ra một ngụm máu. Hai người trực tiếp bị đập xuống phía dưới, thân hình còn chưa chạm xuống mặt đất thì trực tiếp hóa thành huyết vụ rơi vãi ra chung quanh. Đáng chết! Phía xa, Tùng Thanh Sơn nhìn thấy cảnh tượng này cũng chỉ có thể bất lực đứng nhìn cường giả trong tông bị đánh chết. Điều này càng khiến cho hắn nổi giận. Trưởng môn, thương thế người thế nào? Hai đạo thân ảnh trực tiếp tới bên người Lục Lâm Thiên. Chính là Lộc Sơn Lão Nhân và Lưu Tinh Hà. Hừ, hai người các ngươi một lát nữa sẽ tính sổ, dám để cho trưởng môn mạo hiểm.
Quỷ tiên tử Bạch Oánh lập tức xuất hiện bên cạnh Lộc Sơn lão nhân và Lưu Tinh Hà, ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn hai người. Lộc Sơn lão nhân cùng với Lưu Tinh Hà cúi đầu, không dám nói lời nào. Oánh tỷ, Lộc Sơn cung phụng cùng Lưu cung phụng vừa rồi đều đang chiến đấu với đối thủ cho nên không kịp ra tay, ta cũng không có việc gì. Lục Lâm Thiên cười khổ một tiếng rồi nói với quỷ tiên tử Bạch Oánh. Đối với thực lực hiện tại của mình, Lục Lâm Thiên lại một lần nữa có lý giải. Bằng vào thực lực vũ xuất tứ trọng hiện tại của hắn, toàn lực thi triển Chu Tước Huyền Vũ Quyết hẳn có thể chống lại vũ xuất cửu trọng đỉnh phong. Nếu không đạt tới đỉnh phong, chỉ sợ đánh chết đối phương cũng là chuyện có khả năng. Mà hai người Diễm Băng Song Xuất vừa rồi bản thân là vũ xuất cửu trọng đỉnh phong, lại thêm hợp kích chi thuật của hai người, thực lực có thể tương đương với vũ vương nhất trọng lại lưỡng bại câu thương với hắn. Cho nên chỉ cần một người trong đó Lục Lâm Thiên có thể cảm giác, bản thân mình có thể đánh chết. Lần sau không nên mạo hiểm như vậy. Quỷ tiên tử Bạch Oánh nhìn Lục Lâm Thiên nói. Đối với uy lực của vũ kỹ Lục Lâm Thiên vừa thi triển ra ngay cả nàng cũng phải giật mình. Diễm Băng Song Xuất này nếu như ở lúc toàn thịnh, nàng muốn đối phó với bọn họ cũng có chút phiền phức. Có lẽ muốn áp chế thì vô cùng dễ dàng, thế nhưng muốn chém giết thì lại rất khó khăn. Lục Lâm Thiên cười khổ. Hắn cũng không muốn mạo hiểm a. Thúc dục ra Chu Tước Huyền Vũ Quyết, trước đó lại toàn lực thi triển Liệt Thiên Cửu Kích, lúc này tiêu hao trên người hắn vô cùng lớn. Nếu không phải dựa vào đan điền khổng lồ thì chỉ sợ đã sớm không chống đỡ nổi. Sau khi nhét mấy viên đan dược chữa thương vào trong miệng, hai người Lộc Sơn lão nhân và Lưu Tinh Hà một lần nữa gia nhập chiến trường. Vừa rồi bị quỷ tiên tử Bạch Oánh liếc một cái khiến cho hai người không khỏi sợ hãi. Cho nên lúc này ra tay vô cùng cuồng bạo. Tiểu Long thu hồi bản thể trở lại bên người Lục Lâm Thiên. Trên người nó cũng không có một chút thương thế nào, bất quá sắc mặt lúc này cũng tái nhợt. Sợ rằng vì ngăn cản Diễm Băng Song Xuất trên người nó cũng có không ít ảnh hưởng. Yêu Hoàng hay là Linh Hoàng, không giống, không giống a, quả thực có chút kỳ quái. Lão giả áo lam nhìn qua không chút chú ý trong đám người lúc này nhìn vào Tiểu Long ánh mắt không khỏi có chút biến hóa. Sắc mặt cực kỳ nghi hoặc. Lục Lâm Thiên đưa mắt quét qua toàn trường, dưới sự vây công của chúng thú và cường giả phi linh môn. Cường giả trong Thiên Tinh Tông và Thiên Quỷ Tông lúc này tràn ngập nguy cơ. Kẻ vẫn lạc, bị cấm chế hơn nửa, mà nhân số đối phương giảm mạnh thì càng ngày bị áp chế càng lớn. Huống chi những người mạnh như Diễm Băng Song Xuất, Tất Phương Sơn cũng bị đánh chết cùng với cấm chế khiến cho thực lực hai tông giảm mạnh. A, à, trong lúc hỗn loạn, hai tông lúc này căn bản không có bao nhiêu sức phản kháng. Ngô Dũng, Lộc Sơn lão nhân, Lưu Tinh Hà, còn có năm đầu yêu thú lục giai hậu kỳ đỉnh phong lúc này vô cùng cường hãn. Trong nháy mắt Lục Lâm Thiên tận mắt nhìn thấy Ngô Dũng cùng với một đầu yêu thú lục giai hậu kỳ đỉnh phong đánh chết một vũ xuất lục trọng và một vũ xuất tứ trọng. Lục Tâm Đồng thì đang loay hoay trong đám yêu thú, không tìm được đối thủ. Nhân số hai tông suy giảm lớn. Trên cơ bản đều là 6-7 đầu yêu thú lục giai hoặc là mấy vũ xuất của phi linh môn vây công một người. Tuy gọi là vây công thế nhưng trên thực tế có tác dụng chỉ có 2-3 người công kích mà thôi. Nhiều người cũng không nhất định toàn bộ ra tay. Giống như ở trong trăm vạn đại quân vây quanh một người. Những người ra tay cũng chỉ có 10-mấy người mà thôi. Thế nhưng thân bị hãm sâu trong trăm vạn đại quân không có cách nào đào thoát. Lúc này đám người Thiên Quỷ Tông và Thiên Tinh Tông chính là rơi vào tình trạng như vậy, muốn chạy trốn sao? Nếu như không có thủ đoạn đặc thù thì không hề dễ dàng chúng nào. Đệ tử Thiên Tinh Tông mau lui lại phía sau. Phía xa, Hồ Hưng Hải vô cùng sợ hãi nhìn một vũ xuất của Thiên Tinh Tông bị đánh chết. Trong nội tâm vô cùng phẫn nộ, thế nhưng cũng bất lực. Dựa vào thực lực của Bạch Linh so với trong tưởng tượng của hắn còn mạnh hơn. Hắn vốn tưởng rằng đây chỉ là một đầu yêu thú thất giai sơ kỳ của phi linh môn mà thôi. Thật không ngờ đầu yêu thú trước mắt lại là thất giai trung kỳ, mỗi một đạo công kích đều có thể đem hắn áp chế. Hưng Hải, cứu ta! Trong đám người, vị phụ nhân xinh đẹp kia quát lớn một tiếng. Dưới sự vây công của 3 đầu yêu thú lục giai trung kỳ, còn có thiểm điện báo Ngô Dũng vừa mới gia nhập vòng chiến khiến cho nàng lập tức gặp nạn. Thế nhưng lúc này bản thân Hồ Hưng Hải cũng khó bảo toàn. Đâu có thời gian cứu nàng. Ngô Dũng thừa cơ đem một đạo trưởng ấn đánh về phía sau lưng vị phụ nhân này. Lập tức khiến cho nàng lảo đảo lui về phía trước mấy chục thước, miệng phun một ngụm máu tươi. Bá Quang, nhanh cứu ta, cứu ta. Giờ phút này vị phụ nhân xinh đẹp kia chỉ có thể cầu cứu Lương Bá Quang.
Phía xa, lúc này Lương Bá Quang đang ngăn cản công kích ngập trời của Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh, căn bản không thể thoát thân. Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh vừa mới đột phá Linh Vương cũng không quá lâu, thế nhưng dựa vào một thân độc công khiến cho hắn cực kỳ khó chống lại, cũng khiến cho Lương Bá Quang vô cùng kinh ngạc. Chết đi! Ngô Dũng thô bạo cười lạnh một tiếng, một đạo trưởng ấn nhanh chóng được đánh ra. Ngô trưởng lão, tạm thời tha cho nàng một mạng. Thanh âm của quỷ tiên tử Bạch Oánh vang lên bên tai thiểm điện báo Ngô Dũng. Vâng. Ngô Dũng đáp, trưởng ấn hóa thành chảo, thế công không giảm, mấy đạo kình khí lướt qua không trung trong nháy mắt tạo lên cấm chế vị phụ nhân xinh đẹp đang sợ hãi kia. Siêu. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Lương Bá Quang vô cùng khó coi, thế nhưng cũng không thể làm gì được. Thân thể nhanh chóng lùi lại, linh lực trên người tuôn ra. Bàn chân đạp mạnh một cái, thân hình giống như quỷ mị trượt về phía sau. Vốn hắn còn muốn chiếm một chút tiện nghi, khi trước bản thân hắn đã ngấp nghé vị trí tông chủ Thiên Tinh Tông đã lâu, mà bây giờ, tất cả mọi việc đều đã vượt quá dự kiến của hắn. Lương Bá Quang, ngươi trốn không thoát đâu. Một tiếng quát chói tai của Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh vang vọng không gian. Lúc này này đột nhiên có một thân ảnh đem theo không gian vặn vẹo xuất hiện, quanh thân tràn ngập hắc vụ màu đen. Trong nháy mắt, làn khói độc này nhanh chóng ngưng tụ thành một bàn tay rồi đánh về phía Lương Bá Quang. Chết tiệt! Lương Bá Quang không ngờ Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh lại khó chơi như vậy, sắc mặt hắn lập tức trầm xuống. Nếu như là bình thường hắn cũng không sợ Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh. Cho dù là Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh khó dây thế nhưng muốn đối phó với hắn cũng không hề dễ dàng. Đến cấp độ như Linh Vương và Vũ Vương, ai mà không có một chút thủ đoạn ẩn giấu. Thế nhưng thủ đoạn ẩn giấu cũng có cao có thấp, có mạnh có yếu. Một đạo trưởng ấn mang theo kịch độc nhanh chóng đánh tới. Lương Bá Quang trong lúc bất đắc dĩ cũng phải xuất ra linh lực. Trong nháy mắt đánh ra một trưởng về phía trước. Một trưởng đánh ra mang theo một cỗ năng lượng bàng bạc khiến cho không gian lắc lư kịch liệt, trưởng ấn trực tiếp xuyên qua không gian, ầm ầm va chạm. Phanh phanh. Hai đạo trưởng ấn trực tiếp va chạm, kinh khí ngập trời trong nháy mắt tràn ngập. Linh lực chút xuống khiến cho không gian vặn vẹp, thanh thế bực này khiến cho mọi người vô cùng sợ hãi. So với công kích của Lục Lâm Thiên và Diễm Băng Song Xuất vừa rồi không bằng, thế nhưng uy lực còn mạnh mẽ hơn. Không gian như trực tiếp vỡ nát. Kinh khí khủng bố khiến cho đại điện phía dưới trực tiếp vỡ nát. Năng lượng cuồng bạo khuếch tán, lúc này có một cỗ năng lượng màu đen mang theo mùi gay mũi tràn ngập. Trong kinh khí cuồng bạo này thân hình Lương Bá Quang trực tiếp bị đẩy lui. Trong nháy mắt sắc mặt hắn đại biến, bởi vì lúc này ở giữa không trung có một khe nứt xuất hiện. Không gian phía trước đột nhiên xuất hiện chấn động vô cùng quỷ dị, quang mang biến mất, thân hình Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh hiện ra. Quanh người Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh được bao phủ bởi một vòng quang mang giống như áo giáp, toàn thân chỉ có ánh mắt lộ ra bên ngoài. Kiện áo giáp này tràn ngập lưu quang nhàn nhạt, bên ngoài, không gian chung quanh trực tiếp gợn sóng. Một cỗ khí tức bàng bạc hiện ra, mà mơ hồ có thể nhìn thấy bên ngoài áo giáp dường như vô hình này có không ít khói độc dường như đang nhảy múa chung quanh. Đây chẳng lẽ là hồn linh khải giáp địa cấp của Tùng Bách Đào? Trong nháy mắt Lương Bá Quang lập tức nghĩ tới lời đồn khi trước. Tùng Bách Đào ở trong thành Thiên Tinh đã bị đoạt đi hồn linh khải giáp địa cấp. Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh xuất hiện, mắt thân thể không dừng lại một chút nào, thủ ấn trong tay nhanh chóng biến đổi. Lúc này có một cỗ năng lượng vô hình trong không trung hội tụ. Cả không trung dường như run rẩy, lập tức có một mảnh khói độc bao phủ không trung, toàn bộ không gian lúc này tràn ngập mùi gay mũi, khiến cho cả thiên địa dường như bị đè nén. Lương Bá Quang, ta nói ngươi trốn không thoát đâu. Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh lạnh lùng quát lên một tiếng. Thủ ấn trong tay một lần nữa được ngưng tụ. Hai đạo hắc mang một trái một phải vô cùng quỷ dị trực tiếp xé rách không gian bắn về phía Lương Bá Quang. Hắc mang trực tiếp xuyên qua không gian giống như linh xà xuất động. Mà ngay sau đó hắc mang lấy một tốc độ như phá không hung hăng đụng vào trên người Lương Bá Quang. Phanh! Khói độc va chạm một cỗ năng lượng rung động giống như gợn sóng khuếch tán, âm thanh trầm đục vang lên trong không trung. Trong lúc không kịp ứng phó, thân thể Lương Bá Quang trực tiếp bị đánh bay, miệng phun ra một ngụm máu. Siêu! Lương Bá Quang không có một chút do dự nào trực tiếp chạy trốn. Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh toàn thân là độc, lại là linh giả, linh hồn công kích cũng chiếm không ít tiện nghi. Mà ngay cả bên trong linh hồn dường như cũng có độc khí, tuyệt đối là người khó nhằn nhất.
Giờ phút này thôi hồn độc xuất đông vô mệnh còn có hồn linh khải giáp địa cấp, bản thân hắn lại bị thương, đương nhiên sẽ không phải là đối thủ của thôi hồn độc xuất đông vô mệnh. Lương Bá Quang thật không ngờ tới, thôi hồn độc xuất đông vô mệnh không ngờ lại luyện hóa dung hợp được bảo vật như hồn linh khải giáp địa cấp, có loại bảo vệ này hắn căn bản không thể chống lại thôi hồn độc xuất đông vô mệnh. Ngươi có thể chạy thoát sao? Ngay khi Lương Bá Quang chạy trốn, thân ảnh thôi hồn độc xuất đông vô mệnh đột nhiên hiện lên từ trong đám sương mù vặn vẹo. Trong tay có một cỗ khói đen tuôn ra, một mũi gai mũi khuếch tán. Cỗ khói đen nồng đậm này lập tức hóa thành từng sợi chỉ màu đen, mỗi sợi chỉ đều mang theo lực lượng xuyên thấu không trung bao phủ không gian quanh người Lương Bá Quang. Chỉ trong nháy mắt, ngàn vạn sợi chỉ màu đen bao phủ thân hình Lương Bá Quang vào trong giống như một cái kén nhộng vậy. Giờ phút này ánh mắt Lương Bá Quang vô cùng hoảng hốt, trong mắt hiện lên sự tuyệt vọng. Đông vô mệnh, ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Một thanh âm vang lên trong chiếc kén, lập tức có một cỗ linh lực bàng bạc tràn ra. Cả cái kén lắc lư run rẩy, một cỗ khí tức cường hãn tràn ngập. Phanh phanh, cái kén trực tiếp nổ tung, kình kình ngập trời khuếch tán ra bốn phía. Lực lượng vô cùng mạnh mẽ, ít nhất so với một kích toàn lực thời kỳ toàn thịnh của Lương Bá Quang còn mạnh hơn gấp đôi. Coi như là gặp Linh Vương nhị trọng cũng có lực chống lại. Siêu. Trong kình khí cuồng bạo có một đạo quang ảnh màu trắng phóng lên trời mang theo một cỗ khí tức linh hồn bàng bạc biến mất trong không trung. Bất quá vào lúc này trong mắt thôi hồn độc xuất đông vô mệnh hiện lên sự kinh ngạc thế nhưng cũng không thèm để ý tới. Ánh mắt hắn lúc này lạnh lẽo, thủ ấn lại tiếp tục biến hóa. Tự bạo thân mình muốn để hồn anh chạy trốn sao? Vận khí người quả thực không tốt chút nào. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh lạnh lẽo quát lên một tiếng, hai tay đánh ra từng đạo thủ ấn quỷ dị. Một cỗ hắc mang đậm đặc tuôn ra, hắc mang đậm đặc mang theo một cỗ linh hồn lực minh mông. Cỗ khí tức linh hồn này vô cùng cuồng bạo và hung hãn. Phệ hồn ác anh, đi! Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh hét lớn một tiếng. Trong cỗ hắc mang đậm đặc này có một tiếng rít chói tai vang lên, giống như là thanh âm tới từ địa ngục. Thanh âm này khiến cho lòng người sợ hãi, linh hồn run rẩy. Ô ô, tiếng rít chói tai, quái dị chấm dứt, lập tức có một đạo hắc mang nhỏ từ trong hắc mang phóng lên trong. Hắc mang nhỏ này giống như một vật sống trực tiếp tạo thành một thân ảnh hư ảo, toàn thân đen kịt, cái miệng dữ tợn mở ra giống như ác quỷ, mang theo khói đen tràn ngập. Vật khủng bố này chính là phệ hồn ác anh. Siêu siêu, phệ hồn ác anh dữ tợn phóng về phía chân trời, mang theo khí tức chấn động linh hồn. Ô ô. Phệ hồn ác anh liên tục rít lên từng tiếng quái dị, trong tiếng kêu quái dị này hồn anh Lương Bá Quang đang đào tẩu giống như bị khắc chế, lập tức run rẩy. Vừa tới gần phệ hồn ác anh trực tiếp phun ra một cỗ sương mù màu đen. Thân ảnh nhanh tới mức không thể tưởng tượng nổi, trực tiếp bao phủ hồn anh Lương Bá Quang đang đào tẩu. Ô ô, trong lúc mọi người run rẩy, phệ hồn ác anh kia rít lên một tiếng. Cái miệng dữ tợn mang theo khí thế cuồng bạo lập tức cắn xé hồn anh của Lương Bá Quang. Hư ảnh như thực chất kia trực tiếp đem hồn anh của Lương Bá Quang thôn phệ vào trong miệng. A! À, tiếng kêu thảm thiết của Lương Bá Quang vang lên, sau đó biến mất vĩnh viễn trong thế gian. Hỗn đản! Lương Bá Quang bị đánh chết Hồ Hưng Hải cũng nhìn thấy. Môn phái lúc này đã bị áp chế tuyệt đối, không còn tâm tái chiến, hắn đã sớm muốn chạy trốn, thế nhưng căn bản lại không có cách này đào thoát. Ngao! Trong nháy mắt giữa vòng đại chiến kia vang lên một tiếng thú giống như sói tru, đột nhiên có một thân thể yêu thú khổng lồ xuất hiện giữa không trung. Đầu yêu thú khổng lồ này có bản thể chừng ngàn thước, quanh thân tràn ngập quang mang màu trắng, sau lưng có bảy cái đuôi lớn dài mấy trăm thước bắn ra kình phong sắc bén. Cửu vĩ yêu hồ, là cửu vĩ yêu hồ. Không ít ánh mắt nhìn lên không trung, giờ phút này sắc mặt Hồ Hưng Hải lại càng hoảng hốt. Lúc này Bạch Linh khôi phục bản thể. Kình phong vô tận từ trong cơ thể tuôn ra khiến cho cả không gian đều chấn động, run rẩy mang theo một cỗ uy thế tuyệt đối. Thân thể không chút đình trệ nào, trong nháy mắt lao thẳng về phía Hồ Hưng Hải. Thân thể tuy khổng lồ nhưng lại nhanh như thiểm điện, trong lúc mơ hồ khiến cho không gian vặn vẹo. Không khí chung quanh lúc này hỗn loạn, thanh âm bạo liệt liên tục vang lên. Đồng thời trên bản thể Bạch Linh, bảy cái đuôi lớn kia bắn về phía trước, giống như linh xà xuất động. Trực tiếp xuyên thấu không gian mang theo lực lượng sắc bén vây khốn Hồ Hưng Hải ở bên trong. Hồ Hưng Hải nhìn thấy bản thể của Bạch Linh đã sớm cảm thấy lạnh lẽo. Lúc giao thủ hắn cũng đã biết được thực lực của Bạch Linh, lúc này Bạch Linh hiện ra bản thể,
thực lực lại càng thêm cường hãn. Lúc này Hồ Hưng Hai không dám chủ quan một chút nào, thủ ấn nhanh chóng biến đổi. Chân khí cuồng bạo hội tụ trong lòng bàn tay rồi đột nhiên hóa thành một đạo quang trụ hung hăng đánh về phía Bạch Linh. Phanh phanh! Đạo quang trụ này trực tiếp đánh vào một cái đuôi lớn của Bạch Linh. Hai đạo lực lượng hung hăng va chạm, thanh âm trầm thấp vang lên. Thế nhưng lại không có thanh âm bạo tạc vang lên như trong dự đoán của nhiều người mà chỉ có một cỗ kình khí lặng lẽ lan tràn ra bốn phía. Mà chỗ kình khí lan tràn ra, cả không gian đều rung động. Mà dưới sự rung động này thân hình Hồ Hưng Hải trực tiếp bị đẩy lùi. Cũng trong nháy mắt này Hồ Hưng Hải nhìn vào một ánh mắt quỷ dị, lập tức trong đầu có một cỗ lực lượng quỷ dị tràn vào. Chỉ thấy lúc này trên bản thể Bạch Linh đột nhiên có một cỗ lực lượng quỷ dị trực tiếp tràn vào trong người Hồ Hưng Hải. Ánh mắt này cực kỳ quỷ dị, khiến cho người ta trong lúc bất chi bất giác không tự chủ bị hãm vào. Phanh! Trong chớp mắt, một cái đuôi lớn run lên. Một cỗ lực lượng bàng bạc phá vỡ không gian trực tiếp đánh vào người Hồ Hưng Hải. Hồ Hưng Hải ngẩn người ra cũng chỉ trong nháy mắt mà thôi. Khi hắn tỉnh lại, muốn tránh né cũng không còn kịp nữa. Phốc phốc! Dưới cỗ lực lượng mạnh mẽ này hộ thân cương khí trên người Hồ Hưng Hải trực tiếp rạn nứt, đồng thời miệng phun ra một ngụm máu. Không có một chút trì hoãn nào, sáu cái đuôi còn lại sau lưng Bạch Linh giống như một đầu cự mãng nhanh chóng xuyên qua không trung mang theo một đám tàn ảnh trọng điệp, cơ hồ chỉ trong nháy mắt không gian run rẩy, toàn bộ sáu cái đuôi đều hung hăng đánh vào trên người Hồ Hưng Hải. Một cỗ gợn sóng vô hình khuếch tán, lực lượng khuếch tán cũng khiến cho nội tâm Hồ Hưng Hải cảm thấy sợ hãi. Đây là cảm giác sợ hãi tử vong, cùng với khí tức tử vong bao phủ trong lòng hắn. Khí tức cường hãn này khiến cho bản thân hắn là Vũ Vương Tứ Trọng cũng cảm giác được sự sợ hãi. Phanh phanh! Sáu cỗ thanh âm bạo liệt vang lên, sáu cỗ lực lượng mạnh mẽ lập tức chút xuống cơ thể Hồ Hưng Hải. Giờ phút này Hồ Hưng Hải hoàn toàn không có lực chống lại. Sáu cỗ lực lượng liên tiếp đánh xuống, vũ đan trong cơ thể trực tiếp bị đánh vỡ. Thân thể bị đánh bay về phía sau, miệng phun ra một ngụm máu tươi cùng với nội tạng bị nghiền nát. Phi Linh Môn, ta sẽ không bỏ qua cho các người. Ngay khi thân hình trực tiếp bị phá hủy, trong đầu Hồ Hưng Hải có một đạo bạch quang nhanh như chớp bắn về phía trước rồi biến mất trong không trung. Thân hình Hồ Hưng Hải trực tiếp hóa thành vô số mảnh nhỏ rơi xuống mặt đất. Bạch Linh thu hồi bản thể, ánh mắt nhìn vào hồn anh Hồ Hưng Hải đang đào tẩu. Thế nhưng lúc này nàng cũng không có cách nào, muốn tiêu diệt hồn anh thế nhưng cũng không thể đuổi kịp. Ngao! Thiên độc yêu long giống lên một tiếng. Khí tức hung hãn quanh người tuôn ra. Thân hình khổng lồ hóa thành một đạo lưu quang màu đen rồi xông về phía trước. Ta muốn đi ngươi còn không thể cản được. Tùng Thanh Sơn lạnh lẽo quát lên một tiếng. Một đạo trưởng ấn bàng bạc nóng bỏng trong tay trực tiếp đánh về phía trước. Trưởng ấn xuyên thấu không gian, đập về phía thiên độc yêu long. Ngao! Trong miệng thiên độc yêu long đột nhiên có một cỗ khói độc bàng bạc phun ra. Trong sương mù này có một cỗ lực lượng ăn mòn vô cùng lớn. Sóng gợn trong không gian lúc này cũng bị ăn mòn, trường ấn của Tùng Thanh Sơn cũng chậm rãi bị hóa giải. Thiên độc yêu long muốn chống lại Tùng Thanh Sơn không khó. Dựa vào bản thể cường hãn là có thể, thế nhưng muốn giết hắn lại vô cùng khó khăn. Vũ Vương Tam Trọng không phải là người mà thiên độc yêu long có thể dễ dàng đánh chết. Hừ! Bỗng nhiên một tiếng hừ lạnh truyền tới, thân ảnh Bạch Linh như quỷ mị xuất hiện sau lưng Tùng Thanh Sơn. Không gian chung quanh lúc này vặn vẹo. Một bàn tay trắng nõn nhanh chóng di chuyển, trên cổ tay có một đạo quang trụ màu trắng mang theo công kích ngập trời xuyên thấu không gian hung hăng đánh về phía Tùng Thanh Sơn. Phanh! Lúc này Tùng Thanh Sơn trở tay không kịp, tốc độ của Bạch Linh không phải là thứ mà hắn có thể so sánh. Khi hắn phát hiện ra thì thân thể đã trực tiếp bị đánh bay, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Phốc phốc! Thân hình Tùng Thanh Sơn lảo đảo lui về phía sau mấy bước, sắc mặt hoảng hốt. Ngao! Thiên độc yêu long thừa cơ giống lên một tiếng, một cỗ khí tức vô cùng hung hãn ngập trời từ trong cơ thể nó truyền ra. Khói độc cuồn cuộn khiến cho không gian quanh người vặn vẹo. Thân thể khổng lồ lúc này nhanh như thiểm điện thừa cơ hung hăng va chạm với Tùng Thanh Sơn. Thân thể khổng lồ trực tiếp đánh về phía trước mang theo một cỗ khí tức ngập trời. Cảm nhận công kích của thiên độc yêu long, ánh mắt Tùng Thanh Sơn trở nên lạnh lẽo rồi chuyển thành oán độc lập tức ngửa mặt lên không trung rồi quát. Bắc trưởng lão! Nhanh cứu ta! Phía xa, Lục Lâm Thiên vẫn nhìn toàn trường lúc này nghe thấy tiếng quát của Tùng Thanh Sơn khiến cho Lục Lâm Thiên giật mình.
chẳng lẽ còn có cường giả ẩn giấu trong hư không, ngay cả bản thân hắn cũng không biết. Là người Thiên Quỷ Tông mới tới sao? Nội tâm Lục Lâm Thiên không khỏi trùng xuống, đưa ra kết luận của bản thân. Khặc khặc, Thiên Độc Yêu Long thất giai sơ kỳ, không nghĩ tới ta lại nhìn thấy loại yêu thú này. Để ngươi làm tòa kỵ của bổn vương cũng không tệ lắm. Ngay khi Thiên Độc Yêu Long sắp va chạm với Tùng Thanh Sơn, giữa không trung gợn sóng lắc lư, ngay lúc đó có một đạo thân ảnh màu xanh trực tiếp xuất hiện. Ngay khi thân ảnh màu xanh này xuất hiện, không gian như đình trệ. Thân ảnh màu xanh này bước về phía trước một bước, không gian dưới chân giống như co rút lại, thân ảnh lập tức xuất hiện sau lưng Tùng Thanh Sơn. Một cỗ linh hồn lực bàng bạc lan tràn ra chung quanh. Giờ phút này không gian như đọng lại, tất cả mọi người đều nhìn lên không trung. Cỗ linh hồn lực bàng bạc này khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy một cỗ áp chế mạnh mẽ tới từ sâu trong linh hồn, tim đập nhanh hơn vài phần. Linh vương đẳng cấp cao. Trong lòng Lục Lâm Thiên trầm xuống, cỗ năng lượng bàng bạc này không ngờ trực tiếp dựa vào linh lực trong cơ thể ảnh hưởng tới không gian chung quanh. Loại thực lực này tuyệt đối là người mạnh nhất từ trước tới nay hắn gặp phải. Khí tức quanh người dường như so với Nhạc Phụ Vân Khiếu Thiên, Lữ Chính Cường còn mạnh hơn không ít. Tu vi người này Lục Lâm Thiên không cách nào phán đoán. Thế nhưng chí ít cũng phải tới thất trọng, thậm chí là linh vương bát trọng. Nhìn thấy thân ảnh màu xanh xuất hiện, Tùng Thanh Sơn hét lớn. Bác trưởng lão, cứu ta. Nể mặt ngươi tặng ta bảo vật, ta miễn phí cứu ngươi một lần. Thân ảnh màu xanh này nhạt nhạt nói. Thanh âm vừa dứt, tay áo trực tiếp phung lên. Lập tức ở giữa thiên địa có một cỗ năng lượng cường hãn kinh người hội tụ. Trong nháy mắt có một đạo quang trụ xuất hiện, sau đó dùng một tốc độ mạnh mẽ hung hăng va chạm với thân thể Thiên Độc Yêu Long. Phanh! Khi đạo quang trụ này va chạm với thân thể Thiên Độc Yêu Long, thân hình khổng lồ của Thiên Độc Yêu Long giờ phút này giống như một con mãng xà nhỏ trực tiếp bị đánh bay về phía sau. Thân thể khổng lồ va chạm cực mạnh với sơn mạch, sau đó đập xuống mặt đất khiến cho toàn bộ sơn mạch rung chuyển, từng khe nứt lan tràn xuất hiện dày đặc. Cảnh này khiến cho tất cả mọi người sợ hãi than. Loại thực lực này quá mạnh mẽ, mạnh tới mức không thể tưởng tượng nổi. Mạnh tới mức khiến cho ý nghĩ tất cả mọi người đông cứng. Mọi người lúc này đều nhìn chăm chú vào thân ảnh màu xanh trên không trung. Đây là một lão giả chừng 50 tuổi, người này có một mái tóc dài màu đen, dáng người cao gầy, thế nhưng trong mắt lại hiện lên sự âm hàn. Trên người mặc một bộ y phục màu xanh, trên y phục phần vai có những đồ án hoa văn kỳ dị. Phốc phốc, đập xuống mặt đất, Thiên Độc Yêu Long lập tức hóa thành hình người. Cho dù là có bản thể cường hãn vô cùng thế nhưng lúc này nó cũng phải phun ra một ngụm máu, sắc mặt tái nhợt. Đại trùng tử, người thế nào rồi? Tiểu Long lo lắng quát lên một tiếng, thân thể nho nhỏ lập tức vò tới trước người Thiên Độc Yêu Long. Linh vương này quá mạnh mẽ. Thiên Độc Yêu Long nói nhỏ, khóe miệng đầy vết máu, khí tức trên người hỗn loạn. Thật mạnh mẽ. Sắc mặt Lục Lâm Thiên vô cùng ngưng trọng. Không nghĩ tới Thiên Quỷ Tông còn có một cường giả khủng bố như vậy. Chỉ trong một chiêu có thể khiến cho Thiên Độc Yêu Long bị trọng thương. Có lẽ người này còn chưa dùng toàn lực, mà thực lực người này tuyệt đối đã tới tình trạng vô cùng khủng bố. Bác trưởng lão, người mau giúp ta giết chết đám người phi linh môn, ta muốn toàn bộ bọn chúng đều chết. Ánh mắt Tùng Thanh Sơn oán độc, lạnh lẽo nhìn vào tất cả đám người phi linh môn, sát ý tuôn ra, lúc này cả người dường như đã tiến vào trạng thái cuồng bạo. Ta chỉ đáp ứng ngươi vào lúc cuối cùng cứu ngươi một mạng, ngươi đem Lục Lâm Thiên cho ta mà thôi. Những thứ còn lại, một điều ta cũng chưa đáp ứng. Thân ảnh màu xanh nói với Tùng Thanh Sơn, thanh âm vừa dứt, ánh mắt người này lập tức nhìn về Lục Lâm Thiên. Trong mắt hiện lên sự lạnh lẽo. Ngươi chính là Lục Lâm Thiên của Phi Linh Môn, gần đây danh khí khá lớn ở trong cổ vực sao. Quả nhiên có chỗ kỳ lạ, chỉ bằng vào tu vi vũ xuất tứ trọng có thể chống lại hai vũ xuất cửu trọng. Lại là vũ giả toàn hệ, ta đối với thanh huyết đao trên người ngươi cảm thấy rất có hứng thú. Thân ảnh màu xanh nhìn Lục Lâm Thiên rồi lạnh nhạt nói. Các hạ là người phương nào? Mí mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên, lập tức ngẩng đầu nhìn về lão giả mặc y phục màu xanh phía trước. Thực lực khủng bố như vậy Lục Lâm Thiên tự biết bản thân mình không thể nào chống lại. Cho dù là Bạch Linh cũng không thể chống lại. May mắn là hiện tại trong Phi Linh Môn còn có Nam Thúc, cũng không tới mức sợ người này. Cho nên trước tiên phải biết lai lịch người này một chút.
ta là ai cho dù nói ngươi cũng chưa chắc biết rõ. Chẳng lẽ ngươi cậy vào Linh Thiên Môn làm hậu trường sao? Bất quá cho dù là ngươi biết ta cũng không sợ Linh Thiên Môn. Cho nên ngươi cũng đừng vọng tưởng Linh Thiên Môn có thể che chở cho ngươi. Lão giả áo xanh lạnh nhạt nhìn Lục Lâm Thiên rồi nói. Các hạ là người của Thiên Địa Các. Ánh mắt Quỷ Tiên Tử Bạch oánh lóe lên bất định, nhìn vào đồ án trên vai lão giả áo xanh rồi nói. Ồ, không nghĩ tới ngươi còn biết Thiên Địa Các. Ánh mắt lão giả áo xanh nhìn về phía Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh, dường như có chút kinh ngạc rồi thản nhiên nói. Đúng vậy, ta chính là người của Thiên Địa Các. Hiện tại ngươi đã biết, dù là Linh Thiên Môn cũng không dám làm gì với ta. Lâm Thiên, phiền lớn rồi. Nghe lão giả áo xanh nói vậy, ánh mắt Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh lập tức đại biến, vẻ mặt ngưng trọng truyền âm nói với Lục Lâm Thiên. Thiên Địa Các, là thế lực gì? Lục Lâm Thiên lập tức nghi hoặc. Bản thân hắn còn chưa từng nghe nói qua thế lực này. Một thế lực vô cùng khủng bố, lúc trước thiếu chút nữa ta đã gia nhập. Thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh lúc này đã ở bên cạnh Lục Lâm Thiên nói nhỏ. Vẻ mặt hắn lúc này cũng vô cùng ngưng trọng, bởi vậy có thể thấy được thực lực của Thiên Địa Các này ra sao. Mà lúc này ánh mắt lão giả áo xanh cũng nhìn về phía thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh bên cạnh Lục Lâm Thiên rồi lạnh nhạt nói. Hồn linh khải giáp địa cấp. Trước tiên ta thu thủ lao một chút. Linh vương nhất trọng kia, nhanh giao hồn linh khải giáp ra, ta có thể tha cho ngươi một mạng, nếu không có thủ lao ta cũng lười ra tay giết người. Các hạ, Thiên Quỷ Tông cho ngươi những thứ gì chúng ta có thể cho gấp bội, thế nào? Sắc mặt Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh nhìn lão giả áo xanh rồi nói. Quy củ Thiên Địa Các chỉ tiếp nhận ủy thác từ một người. Chuyện đã đáp ứng cho tới bây giờ không đổi ý, làm không được thì tự mình bồi thường. Điều kiện của các ngươi rất hấp dẫn, bất quá ta không thể bỏ qua quy củ của Thiên Địa Các được. Thiên Quỷ Tông đáp ứng đưa cho ta một kiện hồn linh khải giáp mà các ngươi đánh cướp được, chẳng lẽ các ngươi có thể cho ta hai kiện sao? Nếu như vậy thì sau lần giao dịch với Thiên Quỷ Tông này ta có thể giúp các ngươi làm một việc. Lão giả áo xanh nhàn nhạt nói, thân ảnh ngạo nghễ đứng đó, không xem tất cả mọi người cùng chúng yêu thú vào trong mắt. Được rồi, đem hồn linh khải giáp cho ta. Nếu không ta ra tay ngươi cũng chỉ có chết mà thôi. Thanh âm vừa dứt, ánh mắt lão giả áo xanh mang theo hàn ý nhìn về phía thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh. Một cỗ năng lượng vô hình từ trong cơ thể hắn tràn ra. Mà lúc này không gian trước người hắn vặn vẹo liên tục, uy thế bao phủ trong lòng tất cả mọi người. Mọi người bao gồm chúng yêu thú đều bị áp chế tuyệt đối. Bên cạnh người của Phi Linh Môn và chúng yêu thú đang vây quanh những người của Thiên Tinh Tông cùng với Thiên Quỷ Tông. Bởi vì có sự xuất hiện của lão giả ảo xanh này cho nên mọi người không tiếp tục động thủ, cả đám dùng ánh mắt kinh hãi nhìn về phía lão giả áo xanh. Muốn ta đem hồn linh khải giáp giao cho các hạ sợ rằng ta còn chưa làm được. Thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh chậm rãi hít sâu một hơi, ánh mắt trầm xuống. Một cỗ khí tức âm lệ từ trên người tràn ra. Không chiến mà hàng, cho dù biết bản thân không phải là đối thủ của đối phương thế nhưng đây không phải là phong cách của hắn. Linh lực trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển, cho dù liều mạng cũng phải đấu với người này một trận. Cho dù là người có hồn linh khải giáp, lại tăng thêm độc công kia thế nhưng cũng không phải là đối thủ của bổn vương. Bất quá bổn vương bội phục dũng khí của ngươi, ta cũng từng nghe nói danh hào của ngươi, thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh, hiện tại có thể nói là thôi hồn độc vương Đông Vô Mệnh. Ngươi lại dám chống lại bổn vương, vậy thì đi chết đi. Thanh âm vừa dứt. Thân ảnh lão giả áo xanh trực tiếp bước về phía trước một bước, cả không gian lúc này trực tiếp run rẩy. Giờ phút này, Lục Lâm Thiên lập tức cảm nhận được một cỗ khí tức cực độ nguy hiểm. Người này đã sinh ra sát ý, lại thêm thực lực của bản thân hắn. Giờ phút này trong tất cả mọi người ở đây không ai có thể ngăn cản hắn. Ngay khi ý niệm này hiện lên trong đầu Lục Lâm Thiên, không gian quanh người lão giả áo xanh chậm rãi vặn vẹo. Mà thân ảnh của hắn đã biến mất vô cùng quỷ dị. Không tốt. Lục Lâm Thiên thầm kêu một tiếng không tốt. Mắt thấy thân ảnh lão giả áo xanh biến mất, toàn thân thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh cũng run lên, một cảm giác lạnh lẽo từ trong linh hồn tràn ra. Ngay lập tức, thân ảnh lão nhanh chóng lùi lại, quanh thân liền được một cỗ hắc mang bao phủ. Bổn vương đã từng nói qua, ngươi không phải là đối thủ của bổn vương. Thanh âm vừa dứt, một đạo thân ảnh lăng không mà tới. Thân ảnh của lão giả áo xanh hiện ra mang theo hàn ý lạnh lẽo. Bàn tay hắn nhấc lên, trong không gian chung quanh lập tức có một cỗ năng lượng quỷ dị ngưng tụ tới.
cuối cùng mang theo một cỗ khí tức linh hồn lực đậm đặc nhanh chóng bắn về phía Đông Vô Mệnh. Đông Vô Mệnh định chạy trốn, thế nhưng không gian chung quanh đã bị khống chế, căn bản không có cách nào chạy thoát. Giờ phút này sắc mặt Đông Vô Mệnh tái nhợt, cắn răng một cái, trong tay lập tức có một cỗ khói đen tuôn ra, một mùi gay mũi nhanh chóng khuếch tán. Chi chi! Trong nháy mắt cỗ khói đen đậm đặc này nhanh chóng ngưng tụ thành một đầu cự mãng màu đen khổng lồ chừng 800 thước. Không gian chung quanh đầu cự mãng này vặn vẹo, quanh người đầu hắc mãng có vô số sợi tơ màu đen xuyên qua không gian. Một cỗ khí tức chấn nhiếp nhân tâm xuất hiện. Đầu hắc mãng này giống lên một tiếng trầm thấp mang theo một cỗ uy thế kinh người lao thẳng về phía lão giả áo xanh. Linh hồn lực bàng bạc từ trong cơ thể Đông Vô Mệnh không chút giữ lại mà toàn bộ đều tuôn ra. Thủ ấn trong tay không ngừng biến đổi, linh hồn lực bàng bạc đều được rót vào trên người đầu cự mãng kia. Linh hồn công kích của linh vương nhất trọng ở trước mặt ta chỉ là trò hề mà thôi. Lão giả áo xanh không chút bối rối, năng lượng trong tay trực tiếp khiến cho không gian run rẩy. Sau đó công kích này liền bao phủ đầu cự mãng bằng linh hồn lực kia. Mà trong nháy mắt, linh hồn công kích của thôi hồn độc suất Đông Vô Mệnh nhanh chóng rạn nứt rồi bị nghiền nát. Hoàn toàn không phải là đối thủ của đạo công kích tới từ lão giả áo xanh. Sư phụ! Ánh mắt Lục Tâm Đồng trầm xuống, thủ ấn trong nháy mắt đánh ra, quanh người nhanh chóng được một cỗ khí thức kỳ dị bao phủ. Khí thức này đủ để khiến cho nhân tâm rung động. Tiếp theo, trong mi tâm Lục Tâm Đồng có một cỗ quang mang màu vàng bắn ra. Chi chi! Một thanh âm khiến cho màng tai đau đớn vang lên, cùng với đó là một cỗ khí thức khiến cho linh hồn run rẩy xuất hiện. Đầu thú hồn xích kim độc chu trong mi tâm Lục Tâm Đồng nhanh chóng bắn ra, kèm theo khói độc. Một cỗ khí tức khiến tim đập nhanh khuếch tán. Đây là... Sắc mặt lão giả áo xanh vô cùng nghi hoặc, ánh mắt kinh ngạc nói. Thú hồn, xích kim độc chu bát giai. Xích kim độc chu vừa xuất hiện, chúng thú ở giữa không trung một lần nữa bị áp chế. Thú uy của yêu thú bát giai, loại uy áp giai vị này vô cùng cường hãn. Trong lúc nguy cấp này, xích kim độc chu lao thẳng về phía trước, đột nhiên một cỗ sương mù đỏ thẫm từ trong cơ thể nó tuôn ra. Sương mù xuyên qua không gian, thân hình khổng khẽ nhúc nhích một cái lập tức có một cái mạng nhện khổng lồ được kết. Phía trên mạng nhện khổng lồ này thú hồn chi lực không ngừng tuôn ra khiến cho linh hồn mọi người không khỏi cảm thấy đau đớn. Siêu! Trong lúc lão giả áo xanh kinh ngạc, mạng nhện khổng lồ mang theo lực lượng thú hồn lập tức đánh tới. Thú hồn bát giai a! Lại là một kiện bảo vật không tệ, không nghĩ tới trong phi linh môn nho nhỏ này, từng kiện bảo vật không ngừng xuất hiện, kiện sau còn mạnh hơn kiện trước. Quả thực hôm nay tới đây không tồi. Lão giả áo xanh sau khi kinh ngạc rồi lạnh nhạt nói một tiếng. Thủ ấn trong tay liên tục biến hóa, không gian trực tiếp vặn vẹo rồi ngăn cản mạng nhện khổng lồ bằng linh hồn kia. Siêu! Mạng nhện khổng lồ bằng linh hồn lực bàng bạc này không thể tiến lên được một chút nào. Bởi vì lúc này phía trước nó có một cỗ lực lượng mạnh mẽ không thể dung chuyển bao phủ phía trước. Siêu siêu. Cơ hồ cùng một lúc, ánh mắt quỷ tiên tử bạch oánh lóe lên, một cỗ năng lượng thuộc tính phong trong tay xuyên qua không gian hóa thành một quang cầu màu trắng cực lớn, giống như một cơn cuồng phong đánh về phía lão giả áo xanh. Ngao. Lục Lâm Thiên không chút do dự, tuy rằng biết thực lực của mình không đủ, thế nhưng lúc này đông lão gặp nguy hiểm hắn không còn lựa chọn nào khác. Huyết lục nhanh chóng được lấy ra, lúc này hắn đã không còn lực thi triển liệt thiên cửu kích, thế nhưng vẫn cố gắng đao bổ ra một đao. Đao mang xuyên quan không gian ầm ầm chém về phía lão giả áo xanh. Oanh! Trong tay Bạch Linh cũng có một đạo quang trụ nhanh chóng bắn về phía trước. Chỉ trong nháy mắt, năm đạo công kích đồng thời bắn về phía lão giả áo xanh. Uy thế cường hãn như vậy cũng khiến cho những người quan sát phía xa rung động. Hừ, đều có chút bất phàm. Chỉ là thực lực các ngươi vẫn quá yếu. Ánh mắt lão giả áo xanh biến đổi, hàn ý bắt đầu tràn ra. Năng lượng vô hình trong tay phun ra rồi bao phủ không trung. Không gian lắc lư liên tục, một cỗ năng lượng vô hình đột nhiên bộc phát. Siêu siêu. Công kích đánh vào phía trên không gian vặn vẹo kia, mấy đạo công kích cùng đánh tới thế nhưng cũng không tạo thành thanh âm kinh thiên. Mấy đạo lực lượng va chạm cùng một chỗ khiến cho không gian run rẩy vô cùng quỷ dị. Phanh! Không gian kia run rẩy không được bao lâu thì lập tức có một tiếng nổ kinh thiên vang lên. Ngay sau đó, từng thân ảnh chật vật bay ngược về phía sau. Mấy đạo thân ảnh này nhanh chóng đập xuống mặt đất. Phanh phanh! Trên mặt đất, mấy đạo thân ảnh phân tán đập xuống.
Kinh khí khuếch tán, không gian chung quanh lúc này vô cùng hỗn loạn. Mà nơi mấy đạo thân ảnh đập xuống, mặt đất trực tiếp rạn nứt tạo thành một cái khe lan tràn ra chung quanh. Phốc phốc, mấy người cơ hồ đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt mấy người Lục Lâm Thiên, Lục Tâm Đồng, Bạch Linh, Đông Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh đều tái nhợt vô cùng khó coi. Đám hỗn đản thiên địa các này, ngay cả đệ tử ta cũng dám làm tổn thương, muốn chết. Trong Phi Linh Môn, lúc này trong mật thất kia có một đạo thân ảnh hư ảo như ẩn như hiện vô cùng giận dữ. Đừng vội, để cho tiểu tử kia ăn chút vị đắng cũng tốt. Bằng không thì không biết trời cao đất rộng, chúng ta cũng không bảo vệ được hắn cả đời. Huống chi còn có một người chỉ sợ cũng không nhịn được mà sắp ra tay. Bên cạnh thân thể hư ảo này có một người nhìn qua giả yếu nói. Rõ ràng là hai người ở đây thế nhưng lúc này không có một ai có thể chú ý tới hai người này. Nam Thúc, thế nào mà người còn chưa xuất hiện? Nếu như người không xuất hiện thì ta quả thực sắp xong rồi. Lục Lâm Thiên cố gắng đứng lên, tay lau vết máu trên khóe miệng. Thanh Linh khải giáp trên người lúc này cũng tràn ngập vết máu. Sắc mặt Lục Lâm Thiên âm trầm nhìn về thân ảnh màu xanh trên bầu trời. Bản thân hắn đối mặt với người có cấp bậc này quả thực không có một chút lực để chống lại nào. Ánh mắt đảo qua chung quanh, lúc này mấy người Bạch Linh, Đông Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh, Lục Tâm Đồng đều bị thương nặng. Chết đi, chết hết đi. Nhìn vào cảnh tượng này, Tùng Thanh Sơn ở trên bầu trời lập tức cười lạnh nói. Một đám muốn chết, trước tiên ta thu thú hồn bát giai này rồi nói sau. Lúc này, lão giả áo xanh trên không trung sau khi nói một câu rồi trực tiếp đánh về phía Lục Tâm Đồng. Bàn chân khẽ bước một cái, cánh tay duỗi ra, một đạo chảo ấn lăng không hiện ra. Gợn sóng trong không gian chung quanh đạo chảo ấn này trực tiếp bị nghiền nát, trong nháy mắt xuất hiện trước người Lục Tâm Đồng. Chủ nhân, Tâm Đồng, Tâm Đồng, sắc mặt Phi Thiên Ngô Công, Lục Lâm Thiên, Đông Vô Mệnh, Tiểu Long, Bạch Linh đại biến. Kể cả đám đệ tử Phi Linh Môn gần đó cũng cố gắng đánh tới. Thế nhưng căn bản tốc độ của bọn họ không kịp, đạo chảo ấn này nhanh chóng đánh vào trên người Lục Tâm Đồng. Thương thế trên người Lục Tâm Đồng vốn so với mọi người là nghiêm trọng nhất. Dưới đạo chảo ấn này, Lục Tâm Đồng không có một chút phản kháng nào. Nhìn qua đạo chảo ấn đang đánh tới, trong đôi mắt của Lục Tâm Đồng hiện lên sự hung ác. Mà ngay khi Lục Tâm Đồng muốn liều mạng, trước người nàng đột nhiên có một thân ảnh màu lam xuất hiện. Thân ảnh này xuất hiện vô cùng tĩnh lặng, ngay cả không gian cũng không có chấn động. Lúc này thân ảnh màu lam này nhìn vào lão giả áo xanh trên không trung rồi lạnh nhạt nói. Địa Linh Vương, ta thiếu nợ tiểu cô nương của Phi Linh Môn này một phần ân tình, tốt nhất ngươi nên cút đi cho ta. Thanh âm vừa dứt, thủ ấn trong tay lão giả áo lam nhẹ nhàng biến đổi. Mái tóc màu xanh sau đầu lập tức có một cỗ kình khí khuếch tán. Trong nháy mắt này sắc mặt lão giả áo xanh trên không trung đại biến. Một cỗ khí tức cường hãn nhanh chóng lan tràn ra khiến cho linh lực trong cơ thể hắn thoáng đình trệ lại. Siêu! Trong tay lão giả áo lam trong nháy mắt có một đạo quang trụ màu lam bắn ra. Tay áo lão giả áo lam run lên, đạo quang trụ này va chạm với đạo chảo ấn kia. Siêu! Không có một chút thanh âm nào vang lên, hai cỗ lực lượng cường hãn va chạm rồi lập tức tiêu tán trong không trung. Cả không gian lúc này chỉ có gợn sóng không ngừng tràn ra bốn phía mà thôi. Là hắn. Lục Lâm Thiên sợ hãi than. Không chỉ có Lục Lâm Thiên, mà tất cả người của Phi Linh Môn, Đông Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh, Bạch Linh còn có Tiểu Long, Lục Tâm Đồng đều vô cùng kinh ngạc. Không ai nghĩ tới người đột nhiên ra tay ngăn cản cường giả thiên địa các này lại là lão giả ngây ngốc ở trong Phi Linh Môn. Mà thực lực lão giả này không ngờ lại tới tình trạng khủng bố như vậy. Ánh mắt Lục Lâm Thiên run lên, một kích vừa rồi của lão giả áo lam này khiến cho công kích của cường giả thiên địa các tiêu tán vô hình. Chỉ sợ thực lực của người này không dưới cường giả thiên địa các. Lão bá, là người sao? Sắc mặt Lục Tâm Đồng lúc này tái nhợt thế nhưng ánh mắt mang theo sự kinh hãi nhìn về phía lão giả này. Nàng chưa từng nghĩ tới, lão giả áo lam này lại là một cường giả như vậy. Là ta, trước kia ngươi chữa thương cho ta. Cảm ơn tiểu nha đầu nhà ngươi đã cho ta uống rượu còn chiếu cố ta lâu như vậy. Lão giả áo lam mỉm cười nói với Lục Tâm Đồng. Băng Mộc Vương giả, là ngươi. Tóc của ngươi sao lại là màu xanh? Trong lúc mọi người kinh ngạc, lão giả áo xanh trên không trung cũng cẩn thận đánh giá lão giả áo xanh phía dưới. Nửa ngày sau mới kinh ngạc lên tiếng. Địa Linh Vương,
vừa rồi ta nể mặt thiên địa các ngươi cho nên mới không đánh chết ngươi, nhanh cút đi cho ta. Ánh mắt lão giả áo lam nhìn lên không trung rồi lạnh nhạt nói với lão giả áo xanh. Là hắn, hóa ra là hắn. Ánh mắt mấy người quỷ tiên tử Bạch Oánh, Đông Vô Mệnh, còn có Thanh Hỏa lão quỷ, Lộc Sơn lão nhân run lên. Băng Mộc Vương giả này là người phương nào? Ánh mắt Lục Lâm Thiên biến đổi, từ biểu tình kinh ngạc trên mặt mấy người quỷ tiên tử Bạch Oánh Lục Lâm Thiên biết được Băng Mộc Vương giả này hẳn không phải hạng người vô danh. Có lẽ là thanh danh vô cùng hiển hách. Băng Mộc Vương giả sao? Dường như có chút ấn tượng. Phía xa, ánh mắt thân ảnh già nua kia nhíu lại, lẩm bẩm nói. Sát Phá Quân, ngươi cũng quá tham lam a, nhiều bảo vật như vậy chẳng lẽ ngươi muốn nuốt một mình sao? Ngươi không sợ bị nghẹn chết sao? Muốn ta đi sợ rằng ngươi cũng không làm được. Lão giả áo xanh nhìn lão giả áo lam rồi lạnh nhạt nói. Địa Linh Vương, nếu như ngươi muốn chết mà nói ta không ngại lấy tính mạng của ngươi. Linh Vương bát trọng a, năm đó ngươi không bằng ta, tới hiện tại chênh lệch càng lớn. Ánh mắt lão giả trầm xuống, một cỗ hàn ý khuếch tán. Sát Phá Quân, chỉ sợ ngươi còn chưa đủ, năm đó ngươi thắng, thế nhưng hiện tại ngươi muốn thắng ta chỉ sợ ngươi cũng không làm được. Ngươi đừng quên, hiện tại ta là người của Thiên Địa Các. Lúc Thiên Địa Các chấp hành nhiệm vụ không ai được nhúng tay vào. Bằng không sẽ bị Thiên Địa Các chúng ta báo thù. Ngươi phải hiểu rõ, ngươi có thể chịu được hậu quả này hay không? Lão giả áo xanh lạnh nhạt nói một tiếng. Địa Linh Vương, ngươi gia nhập Thiên Địa Các liền trở thành tên ngốc rồi sao? Chẳng lẽ ngươi đã quên ta cũng là người của Thiên Địa Các? Ngươi dám uy hiếp ta, ta tuyên bố sẽ lập tức lấy tính mạng ngươi. Ánh mắt lão giả áo lam lạnh lẽo, lập tức quay đầu nhìn Lục Tâm Đồng phía sau rồi hỏi. Tâm Đồng, ta giúp ngươi giết hắn, ngươi đưa ta một bình đào hoa tử, thế nào? Ta sẽ cho người hai bình. Lục Tâm Đồng gật đầu nói. Tốt, thành giao. Lão giả áo lam mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía lão giả áo xanh, một cỗ sát ý tràn ngập nói. Địa Linh Vương, ngươi chứng kiến rồi đó. Hiện tại ta cũng tiếp nhận nhiệm vụ. Một bầu rượu đổi tính mạng của ngươi, hiện tại giết ngươi cũng phù hợp quy củ Thiên Địa Các. Ngươi chấp hành nhiệm vụ, ta cũng chấp hành nhiệm vụ. Chỉ sợ nhiệm vụ của ngươi sẽ thất bại. Sát Phá Quân, ngươi đừng làm càn, ta muốn xem vài thập niên qua thực lực ngươi rốt cuộc đã tới bước nào. Ánh mắt lão giả áo xanh run lên mang theo vẻ âm lãnh. Thủ ấn được kết, lập tức gợn sóng trong không gian bắt đầu khởi động. Những chấn động kỳ dị bắt đầu lan tràn. Rồi một cỗ linh lực từ trong lòng bàn tay hắn tuôn ra. Trưởng ấn đánh ra khiến cho sóng gợn trong không gian trực tiếp lan tràn. Khí tức ngập trời trong nháy mắt khuếch tán. Nhìn công kích của Địa Linh Vương, ánh mắt lão giả áo lam khẽ biến đổi, thế nhưng sắc mặt cũng không có bao nhiêu biến hóa. Lúc này thủ ấn được kết, tiếp theo bàn tay lão giả này nắm chặt, không gian trước mặt lập tức vặn vẹo. Dưới bàn tay của lão giả không gian hoàn toàn đóng băng vô cùng quỷ dị. Hàn ý khiến cho người ta lạnh lẽo tràn ngập không gian. Cả không gian lúc này dường như đang ở trong hầm băng vậy. Phá! Lão giả áo lam nhẹ nhàng quát lên một tiếng, năm ngón tay nắm chặt lại. Không gian vặn vẹo đang đóng băng này trực tiếp nứt vỡ. Trường ấn khổng lồ kia lập tức biến mất ở trong thiên địa. Sắc mặt lão giả áo xanh kinh nghi, trong nháy mắt ánh mắt trầm xuống, thủ ấn trong tay nhanh chóng được kết. Trong nghi tâm hắn lúc này có một đạo bạch quang lướt đi. Dưới đạo bạch quang này thiên địa lắc lư kịch liệt, một cỗ năng lượng vô hình trực tiếp xuyên qua không gian rồi đánh về phía lão giả áo lam. Cỗ khí tức này xuất hiện, cả không gian lúc này tràn ngập cảm giác nguy hiểm. Lục Lâm Thiên chăm chú nhìn lên không trung, sắc mặt cũng vô cùng kinh ngạc. Đây mới là cường giả, mỗi một lần ra tay, trong lúc vô hình hai người đều khống chế năng lượng vô hình trong thiên địa. Ở phía dưới, mi mắt lão giả áo lam nhảy lên, ánh mắt hiện lên sự lạnh lẽo. Sát Phá Quân, cho ta xem thực lực ngươi rốt cuộc mạnh như thế nào. Lão giả áo xanh hét lớn một tiếng, thanh âm vừa dứt, thủ ấn nhanh chóng biến đổi. Giữa không trung lúc này có một cỗ năng lượng bằng linh hồn vô tận xuất hiện. Giống. Một tiếng thú rồng truyền ra, cỗ năng lượng bằng linh hồn vô tận này nhanh chóng hóa thành một đầu cự thú khổng lồ, dữ tợn. Thân hình chiếm nửa bầu trời. Linh hồn lực ngập trời tràn ngập thiên địa, trực tiếp khiến cho phiến không gian này vặn vẹo. Sau đó đầu cự thú bằng năng lượng linh hồn dữ tợn này đánh về phía lão giả áo lam. Dưới uy áp của linh hồn lực cường hãn này,
linh hồn mọi người liền cảm thấy đau đớn. Ngay cả người có tu vi vũ xuất lúc này sắc mặt cũng tái nhợt. Thanh thế bực này khiến cho mọi người một lần nữa kinh hãi. Linh hồn công kích của cường giả linh vương quả thực vô cùng khủng bố. Lúc này Lục Lâm Thiên vô cùng kinh ngạc, trong lòng cũng ước ao, không biết khi nào hắn mới có thể đạt tới tình trạng này. Ánh mắt lão giả áo lam trầm xuống, ngay sau đó, thủ ấn được kết, khí tức quanh người có chút biến hóa, hàn quang trong mắt lập lòe, bàn tay nắm chặt, một bàn tay khổng lồ trực tiếp ngưng tụ trong không gian mang theo một cỗ lực lượng vô cùng lạnh lẽo, nhanh chóng đập về phía đầu cự thú kia. Không gian trong nháy mắt này lại một lần nữa đóng băng, đầu cự thú khổng lồ dữ tợn kia cũng bị băng phong theo. Phanh phanh, cảnh tượng này khiến cho mọi người vô cùng kinh hãi. Đầu cự thú bằng linh hồn lực khổng lồ mang theo uy áp vô cùng kia không ngờ cũng bị lão giả áo lam khống chế. Mà lúc này ngay khi tất cả mọi người còn chưa hồi phục tinh thần lại, đầu cự thú bằng linh hồn lực trực tiếp vỡ vụn, một tiếng nổ kinh thiên vang vọng không gian. Phanh phanh, đầu cự thú bằng linh hồn lực nổ tung rồi lập tức hóa thành từng mảnh vỡ biến mất trong không trung. Không có một chút sức phản kháng nào. Giờ phút này ánh mắt lão giả áo xanh vô cùng kinh hãi, sắc mặt trắng bệch. Cự thú bằng linh hồn lực bị đánh tan, linh hồn lực của hắn cũng trực tiếp bị thương. Mà không phải là trọng thương bình thường, cho nên mới nói, bất luận là linh giả nào cũng không dễ dàng thi triển linh hồn công kích. Một khi thất bại sẽ bị phản phệ, linh hồn bị trọng thương, muốn khôi phục vô cùng khó khăn. Nhìn lão giả áo lam phía dưới, lão giả áo xanh kia hãi nói. Không có khả năng, linh hồn công kích của ta ngay cả vũ vương cửu trọng cũng phải né tránh. Ngươi làm sao có thể đánh tan, trừ phi ngươi đã là. Thanh âm còn chưa dứt, ánh mắt lão giả áo xanh biến đổi, thân hình không tự chủ mà lui lại hai bước. Địa linh vương, bằng vào thực lực linh vương bát trọng của ngươi, linh hồn công kích của ngươi quả thực vũ vương cửu trọng cũng phải nể mặt ba phần. Nếu là ba năm trước đây ta còn để ý tới ngươi vài phần. Thế nhưng hiện tại, nhìn lão giả áo xanh trên không trung, khóe miệng lão giả áo lam hiện lên nụ cười giễu cợt nói. Hiện tại ta đã không phải là Vũ Vương mà là Vũ Tôn. Vũ Tôn, hai chữ này lập tức truyền vào tai tất cả mọi người. So với sấm nổ bên tai còn vang dội hơn, giờ phút này tất cả mọi người run rẩy, tất cả mọi ánh mắt đều nhìn vào trên người lão giả áo lam. Không ít người lúc này đều ngây ngốc. Vũ Tôn, đây chính là cường giả chỉ tồn tại trong truyền thuyết, là cấp bậc tuyệt đối khó gặp. Cường giả Vũ Tôn trong truyền thuyết có thực lực khủng bố di sơn hải đảo. Chính là cường giả đỉnh tiêm trong thế giới này. Lúc này trên mặt lão giả áo xanh tràn ngập hoảng sợ. Cảm giác linh lực trong cơ thể lúc này cũng đình trệ. Vũ Tôn, đây là một cấp độ vô cùng khủng bố. Đương nhiên hắn hiểu rất rõ chỗ khủng bố của nó. Vũ Tôn cùng Linh Tôn, loại cấp độ này không biết có bao nhiêu cường giả Vũ Vương cùng Linh Vương mơ ước. Đây là một cái hào rộng vô cùng lớn. Người có thể vượt qua thì chính là cường giả đỉnh tiêm của thế giới này. Cũng chỉ bước vào cấp độ này thì mới có thể chính thức được coi là cường giả trên thế giới này. Nếu nói giữa Vũ Xuất và Vũ Vương là một cái hào rộng cực lớn. Vậy thì Vũ Vương và Vũ Tôn chính là sự khác nhau như trời và đất. Muốn đột phá tới Vũ Tôn, khó, rất khó, khó như lên trời. Vũ Vương, Linh Vương, tuy rằng đã là cường giả rất mạnh ở thế giới này. Thế nhưng trên đó còn có rất nhiều cường giả đỉnh tiêm. Mà Vũ Tôn cùng với Linh Tôn chính là đại biểu cho cấp độ đỉnh tiêm này. Vũ Tôn, nhìn vào lão giả áo lam này linh hồn Lục Lâm Thiên cũng khẽ run rẩy. Ai có thể nghĩ tới lão giả bình thường này không ngờ chính là một trong những cường giả đỉnh tiêm ở thế giới này chứ. Đây cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cường giả Vũ Tôn. Chỉ trong một trường áp đảo Vũ Vương, là cường giả đỉnh tiêm nhất thế giới này. Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh, Bạch Linh, Đông Vô Mệnh, Lục Tâm Đồng, Tiểu Long. Thiên Độc Yêu Long, Lộc Sơn Lão Nhân, tất cả mọi người ánh mắt ngây gốc, ai cũng không ngờ tới biến hóa như vậy. Vũ Tôn trong truyền thuyết A. Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh, Đông Vô Mệnh trợn mắt há hốc mồm nhìn lão giả áo lam. Bọn họ vô cùng rõ ràng, Vương với Tôn vô cùng khác nhau. Hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, hai thứ hoàn toàn không cùng một cấp độ. Trong mắt người bình thường, Vũ Vương, Linh Vương đã là cường giả, trở tay có thể làm mưa. Thế nhưng tất cả cường giả Linh Vương và Vũ Vương trên bọn họ còn có Vũ Tôn vô cùng thưa thớt mới chính thức được coi là kinh khủng nhất. Vũ Tôn, người nọ không ngờ lại là Vũ Tôn. Đó là Băng Mộc Vương giả,
hiện tại nên gọi là băng mộc tôn giả. Băng mộc tôn giả dường như có chút quan hệ với phi linh môn, sợ rằng sau này phi linh môn sẽ vô cùng hưng thịnh. Phía xa, từng tiếng kinh hãi vang lên, không ít người bắt đầu thấp giọng nghị luận. Địa linh vương, bây giờ ngươi có thể chết được rồi. Trên mặt đất, thanh âm bình tĩnh của lão giả áo lam vang lên. Trong nháy mắt thân ảnh lão giả áo lam biến mất tại chỗ. Giống như là tiêu thất trong hư không, không khiến cho không gian có một chút biến hóa nào. Thứ duy nhất có chỉ là gợn sóng trong không gian hơi lắc lư một chút mà thôi. Lão giả áo xanh dường như dự cảm được cái gì, liền quay người chạy trốn. Thế nhưng thân ảnh vừa mới khẽ động, khuôn mặt đã lập tức trắng bệch. Bỗng nhiên có một lực lượng không gian vô cùng đáng sợ bất chi bất giác tập trung lên người hắn. Cảm giác cực độ nguy hiểm hiện lên sâu trong linh hồn hắn. Linh lực trong người lão giả áo xanh vận chuyển, thế nhưng lúc này hắn lại phát hiện ra không có cách nào vận chuyển linh lực trong người. Cả không gian hoàn toàn bị phong tỏa, khí tức lạnh lẽo lập tức ùa tới. Hắn có thể thấy gợn sóng trong không gian quanh mình lúc này bị đóng băng. Cả không gian như đông cứng lại, khí tức lạnh lẽo tràn tới. Giờ phút này hắn cảm giác được sự sợ hãi của tử vong. Lão giả áo xanh lúc này muốn đem hồn anh bỏ chạy thế nhưng hắn lại kinh hãi phát hiện ra. Hồn anh của mình không thể ly thể bay ra, trừ suy nghĩ của bản thân ra, hiện tại cả không gian, cơ thể hắn dường như đóng băng. Muốn hồn anh bỏ chạy sao? Ngươi còn chưa đủ. Thanh âm lạnh lùng vang lên trong không trung, cả không gian lúc này tràn ngập khí tức lạnh lẽo. Thanh âm vừa dứt, trong mắt mọi người lão giả áo lam kia đột nhiên vô thanh vô thức xuất hiện phía sau lưng lão giả áo xanh. Mà giờ phút này không gian chung quanh lão giả áo xanh đã bị hàn băng bao phủ. Siêu! Lão giả áo lam lạnh nhạt dương cánh tay phải lên rồi nhanh chóng hạ xuống như thiểm điện. Nhanh chóng vỗ vào hàn băng bao phủ bên ngoài lão giả áo xanh. Ken két! Trong sát na này hàn băng bị nghiền nát, thân hình lão giả áo xanh lập tức xuất hiện, đồng thời miệng phun ra một ngụm máu. Thân thể giống như một hòn đá từ trên trời rơi xuống, xẹt qua không trung rồi hung hăng đập vào mặt đất phía dưới. Phanh! Thân hình lão giả áo xanh trực tiếp đập xuống phía dưới. Mặt đất nơi lão giả áo xanh rơi xuống tạo thành một cái rãnh rộng chừng 10 trượng, sâu mấy thước, lan tràn ra chung quanh mấy trăm trượng mới ngừng lại. Ánh mắt mọi người lập tức nhìn lại. Một ít cường giả có mặt ở đây không khó phát hiện ra, trên người lão giả vừa rồi còn mới hung hăng càn quấy vô cùng lúc này không còn một chút sinh cơ nào. Chết, không ngờ chỉ một cái tát đã bị đánh chết. Mọi người không khỏi hít sâu một hơi, nội tâm cảm thấy lạnh lẽo. Một cái tát đánh chết cường giả linh vương bát trọng, khủng bố tới mực nào. Mà cảnh tượng này lại xuất hiện trước mặt một người. Một linh vương bát trọng vô cùng hung hăng càn quấy trực tiếp bị một cái tát chết tươi. Giờ phút này trong lòng Lục Lâm Thiên cũng cảm thấy lạnh lẽo, vẻ mặt kinh hãi. Bất quá Lục Lâm Thiên cũng không phải là vì thấy lão giả áo lam một cái tát đánh chết linh vương bát trọng kia mà kinh hãi. Mà là Lục Lâm Thiên một mực nhìn vào công kích lão giả áo lam phát ra. Trong tay không phải là chân khí mà là năng lượng thuộc tính. Trên phương diện lĩnh ngộ năng lượng thuộc tính còn có không gian chi lực, linh tôn, vũ tôn quả thực đã đạt tới một tình trạng vô cùng khủng bố. Lục Lâm Thiên có thể cảm giác được, công kích vừa rồi của lão giả áo lam chính là năng lượng thuộc tính thủy, cho nên mới có loại uy lực khủng bố như vậy. Trong không trung, Tùng Thanh Sơn hít sâu một hơi, yết hầu run rẩy, trong mắt hiện lên sự kinh hãi. Chính hắn đã mời tới địa linh vương. Thế nhưng thật không ngờ bên trong phi linh môn còn có vũ tôn. Đây chính là cấp độ hắn không dám đụng vào, thậm chí ngay cả nghĩ cũng không dám. Tùng Thanh Sơn nhanh chóng chạy trốn, lưu lại chỉ có một con đường chết mà thôi. Lục Lâm Thiên, ta thiếu nợ phi linh môn một nhân tình, hiện tại nên trả cho ngươi. Ánh mắt lão giả áo lam nhàn nhạt đảo qua người Lục Lâm Thiên, bàn tay lập tức vung về phía trước. Siêu siêu! Trong không gian... Tùng Thanh Sơn vốn đã đào tẩu ra bên ngoài thế nhưng không gian quanh hắn lúc này như đọng lại. Sóng gợn trong không gian chung quanh lúc này như sôi lên. Một cỗ khí tức quỷ dị lan tràn mang theo khí tức lạnh lẽo. Trong nháy mắt ánh mắt Tùng Thanh Sơn trở nên hoảng hốt. Không gian lập tức bị đóng băng sau đó cả người hắn cũng được bao phủ bên trong hàn băng. Phanh phanh. Một thanh âm cực lớn vang lên trong không gian. Hàn băng nổ tung. Thân hình Tùng Thanh Sơn theo hàn băng nổ tung cũng trực tiếp tan thành từng mảnh nhỏ. Máu tươi cũng bị hàn băng chi khí làm cho đông cứng rơi xuống phía dưới. Hàn băng đông kết sát. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên,
Thứ lão giả vừa mới thi triển chính là vũ khí Hàn Băng Đông Kết Sát huyền cấp cao giai thuộc tính thủy mà hắn chưa thể tu luyện thành công. Vô thành vô tức đánh chết đối phương cách đó mấy ngàn thước. Lần nữa đem một vũ vương đánh chết mà không thể phản kháng một chút nào. Thực lực vũ tôn quả thực cường hãn tới mức không thể tưởng tượng nổi. Chung quanh, lúc này tất cả mọi người cùng với yêu thú đều nhìn thấy cảnh này, vẫn không có ai lên tiếng, cả không gian hoàn toàn tĩnh lặng. Được rồi. Phi Linh Môn còn có tâm đồng, người còn thiếu ta hai vò đào hoa tử nha. Thân ảnh lão giả áo lam đáp xuống trước người Lục Tâm Đồng rồi nói. Đại bá, cho người. Lục Tâm Đồng không chút do dự móc ra hai bình nhỏ đào hoa tử trong nhẫn chữ vật đưa cho lão giả áo lam. Không biết tiểu nữ này ở Linh Thiên Môn lấy bao nhiêu vò đào hoa tử nữa. Ha ha, đào hoa tử của Linh Thiên Môn, quả thực là cực phẩm, nếu như ta đoán không sai. Nhất định là nhóm đào hoa tử mà tứ tuyệt yêu cơ lúc vừa sinh nhi nữ ra bắt đầu chôn xuống. 20 năm a, 20 năm, quả thực là hảo tử. Cầm đào hoa tử, lão giả áo lam không nhịn được mà uống một ngụm. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên, người này rốt cuộc là ai, dường như cũng có quan hệ không tệ với Linh Thiên Môn. Đại bá, đa tạ người cứu ta. Lục Tâm Đồng thi lễ với lão giả áo lam. Đừng khách khí, là nha đầu ngươi tâm địa thiện lương. Không coi khinh lão già ta. Ta còn phải tạ ơn ngươi. Sau khi mỉm cười, lão giả áo lam lập tức nhìn Lục Tâm Đồng nói. Tiểu nha đầu, nể tính ngươi coi như ta đã cứu Phi Linh Môn một hồi. Thế nhưng kế tiếp ta sẽ không khách khí. Thanh âm vừa dứt, ánh mắt lão giả áo lam đảo qua đám người rồi rơi vào trên người Thiên Độc Yêu Long cùng với Bạch Linh đang bị thương không nhẹ nói. Thiên Độc Yêu Long, cửu vĩ yêu hồ. Thật không ngờ bên trong Phi Linh Môn nho nhỏ lại có yêu thú thất giai như vậy. Coi như là quen biết một hồi, vốn ta cũng không muốn động tới các ngươi. Thế nhưng hiện tại ta nhất định phải cần một khỏa yêu đan thất giai để thử vận khí, giai vị càng cao càng tốt. Tốt nhất là yêu đan thất giai trung kỳ, thật có lỗi. Thanh âm vừa dứt, lão giả áo lam lập tức bước về phía trước, rõ ràng nhìn qua một bước này không dài thế nhưng lại trực tiếp vượt qua hơn chục thước. Sóng gợn trong không gian lúc này mơ hồ lắc lư mang theo một cỗ khí tức quỷ dị khuếch tán. Bạch Linh coi chừng. Bạch Linh tỷ coi chừng. Yêu vương. Lục Lâm Thiên, Tiểu Long, Nghịch Lân Yêu Bằng cùng chúng yêu thú hét lớn một tiếng. Sắc mặt Lục Lâm Thiên lúc này tái nhợt, thân ảnh nhanh chóng lắc mình biến mất. Cửu vĩ yêu hồ, chỉ có thể trách ngươi vận khí không tốt. Lão giả áo lam khẽ quát một tiếng, trong tay nhanh chóng đánh ra một đạo trưởng ấn. Trong nháy mắt bao phủ không gian chung quanh Bạch Linh. Ánh mắt Bạch Linh cả kinh, thực lực thất giai trung kỳ, mà ngay cả thất giai trung kỳ đỉnh phong cũng không có đạt tới. Lại thêm hiện tại bản thân trọng thương, giờ phút này nàng căn bản không có cách nào chống lại. Không gian quanh thân hoàn toàn vặn vẹo, một kích của cường giả vũ tôn nhanh chóng bao phủ không gian. Tam Thiên Lưu Vân Thủ. Lục Lâm Thiên nhanh chóng đuổi tới, so với Tiểu Long còn nhanh hơn một chút. Không có chút do dự nào, thủ ấn trong tay được kết, trong không trung lập tức gió nổi mây phun. Một cỗ chân khí mênh mông từ trong tay bạo phát ra. Bên trong những đám mây dày đặc trong bầu trời có vô số thủ ấn bắn ra. Vô số thủ ấn này nhanh chóng hội tụ lại một chỗ. Lập tức trưởng ấn nhanh chóng bắn về phía trước rồi ngăn cản trước người Bạch Linh. Thực lực của ngươi cực kỳ bất phàm, chỉ tiếc tu vi quá yếu. Lão giả áo lam khẽ thở dài một tiếng. Trường ấn cũng không chút đình trệ trực tiếp đánh xuống. Siêu. Một đạo trường ấn trong tay Lục Lâm Thiên nhanh chóng bắn về phía trước, cuối cùng trực tiếp va chạm với trường ấn của lão giả áo lam vào cùng một chỗ. Hai đạo trường ấn va chạm, khi hai đạo trường ấn tiếp xúc, Tam Thiên Lưu Vân Thủ của Lục Lâm Thiên lập tức biến mất, không có một chút chấn động nào liền lập tức tiêu tán trong vô hình. Trong chớp mắt này trường ấn của lão giả áo lam vẫn tiếp tục tiến tới. Khí tức mạnh mẽ mang theo chấn động vô cùng đáng sợ lại gần. Không gian lúc này lắc lư không ngừng. Không xong. Giờ phút này rốt cuộc Lục Lâm Thiên cũng biết vì sao lão giả áo lam này lại đánh chết Địa Linh Vương cùng với Tùng Thanh Sơn mà hai người không có một chút sức lực hoàn thủ nào. Lúc này hắn cũng như vậy, không gian quanh người trực tiếp bị phong tỏa, căn bản không thể nhúc nhích một chút nào. Không gian quanh người lúc này đã hoàn toàn bị đối phương khống chế. Nhìn trường ấn nhanh chóng đánh tới, trong lòng Lục Lâm Thiên vô cùng lạnh lẽo. Tiểu tử đần độn, một kích của cường giả vũ tôn ngươi cũng dám ngăn cản, ngươi muốn chết đúng không? Nhưng vào lúc này, một thanh âm vô cùng quen thuộc với Lục Lâm Thiên vang lên.
Ngay sau đó Lục Lâm Thiên cảm giác được áp lực từ không gian quanh người hoàn toàn biến mất. Mà lúc này không gian quanh thân Bạch Linh bị phong tỏa cũng nhanh chóng tiêu tán. Trong nháy mắt, một thân ảnh già nua xuất hiện bên người Lục Lâm Thiên, chính là Nam Thúc. Giờ phút này bộ dáng Nam Thúc nhìn qua già yếu thế nhưng khí tức quanh thân lại khiến cho mọi người cảm thấy giống như đang nhìn vào một mặt biển rộng lớn, cực kỳ mênh mông vậy. Nam Thúc, nếu người không xuất hiện thì quả thực tiểu tử con tiêu rồi. Người xem náo nhiệt cũng đủ lâu à. Trong lòng Lục Lâm Thiên vô cùng mừng rỡ thế nhưng cũng có chút buồn bực. Vào thời điểm cuối cùng Nam Thúc rốt cuộc cũng xuất hiện. Tiểu tử đần độn, nếu không phải nể mặt mẫu thân ngươi thì lão tử mặc kệ ngươi. Nam Thúc quát lên một tiếng, đồng thời bàn tay xòe ra nhanh chóng vỗ ra một trường. Một đạo trưởng ấn từ trong bàn tay Nam Thúc đánh ra. Trưởng ấn này xuất hiện, gợn sóng chung quanh lập tức sụp đổ. Một cỗ kình phong vô cùng đáng sợ trực tiếp xuyên thấu không gian, lập tức đánh vào trên trưởng ấn của lão giả áo lam kia. Phanh phanh. Hai cỗ lực lượng mạnh mẽ va chạm vào một chỗ thế nhưng cũng không tạo thành thanh âm bạo liệt như trong tưởng tượng của mọi người, mà chỉ có một thanh âm trầm thấp vang lên mà thôi. Đồng thời, bên trong hai đạo trưởng ấn lúc này hóa thành vòng xoáy bằng năng lượng vài chục thước, vòng xoáy xoay tròn khiến cho không gian vặn vẹo. Sau đó vòng xoáy càng ngày càng nhỏ, cuối cùng trực tiếp biến mất trong hư không. Năng lượng từ từ tản đi. Giữa không trung, lão giả áo làm kinh hãi nhìn vào thân ảnh già nua đột nhiên xuất hiện phía dưới. Đối phương xuất hiện không ngờ ngay cả hắn cũng không phát hiện ra. Thực lực Nam Thúc dường như còn mạnh hơn một chút. Mắt thấy năng lượng trước người biến mất, Lục Lâm Thiên thầm nghĩ trong lòng. Một kích kia của Nam Thúc liền đem công kích của lão giả áo lam đánh cho tan nát. Chỉ bằng cỗ lực lượng này thực lực Nam Thúc có lẽ đã mạnh hơn trước một ít. Mà hiện tại có lẽ Nam Thúc vẫn chưa khôi phục được bao nhiêu. Cho nên đối với thực lực thời kỳ đỉnh phong của Nam Thúc, lúc này trong lòng Lục Lâm Thiên cực kỳ chờ mong. Không biết Nam Thúc rốt cuộc đã tới cấp bậc gì. Lão gia hỏa, cuối cùng ngươi cũng xuất hiện. Tiểu Long lập tức xuất hiện bên người lão đại rồi trừng mắt nói với Nam Thúc. Nam Thúc trừng mắt nhìn Tiểu Long rồi nở nụ cười bất đắc dĩ. Ai vậy, không ngờ lại mạnh mẽ như thế. Thanh Hỏa lão quỷ, Lộc Sơn lão nhân, Lưu Tinh Hà cùng các cường giả phi linh môn mắt thấy thân ảnh già nua bên người trưởng môn không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Thực lực của linh giả này không ngờ có thể chống lại vũ tôn kia mà không thất bại. Thực lực không thể nghi ngờ cũng đã tới cấp bậc linh tôn. Mà người này dường như trưởng môn cùng với Tiểu Long đều vô cùng quen thuộc, có lẽ là người bên cạnh trưởng môn. Tất cả mọi người trong phi linh môn nhìn nhau, bọn họ chưa từng biết tới bên người trưởng môn còn có một linh tôn, thậm chí còn chưa từng được nghe nói qua. Về phần Đông Vô Mệnh và Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh lúc này đối với sự xuất hiện của Nam Thúc cũng không kỳ quái. Thế nhưng mà đối với thực lực của Nam Thúc lúc này cũng khiến cho hai người nhìn nhau. Hai người thực sự không ngờ tới, lão giả vẫn luôn bế quan trong phi linh môn không ngờ lại có thực lực cường hãn tới tình trạng đó. Các hạ là ai? Giờ phút này, kinh dị đi qua, ánh mắt lão giả áo lam mang theo sự ngưng trọng nhìn về phía Nam Thúc. Ngươi muốn yêu đan thất giai chính là chữa tẩu hỏa nhập ma đúng không? Sở dĩ ngươi tẩu hỏa nhập ma là vì ngươi cưỡng ép đột phá, lại có quan hệ với song thuộc tính của bản thân ngươi cho nên hiện tại trong cơ thể ngươi có hai chủng thuộc tính hỗn loạn. Cho nên ngươi khi thì thanh tỉnh, khi thì mê muội, sợ rằng đã 2 đến 3 năm rồi, hiện tại có lẽ càng ngày càng nghiêm trọng, chỉ sợ tối đa 5 năm nữa, không ai có thể cứu được ngươi. Nam Thúc nhìn lão giả áo lam cười nhạt một tiếng rồi nói. Đúng vậy, làm sao ngươi biết? Nghe Nam Thúc nói, ánh mắt lão giả áo lam lập tức kinh hãi. Nếu ngay cả cái này ta cũng không nhìn ra thì thực sự ta đã già rồi. Nam Thúc mỉm cười lập tức nói. Sát phá quân, sư phụ ngươi có phải là Hàn Băng Tôn giả không? Các hạ rốt cuộc là ai? Lão giả áo lam lúc này triệt để kinh ngạc, ánh mắt mang theo sự đề phòng cùng với ngưng trọng nhìn về phía Nam Thúc. Xem ra chính là ngươi. Đây là thứ sư phụ ngươi nhờ ta đem cho ngươi, vốn ta cho rằng không có cơ hội gặp ngươi, không nghĩ tới hôm nay lại trùng hợp như vậy, cầm đi đi. Thanh âm vừa dứt, một đạo quang mang trong tay Nam Thúc lập tức rơi vào trong tay lão giả áo lam. Lão giả áo lam do dự một lúc rồi nhanh chóng thu vào trong tay. Quang mang thu liếm, lập tức một chiếc nhẫn chữ vật màu xanh hiện lên. Nhẫn chữ vật của sư phụ. Toàn thân lão giả áo lam run lên. Nhìn qua nhẫn chữ vật này khiến cho hắn ánh mắt của hắn có chút kích động.
Tâm thần rót vào, chỉ trong nháy mắt ánh mắt nhìn về phía Nam Thúc, vẻ cảnh giác trong mắt đã mất đi không ít, nói. Không biết các hạ có thể nói nơi gia sư hạ lạc được không? Sư phụ ngươi vận khí không tốt, khi trước cùng ta xông vào một mật địa, kết quả gặp nạn. Ta dùng hết toàn lực cũng không có cách nào cứu hắn ra. Hắn chỉ lưu lại di ngôn là nhờ ta chiếu cố cho ngươi một chút. Thế nhưng đáng tiếc sau khi trở về ta lại bận rộn, sau lại gặp chút biến cố cho nên không tìm được ngươi. Không nghĩ tới hôm nay lại gặp, ngươi đột phá tới vũ tôn sư phụ ngươi cũng có thể yên tâm rồi. Trong nhẫn chữ vật này sư phụ ngươi có lưu cho ngươi không ít bảo vật có ít trợ giúp với ngươi. Coi như là ta không cô phụ ủy thác của lão hữu. Nam Thúc nói xong rồi khẽ thở dài, trong mắt hiện lên sự thương cảm. Sư phụ, lão giả áo lam lập tức bi thương không thôi. Lục Lâm Thiên lúc này sững sờ, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Nam Thúc không ngờ lại biết cường giả này, hình như lại là bằng hữu của sư phụ hắn. Loại biến hóa này khiến cho Lục Lâm Thiên vô cùng bất ngờ, không ngờ lại có chuyện trùng hợp như vậy. Đa tạ các hạ đã là bằng hữu với gia sư thì có thể nói danh hào được không? Bằng hữu của gia sư không nhiều lắm, ta cũng biết rõ một ít. Sau khi bi thương một lát, lão giả áo lam nhanh chóng điều chỉnh tâm cảnh. Thân là tu luyện giả, tâm cảnh so với người bình thường mạnh mẽ hơn nhiều. Thế nhưng tính mạng cũng tùy thời gặp nguy hiểm, người chết hắn cũng đã gặp rất nhiều. Có một số việc không thể nào tránh khỏi. Ha ha, xem ra quả nhiên ngươi vô cùng cẩn thận, giống như sư phụ ngươi như đúc. Nam Thúc cười ha hả một tiếng, lập tức truyền âm nói với lão giả áo lam kia. Hóa ra là Nam Lão, gia sư trước kia thường xuyên nhắc tới Nam Lão. Nam Thúc truyền âm xong, ánh mắt lão giả áo lam run lên, vẻ mặt cực kỳ kinh ngạc nhanh chóng quỳ một gối xuống hành lễ. Đệ tử bái kiến. Tốt, không cần đa lễ. Tên của ta không cần nói ra. Cánh tay Nam Thúc khẽ phất đem theo một cỗ lực lượng vô hình nâng lão giả áo lam lên rồi nói. Người bị tẩu hỏa nhập ma không nghiêm trọng lắm. Nể mặt sư phụ ngươi, đi theo ta, trong thời gian 2 tháng có lẽ sẽ chữa hết. Thanh âm vừa dứt, Nam Thúc quay đầu nói với Lục Lâm Thiên. Ta đi trước, những chuyện còn lại tự ngươi thu thập đi. Siêu! Lục Lâm Thiên còn chưa hoàn toàn phục hồi tinh thần lại. Mà lúc này Nam Thúc đã đi về phía trước. Lão giả áo lam kia lúc này không có một chút đề phòng nào cũng đi theo phía sau Nam Thúc. Nhìn hai đạo thân ảnh này biến mất, tất cả mọi người líu lưỡi, dường như còn chưa phục hồi tinh thần, cả không gian vô cùng tĩnh lặng. Người của Thiên Tinh Tông cùng Thiên Quỷ Tông nghe đây, đầu hàng có thể miễn tội chết. Người phản kháng giết không tha. Trong không gian tĩnh lặng lúc này vang lên thanh âm của Lục Lâm Thiên. Giữa không trung. Lúc này còn 12 vũ suất cùng với linh suất của Thiên Tinh Tông cùng với Thiên Quỷ Tông đang bị chúng thú vây vào giữa. Lúc này nghe Lục Lâm Thiên nói vậy, mọi người lập tức khôi phục tinh thần. 12 vũ suất cùng linh suất của Thiên Tinh Tông Thiên Quỷ Tông nhìn nhau. Tông chủ Thiên Tinh Tông dùng hồn anh bỏ chạy, phó tông chủ trực tiếp bị đánh chết. Tông chủ Thiên Quỷ Tông cũng hóa thành mảnh vỡ, cường giả trong môn đã chết hơn phân nửa, lúc này mấy người bọn hắn còn lại không phải là đối thủ của phi linh môn. Nếu như tiếp tục chiến đấu chỉ có một con đường chết mà thôi. Ta đầu hàng. Trong Thiên Quỷ Tông lúc này có người thứ nhất đầu hàng, tất cả đám người đều biết, nếu tiếp tục động thủ thì người chết sẽ là mình. Ngay sau đó đám vũ suất, linh suất còn lại cũng đầu hàng. Không có ai muốn chết, dưới tình huống thực lực kém hơn một chút có lẽ bọn hắn còn liều mạng một phen. Thế nhưng giờ phút này trước thực lực tuyệt đối ngay cả dũng khí lên tiếng bọn hắn cũng không có. 12 người này đầu hàng, đám người Lộc Sơn lão nhân, Lưu Tinh Hà nhanh chóng hiểu ý tiến lên cấm chế với 12 người. Mà đám người Hoa Mãn Lâu, Hoa Mãn Ngọc nhanh chóng thu thập nhẫn chữ vật. Lúc này Lục Lâm Thiên nhìn qua không trung, một lát sau mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Sau đó lại nhìn qua mọi người trong phi linh môn cùng với chúng thú. Trận đại chiến này cơ hồ phân nửa cường giả trong phi linh môn bị trọng thương, may mà không có ai vẫn lạc. Bất quá bên trong 60 đầu yêu thú lục giai sơ kỳ kia có 2 đầu yêu thú lục giai sơ kỳ trực tiếp bị đánh chết. Không ít yêu thú có thương thế, trọng thương có vài đầu. Ánh mắt nhìn chung quanh phi linh môn, hai hàng lông mày Lục Lâm Thiên không khỏi nhíu lại. Phi linh môn hiện giờ còn lại một đống bừa bộn, không ít địa phương bị ảnh hưởng. Thiếu chút nữa phi linh môn hôm nay đã gặp đại nạn, lúc này coi như tìm được đường sống trong chỗ chết. Trưởng môn, trên cơ bản tất cả đã thu thập xong. Đám người Lộc Sơn lão nhân,
Lưu Tinh Hà đi tới bên người Lục Lâm Thiên rồi nói. Lộc Sơn cung phụng, Lưu trưởng lão, Ngô trưởng lão cùng với Hoàng Phủ đường chủ, mấy người mang theo đệ tử Phi Linh Môn có thể điều động được, nhanh chóng tiến về phía Thiên Quỷ Tông tiếp nhận hết thảy. Đồng thời thông báo cho Hoa đường chủ trực tiếp tiến về Thiên Quỷ Tông trợ giúp mọi người. Nếu có thế lực nào dám nhúng chàm vào Thiên Quỷ Tông thì giết không tha. Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống rồi nói. Vâng. Mọi người bị gọi tên không có một chút trì hoãn nào, nhanh chóng lùi ra chuẩn bị. Mà mấy người này, trong trận đại chiến cũng là người bị thương nhẹ nhất. Trưởng môn, Thiên Tinh Tông thì làm sao? Hoa Mãn Ngọc tiến lên hỏi. Ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ đảo, Hồ Hưng Hải của Thiên Tinh Tông dùng hồn anh chạy trốn, lúc này đi tiếp thu Thiên Tinh Tông chỉ sợ cũng có biến cố, vạn nhất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn thì toi rồi. Thiên Tinh Tông tạm thời mặc kệ, Hoa Phó đường chủ, Phi Linh Môn hiện tại giao cho ngươi. Những trưởng lão, đường chủ khác nhanh chóng trở về chữa thương đi. Lục Lâm Thiên nói với mọi người. Lâm Thiên, hôm nay có không ít thám tử các thế lực khác tới đây. Tin tức bên trong Phi Linh Môn xuất hiện Vũ Tôn, chỉ sợ không lâu sau sẽ truyền khắp toàn bộ cổ vực, lần này sợ rằng có tốt có xấu. Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh đi tới bên người Lục Lâm Thiên rồi nói. Tạm thời không cần quan tâm tới những thứ này. Lục Lâm Thiên suy tư một lát rồi ánh mắt nhìn về phía Đông Vô Mệnh nói. Đông Lão, còn có hai người cần người xử lý đây. Trong khi nói chuyện, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh liếc nhìn hai tỷ muội Diệp Mỹ, Diệp Phi. Nhị nữ lập tức đem Tất Phương Sơn và vị phụ nhân xinh đẹp đang bị cấm chế kia kéo tới. Hai người tuy rằng đều bị cấm chế, thế nhưng một màn phát sinh trước mắt hai người đều nhìn thấy. Đến lúc này sắc mặt hai người đều như to tràn. Ánh mắt Đông Vô Mệnh nhìn vào hai người, trong mắt hiện lên hàn ý nói. Tất Phương Sơn, người có thể đi theo Phương Thành Hữu được rồi. Thanh âm vừa dứt, thủ ấn được kết, hắc mang quanh người Đông Vô Mệnh tuôn ra. Trong mi tâm có một đạo hắc mạng dữ tợn nhanh như thiểm điện trực tiếp cắn xé Tất Phương Sơn trên mặt đất. Lúc này ánh mắt Tất Phương Sơn vô cùng hoảng sợ, thế nhưng lại không thể nói lên lời. Chỉ có ánh mắt hoảng sợ, đồng tử không ngừng co rút lại, rồi cuối cùng mất đi chi giác. Nhìn tất cả mọi chuyện, trong nội tâm vị phụ nhân xinh đẹp kia lúc này run rẩy, tim đập nhanh hơn vài phần. Ánh mắt lập tức nhìn về phía Đông Vô Mệnh, bên trong ánh mắt mang theo vẻ cầu khẩn, dường như còn có chuyện muốn nói. Ánh mắt Đông Vô Mệnh rơi vào trên người vị phụ nhân xinh đẹp, hàn ý trong mắt càng tăng lên. Cánh tay khẽ điểm vài cái, nhanh chóng xóa bỏ cấm chế trên người vị phụ nhân xinh đẹp kia. Vô Mệnh, ta sai rồi. Ngươi tha cho ta đi. Ta có thể ở bên cạnh ngươi, về sau ta sẽ hầu hạ ngươi thật tốt. Vị phụ nhân xinh đẹp quỳ trên mặt đất cầu khẩn, đồng thời ánh mắt cũng mang theo sự lả lướt nhìn về phía Đông Vô Mệnh. Phụ mẫu ở trên trời. Hôm nay nhi tử đã có thể báo thù cho hai người rồi. Ánh mắt Đông Vô Mệnh lạnh nhạt nhìn lên không trung rồi cúi đầu xuống. Sát ý trong mắt tràn ra, một đạo độc mang trong nháy mắt đánh vào trong mi tâm vị phụ nhân xinh đẹp kia. Tiện thì, tất cả nên chấm dứt được rồi. A! À, một tiếng kêu thê thảm vang lên, độc mang chui vào trong mi tâm phụ nhân xinh đẹp này, lập tức bắt đầu từ mi tâm, toàn thân phụ nhân xinh đẹp bắt đầu thối rữa. Da thịt chia lìa tràn ra máu đen. Bộ dáng này vô cùng thê thảm, cùng với thanh âm thê lương của phụ nhân xinh đẹp càng khiến cho người ta cảm thấy lạnh lẽo. Ba ngày ba đêm sau nàng ta mới có thể chết được, không cần để ý tới nàng ta. Nhìn phụ nhân xinh đẹp đang lăn qua lăn lại trên mặt đất, Đông Vô Mệnh khẽ hít sâu một hơi rồi nói với Bạch Linh. Bạch Linh tiểu thư, đa tạ. Hồn anh của Hồ Hưng Hải đào tẩu, ta cũng không đánh chết được hắn. Bạch Linh nói, sắc mặt nàng trắng bệch như chứng minh cho việc lúc này thương thế của bản thân nàng không nhẹ. Bạch Linh tiểu thư cố hết sức là được rồi. Đa tạ. Đông Vô Mệnh chắp tay nói. Tất cả mọi người về chữa thương đi, nếu không chẳng may xuất hiện biến cố khác chúng ta sẽ không kịp ứng phó. Lục Lâm Thiên nói, lần này cường giả trong Phi Linh Môn cơ hồ toàn bộ bị trọng thương. Vạn nhất nếu gặp phải cường địch khác vậy thì toàn bộ Phi Linh Môn không còn sức hoàn thủ. Dưới sự an bài của Thiên Độc Yêu Long, đám yêu thú lục giai cũng lập tức rời đi. Chúng thú cũng cần chữa thương, mà mọi người cũng lập tức trở về Phi Linh Môn chữa thương. Trận đại chiến này, người ra tay trong Phi Linh Môn đều là người có tu vi vũ xuất, ngược lại đám đệ tử bình thường cùng với người có tu vi vũ tướng, vũ phách cũng không phải làm gì, căn bản không thể nào nhúng tay vào được.
thế nhưng bởi vì ảnh hưởng của đại chiến cho nên cũng chết mười mấy đệ tử, tổn thương hơn trăm người. Dưới sự an bài của Hoa Mãn Ngọc, đống bừa bộn chung quanh Phi Linh Môn lúc này liền để chúng đệ tử đi thu thập. Toàn bộ chung quanh Phi Linh Môn lúc này cơ hồ bị san thành bình địa. Trận đại chiến này vô cùng kịch liệt, đều là người có tu vi vũ xuất cùng với yêu thú lục giai, còn có yêu thú thất giai, vũ vương, linh vương, cuối cùng còn có vũ tôn, linh tôn ra tay. Loại đại chiến cấp bậc này quả thực trong cổ vực vô cùng hiếm thấy. Mà tin tức về trận đại chiến này, ngay sau khi đại chiến kết thúc dùng một tốc độ vô cùng nhanh chóng truyền tới tất cả các thế lực lớn trong cổ vực. Loại tin tức này vô cùng chấn động, trong Phi Linh Môn xuất hiện vũ tôn và linh tôn, đây chính là tin tức vô cùng lớn, giống như có một quả bom lớn nổ ra trong cổ vực. Mà lúc này trong mật thất phía sau Phi Linh Môn, Lục Lâm Thiên đang khoanh chân ngồi đó. Trước người hắn lúc này có 9 đạo thân ảnh, trong 9 người có 6 vũ xuất, 3 linh xuất, tất cả đều bị cấm chế. Lúc này đám người này đang dùng ánh mắt kinh ngạc cùng với bất an nhìn Lục Lâm Thiên. Lúc này ánh mắt Lục Lâm Thiên có chút đình trệ, trong đầu đang suy nghĩ không ít chuyện. Trận đại chiến này khiến cho hắn vô cùng bất ngờ. Cường giả không ngừng hiện ra, cuối cùng không ngờ lại xuất hiện cường giả linh vương cấp cao cùng với vũ tôn. Thân phận của địa linh vương kia quả thực có chút thần bí, còn có lão giả gọi là sát phá quân kia dường như có quan hệ không cạn với Nam Thúc. Từ bộ dáng muốn hành lễ của sát phá quân lúc cuối cùng kia, Lục Lâm Thiên phỏng đoán. Lúc trước Nam Thúc ở vào thời kỳ toàn thịnh, chỉ sợ cũng là nhân vật nổi tiếng trong toàn bộ đại lục. Mà bây giờ, Phi Linh có vũ tôn cùng với linh tôn xuất hiện. Lục Lâm Thiên suy đoán, sợ rằng không lâu sau sẽ khiến cho toàn bộ cổ vực chấn động không ít. Vũ tôn cùng với linh tôn, loại cấp độ này tuyệt đối không phải bình thường. Sợ rằng lần này nhất tông nhất giáo nhất trang nhất môn cũng bị chấn động. Mà sợ rằng trên đại lục linh vũ, tam tông tứ môn cũng bị chấn động. Thế nhưng bây giờ Lục Lâm Thiên biết, vị vũ tôn này không có quan hệ gì quá lớn với Phi Linh Môn. Thế nhưng có lẽ không ít thế lực sẽ cho rằng vị vũ tôn này có quan hệ với Phi Linh Môn. Phi Linh Môn xuất hiện cường giả bực này sợ rằng có chỗ tốt, có chỗ xấu. Chỗ tốt chính là người khác cho rằng Phi Linh Môn có cường giả bậc này, sau này Phi Linh Môn muốn lớn mạnh sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Thậm chí là không ít tán tu cùng thế lực nhỏ đều chạy tới gia nhập Phi Linh Môn tìm chỗ dựa. Mà chỗ xấu chính là Phi Linh Môn có người mạnh mẽ như vậy. Thế lực khác tuyệt đối sẽ liên thủ đề phòng. Sợ là đám người Hắc Sát Giáo, Hóa Vũ Tông còn có Lan Lăng Sơn Trang cũng sắp chính thức chú ý tới Phi Linh Môn. Phi Linh Môn có Vũ Tôn cùng với Linh Tôn tọa chấn, chuyện này đối với ba thế lực lớn này mà nói, hoàn toàn không giống với khi trước nữa. Thiên Địa Các, Lục Lâm Thiên thì thào nói nhỏ, Thiên Địa Các này chỉ sợ cũng là một thế lực tuyệt đối cường hãn. Thế nhưng có chút kỳ quái chính là, Thiên Địa Các này hắn chưa từng nghe nói qua bao giờ. Vô cùng kỳ quái. Trong đầu suy nghĩ một lát, Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn về 9 đạo thân ảnh phía trước. Trong 9 người có 6 vũ xuất, 3 linh xuất, trong đó có một vũ xuất nhị trọng, một vũ xuất tam trọng, hai vũ xuất ngũ trọng, một vũ xuất lục trọng, người có thực lực cao nhất chính là một vũ xuất thất trọng. Ba linh xuất kia cũng có tu vi không kém, một linh xuất tam trọng, một linh xuất ngũ trọng, còn có linh xuất lục trọng. Linh xuất lục trọng này chính là trưởng lão của Thiên Quỷ Tông, hai người còn lại là người của Thiên Tinh Tông. Nhìn qua 9 đạo thân ảnh này, Lục Lâm Thiên chậm rãi hít sâu một hơi rồi lập tức đứng dậy. Thủ ấn trong tay được kết, nhanh chóng rơi vào trên đỉnh đầu tên vũ xuất nhị trọng kia. Ánh mắt vũ xuất nhị trọng này hoảng hốt, trong lúc vô hình dường như hắn đã cảm nhận được sắp phát sinh chuyện gì, trong đầu lập tức đau đớn kịch liệt. Một cỗ hấp lực lớn từ trên đỉnh đầu hắn tuôn ra, nhanh chóng tác động tới kinh mạch trong cơ thể hắn. Một cỗ hấp lực vô cùng lớn thông qua kinh mạch đem chân khí trong đan điền hắn hút ra. Nội tâm vũ xuất nhị trọng lúc này vô cùng kinh hãi. Sắc mặt dữ tợn, thế nhưng toàn thân bị cấm chế cho nên cũng không có cách nào phản kháng. Lúc này chân khí trong đan điền của hắn không bị khống chế nhanh chóng bị hút ra bên ngoài. A! À, vũ xuất nhị trọng này rốt cuộc cũng hét lên một tiếng thảm thiết, sắc mặt lập tức trắng bệch. Đồng tử mở rộng, trong mắt hiện lên sự kinh hãi. Chỉ sau một lát, toàn thân người này run rẩy, khuôn mặt dữ tợn. Ngay sau đó thân thể hóa thành một cỗ thây khô, khuôn mặt chỉ còn da bọc xương. Hai mắt lõm vào trong hốc mắt, sinh cơ toàn thân bị mất. Lúc này hắn đã bị Lục Lâm Thiên thôn phệ thành một cỗ thây khô. Trong ánh mắt kinh hãi của 8 người còn lại,
một vũ xuất nhị trọng không ngờ cứ như vậy mà trở thành một cỗ thây khô. Lúc này một vũ xuất tam trọng khác nhanh chóng kinh hãi. Tiếp theo, năm ngón tay Lục Lâm Thiên tạo thành chảo ấn, trong lòng bàn tay mang theo một cỗ hấp lực mạnh mẽ giống như một cơn lốc ấn vào trên đỉnh đầu vũ xuất tam trọng. Lục Lâm Thiên đã sớm phát hiện ra mình có thể thôn vệ chân khí tu luyện hoặc là linh lực tu luyện. Do đó hắn phải dùng tốc độ nhanh nhất khôi phục thương thế. Lúc này Lục Lâm Thiên cũng không để ý tới thương thế của chính mình mà trực tiếp thôn phệ. Bởi vì vừa thôn phệ, luyện hóa chân khí đồng thời thương thế của hắn cũng có chuyển biến. Sau khi thôn phệ vũ xuất tam trọng, Lục Lâm Thiên do dự một lát rồi lập tức đi về phía vũ xuất ngũ trọng. Nhìn bộ dáng của Lục Lâm Thiên, những người còn lại lúc này cũng đã biết Lục Lâm Thiên làm gì. Lục Lâm Thiên này không ngờ có thể trực tiếp thôn phệ chân khí của người khác. Điều này đối với tất cả mọi người có mặt ở đây mà nói, tuyệt đối là một chuyện cực kỳ kinh khủng. Liên tục thôn phệ ba vũ xuất, sắc mặt Lục Lâm Thiên lúc này ửng đỏ, nhanh chóng khoanh chân ngồi xuống. Thủ ấn được kết, ngay sau đó Lục Lâm Thiên tiến vào trong trạng thái tu luyện. Một lát sau, quanh thân Lục Lâm Thiên được bao phủ bởi một vòng quang cháo vô hình. Ba vũ xuất còn lại cùng với ba linh xuất lúc này không thể nào bình tĩnh lại. Trong nội tâm hoảng sợ tới tận cùng, trong mắt cũng tràn ngập sự sợ hãi. Mà lúc này đối với Lục Lâm Thiên mà nói, sau khi phục dụng địa linh dịch đã là mấy tháng. Mà trong mấy tháng này tu vi của hắn đã được củng cố. Cho nên lúc này thôn vệ cũng không sao. Thôn vệ chân khí vũ xuất nhị trọng, một vũ xuất tam trọng, một vũ xuất ngũ trọng. Lúc này chân khí được thôn vệ vào trong cơ thể đã tới cực hạn mà Lục Lâm Thiên miễn cưỡng có thể thừa nhận. Trong cơ thể lúc này cũng vô cùng no đủ. Mà chân khí được thôn phệ vào cũng nhanh chóng được luyện hóa. Chỉ cần luyện hóa một chút là có thể chuyển hóa thành chân khí tinh thuần tiến vào trong đan điền của hắn. Thời gian chậm rãi trôi qua, theo số chân khí được luyện hóa, hóa thành chân khí tinh thuần của Lục Lâm Thiên. Tuy rằng những chân khí này tiến thẳng tới đan điền của hắn, thế nhưng chân khí bên trong kinh mạch vẫn khuếch tán ra khắp rơi trong cơ thể. Lúc này thương thế Lục Lâm Thiên dưới sự tẩm bổ của chân khí nhanh chóng bắt đầu khôi phục. Trong thân thể Lục Lâm Thiên, mỗi một tế bào đều đang tham lam hấp thu những chân khí từ trong kinh mạch tràn ra. Tất cả đều đang khôi phục, trong lúc mơ hồ còn trở nên mạnh mẽ. Mà tốc độ này tuy rằng không phải quá nhanh, thế nhưng so với người khác thì quả thực chính là chạy như bay. Cứ như vậy, thương thế Lục Lâm Thiên khôi phục chỉ là vấn đề thời gian. Mà việc đột phá, dưới sự thôn vệ nhiều vũ xuất như vậy, muốn đột phá cũng chỉ là chuyện nước chảy thành sông mà thôi. Thời gian trôi qua, đống bừa bộn chung quanh Phi Linh Môn cũng đang bắt đầu sửa chữa. Dùng nhân lực cùng với tài lực hiện tại của Phi Linh Môn mà nói thì không thành vấn đề. Không tới vài ngày sau đại chiến, người dân trong phương viên mấy trăm dặm chen chúc nhau tới, tranh nhau sửa chữa Phi Linh Môn. Ai cũng biết, tiền công Phi Linh Môn trả vô cùng cao, hơn nữa cũng không cắt xén. Lần trước trong Phi Linh Môn có người cắt xén tiền công đã bị trưởng môn Phi Linh Môn trực tiếp hạ lệnh đánh chết. Còn lần này người phụ trách việc sửa chữa của Phi Linh Môn, nếu như Lục Lâm Thiên có mặt ở đây thì có thể nhận ra. Chính là tiểu nữ hài cùng với phụ thân mình. Lúc này đại hán kia trong phương viên chung quanh đối với người bình thường chính là một danh nhân. Cuộc sống cũng khá hơn không ít, bên trong Phi Linh Môn, không ít đệ tử đối với hắn cũng cực kỳ lễ độ. Phi Linh Môn muốn sửa chữa cái gì đều tìm hắn đầu tiên. Mà người Phi Linh Môn làm việc đối với người bình thường mà nói không bao giờ làm cao. Khi dễ dân chúng, cho nên cũng được tất cả dân chúng ủng hộ. Trong cảnh nội Phi Linh Môn hiện tại khắp nơi phồn vinh. Dân chúng bình thường sau khi tiến cống có thể làm yên tâm làm sinh ý, hơn nữa tuyệt đối không gặp phải phiền phức gì. Trong cảnh nội Phi Linh Môn, nếu ai dám nháo sự thì kết cục cũng chỉ có chết mà thôi. Bởi vậy, thanh danh Phi Linh Môn càng ngày càng cao. Ngoài cửa Phi Linh có không ít người lựa chọn di chuyển vào trong. Mà loại tình huống này khiến cho cảnh nội bên trong Phi Linh Môn càng ngày càng phồn hoa. Đồng thời cũng đưa tới dòng máu mới cho Phi Linh Môn. Người bình thường trong cảnh nội Phi Linh Môn hiện tại mỗi 3 tháng đều sắp xếp cho con cháu mình tiến vào Phi Linh Môn khảo thí. Nếu như hợp các có thể trở thành đệ tử Phi Linh Môn. Mà có thể trở thành đệ tử Phi Linh Môn chính là mộng tưởng của tất cả thiếu niên. Nếu mà con cháu trong nhà thiên phú cực cao có thể trở thành đệ tử thân truyền mà nói. Thì sẽ khiến cho người trong nhà cao hứng tới 3 ngày 3 đêm không ngủ được. Trong nhà có người là đệ tử thân truyền của Phi Linh Môn, địa vị lập tức không giống khi trước nữa.
trong khi Phi Linh Môn sửa chữa tất cả, đám người Lộc Sơn lão nhân, Lưu Tinh Hà cũng đã nhanh chóng đi tới Thiên Quỷ Tông. Thiên Quỷ Tông hiện tại đã không còn cường giả, có đám người Lộc Sơn lão nhân xuất mã trên cơ bản sẽ không xuất hiện điều gì ngoài ý muốn. Giờ phút này, những cường giả trong Phi Linh Môn khác đều đang tự mình bế quan chữa thương. Bạch Linh, Thiên Độc Yêu Long, Tiểu Long, Lục Tâm Đồng cũng đang bế quan chữa thương. Mà ngay cả Thiên Sĩ Tuyết Sư, Nghịch Lân Yêu Bằng chúng yêu thú cũng có chút thương thế. Mười mấy ngày sau, bên ngoài Phi Linh Môn lại xuất hiện một màn khiến cho nhiều người ngoài ý muốn. Ngoài cửa Phi Linh Môn từ sáng sớm đã có một hàng dài người không thấy đuôi. Xếp ở phía trước không ngờ có không ít Phũ Phách cùng với Vũ Sư, mà ngay cả Linh Phách, Linh Sư cũng không thiếu. Tất cả mọi người đều yêu cầu được gia nhập Phi Linh Môn. Điều này khiến cho đệ tử Phi Linh Môn giật mình. Bình thường nếu muốn có một lượng lớn Vũ Phách, Linh Phách gia nhập Phi Linh Môn đã là một chuyện không hề dễ dàng. Không ngờ lúc này lại có một đống lớn người có tu vi Vũ Phách cùng với Linh Phách yêu cầu gia nhập Phi Linh Môn. Đệ tử Phi Linh Môn nhanh chóng bẩm báo với Hoa Mãn Ngọc. Hoa Mãn Ngọc sau khi kinh ngạc liền nhanh chóng phân phó người truyền lời. Muốn gia nhập Phi Linh Môn đầu tiên phải kiểm tra lai lịch. Nếu không cho dù thực lực mạnh hơn nữa cũng không thể gia nhập Phi Linh Môn. Thời gian trôi qua, mấy ngày sau, ngoài cửa Phi Linh Môn lúc này đã có Vũ Tướng cùng với Linh Tướng xuất hiện, cũng tỏ vẻ muốn gia nhập Phi Linh Môn. Mà không chỉ như thế, mấy ngày sau đó, không ngờ lại có tán tu Vũ xuất tới gia nhập Phi Linh Môn. Lúc này Hoa Mãn Ngọc đã không còn cách nào bình tĩnh được nữa. Cường giả Vũ xuất chủ động gia nhập, đây là chuyện tình mà chỉ xảy ra trong đại môn đại phái mà thôi. Không ai có thể nghĩ tới, hiện tại Phi Linh Môn cũng có Vũ xuất muốn gia nhập. Tại một giám kiến chú to lớn, nguy nga, trong một tòa đình viện tinh xảo, ưu nhã, Lữ Chính Cường đem tâm thần rót vào một khối ngọc giản, sắc mặt không ngừng biến hóa. Một lát sau, sắc mặt hắn vô cùng kinh ngạc rồi hít sâu một hơi. Chính Cường, thế nào rồi? Bên cạnh Lữ Chính Cường, một vị phụ nhân mặc một bộ y phục màu trắng nói, da thịt trắng nõn, mái tóc buộc lên phía sau đầu, tư thế vô cùng ung dung, ôn nhu. Chính là Khâu Mỹ Vi. Nàng nhìn xem. Lữ Chính Cường đem ngọc giản trong tay giao cho Khâu Mỹ Vi rồi nói. Lần này chỉ sợ cổ vực sẽ chấn động. Khâu Mỹ Vi tiếp nhận ngọc giản, tâm thần rót vào. Một lát sau ánh mắt khẽ biến đổi, trong ánh mắt xinh đẹp kia xuất hiện sự kinh ngạc. Băng Mộc Vương giả sát phá quân đột phá Vũ Tôn. Tên này như thế nào lại ở Phi Linh Môn? Phi Linh Môn còn có một cường giả linh tôn khác, tiểu tử Lục Lâm Thiên này quả thực ẩn tàng vô cùng sâu. Một lát sau, vẻ mặt Khâu Mỹ Vi vô cùng kinh ngạc nhìn qua Lữ Chính Cường. Còn có hơn 60 đầu yêu thú lục giai, trong đó có 5 đầu yêu thú lục giai hậu kỳ đỉnh phong. Còn có cửu vĩ yêu hồ thất giai trung kỳ, thiên độc yêu long thất giai sơ kỳ. Hiện tại ta thậm chí còn có chút hoài nghi, tiểu tử này không phải là có quan hệ với Vạn Thú Tông đó chứ? Lữ Chính Cường nói xong lập tức nói với Khâu Mỹ Vi. Mỹ Vi, Doãn Ngạc của Vạn Thú Tông không có nhi nữ đúng không? Khâu Mỹ Vi liếc nhìn Lữ Chính Cường rồi nói. Chàng có còn nhớ không? Khi trước ở trong Vụ Tinh Hải có người nhìn thấy một đầu thiên độc yêu long đột phá thất giai. Bốn người Hồng Phong cũng đã nói với ta, ý nàng là những yêu thú này tới từ Vụ Tinh Hải. Ánh mắt Lữ Chính Cường biến đổi, giật mình nói. Thám tử báo lại. Những yêu thú này đều là yêu thú trong nước. Lại thêm thiên độc yêu long kia cũng không phải nơi nào cũng có. Cho nên thiếp đoán, những yêu thú này cùng với tiểu tử kia từ trong Vụ Tinh Hải đi ra. Khâu Mỹ Vi nói, chẳng lẽ tiểu tử này còn có khống thú thuật của Vạn Thú Tông hay sao? Lại nói, nó mang những yêu thú này ra ngoài thế nào? Trong đầu Lữ Chính Cường nhanh chóng suy nghĩ rồi lập tức suy đoán ra vài phần. Thế nhưng muốn mang một đám yêu thú ra không có khả năng tránh khỏi sự giám sát của nhất tông nhất giáo nhất trang nhất môn được. Tiểu tử này có chút quỷ dị. Ánh mắt Lư Mỹ Vi nhảy lên, lập tức cười nói. Bất quá lần này quả thực chàng không chọn nhầm người. Ánh mắt Linh Nhi cũng không tệ, theo sự quan sát của thiếp, tiểu tử kia đối với Linh Nhi cũng thật lòng, có lẽ Linh Nhi cũng không bị ủy khuất. Chỉ là tiểu tử này vô cùng gian trá. Lữ Chính Cường cười khổ rồi nói. Chàng còn băn khoăn chuyện của Thương Sơn Môn sao? Khâu Mỹ Vi lập tức nói. Tiểu tử này có chút vô sỉ, không nói tới lấy đi tất cả thu hoạch, còn lấy đi thành giao hải, lại biểu hiện là bản thân bị thiệt.
thế nhưng trên thực tế lại vô cùng có lợi. Tuy rằng nói là lưu lại ba thành cho Linh Thiên Môn, thế nhưng có lẽ sự việc ba thành náo động, trong lúc đó có người nhân cơ hội đi hôi của, ba thành cơ hồ bị cướp sạch không còn một mống, tuyệt đối là do tiểu tử kia gây nên. Tiểu tử vô liêm sỉ, ngay cả mặt mũi của ta nó cũng không cho. Lữ Chính Cường quát, bất quá trên mặt lại không có chút giận dữ nào mà chỉ có nụ cười khổ mà thôi. Tiểu tử này đạt được hồn linh khải giáp địa cấp trong tay Tùng Bách Đào lại giao cho Đông Vô Mệnh, trong tay lại có vũ linh khí huyền cấp, tuy rằng hiện tại thực lực phi linh môn rất mạnh, thế nhưng khó bảo đảm không có ai không dám động tới. Khâu Mỹ Vi nói, hồn linh khải giáp địa cấp, loại bảo vật này sẽ khiến cho không ít lão quỷ chú ý. Ánh mắt Lữ Chính Cường biến đổi rồi lập tức vui vẻ nói. Thiên Tinh Tông, Thiên Quỷ Tông vây công phi linh môn, Linh Thiên Môn ta ra tay cũng là việc danh chính ngôn thuận. Hồ Hưng Hải kia dùng hồn anh chạy trốn, có lẽ cũng không trốn đâu xa. Tiểu tử kia bây giờ đối với Thiên Tinh Tông chỉ sợ cũng có tâm mà không có lực. Ta chịu thiệt một chút, giúp hắn giải quyết sự việc một hồi. Thuận tiện giáo huấn tiểu tử này một phen, để cho hắn lần sau biết thế nào là kính trọng với người trên. Thiếp nói chàng a, chàng so đo cùng với tiểu tử này làm gì? Còn để ý tới chuyện của Thương Sơn Môn sao? Dù sao cũng không phải là người ngoài, nếu như chàng dạy dỗ tiểu tử kia, chỉ sợ sau khi bị Linh Nhi biết được, chàng sẽ không được yên đâu. Khâu Mỹ Vi trừng mắt nhìn Lữ Chính Cường, lúc này không ngờ lại có chút đau lòng cho con rể. Xem kìa, nàng không ngờ lại thay đổi cách nhìn không ít đối với tiểu tử kia nha. Lữ Chính Cường mỉm cười rồi lập tức nói. Hiện tại Linh Nhi tiến triển như thế nào rồi? Đã đột phá linh suất, sau khi ăn vào địa linh dịch, thiếp đoán có thái thượng trưởng lão hỗ trợ, tới lúc đó đột phá tới linh suất tứ trọng cũng không thành vấn đề. Thế nhưng đột phá quá nhanh sẽ ảnh hưởng tới căn cơ. Khâu Mỹ Vi nói, xem ra gần đây chàng phải chăm chỉ tu luyện hơn mới được. Băng Mộc Vương giả sát phá quân đột phá đại quan vũ tôn. Không biết thực lực những người khác đã tới đâu rồi. Hiện tại hẳn nên gọi hắn là băng mộc tôn giả mới đúng. Lần trước tranh tài tên này là một đầu hắc mã, cuối cùng bị hắn đoạt lấy quán quân. Vượt quá dự kiến ban đầu của tất cả mọi người. Hiện tại hắn đã đột phá đại quan vũ tôn, nhất định là hắn đã chiếm được cơ duyên nào đó. Sợ rằng trong chúng ta vẫn là hắn vượt lên trước tiên. Băng mộc tôn giả sát phá quân không biết có quan hệ gì với phi linh môn. Còn có linh tôn thần bí kia nữa. Chỉ sợ hiện tại hóa vũ tông, hắc sát giáo, lan lăng sơn trang cũng sẽ lo lắng. Việc này người thiên địa các cũng xuất hiện, không biết sau này có tạo thành phong ba hay không. Khâu Mỹ Vi nói, thiên địa các có lẽ còn không đến mức dám làm lộn xộn. Chỉ là nhiệm vụ bình thường thất bại mà thôi. Về phần lan lăng sơn trang, hóa vũ tông, hắc sát giáo. Ba sơn môn này có lẽ tạm thời không gây ra chuyện gì. Ngoại trừ cố kỵ linh thiên môn ta ra sợ rằng cũng phải cố kỵ vân dương tông. Bất quá lần này tiểu tử kia lộ ra thực lực quá mạnh mẽ. Đối với sự phát triển sau này của bản thân hắn vô cùng bất lợi. Lữ Chính Cường thở dài một tiếng. Thời gian như nước chảy mây trôi, đảo mắt đã là một tháng. Trong một tháng này xuân qua hạ tới, hậu sơn phi linh môn lúc này thường xuyên có năng lượng trong thiên địa hội tụ tạo thành không ít chấn động. Đối với việc sau núi thường xuyên có năng lượng chấn động đệ tử phi linh môn đã cảm thấy quá quen thuộc cho nên cũng không quá để ý tới. Thời gian một tháng, cường giả có thương thế nhẹ trong phi linh môn đều đã xuất quan, phụ trợ Hoa Mãn Ngọc xử lý sự tình trong môn. Về phần quỷ tiên tử Bạch Oánh, Đông Vô Mệnh, Bạch Linh, Tiểu Long, Thanh Hỏa lão quỷ thì chưa có xuất quan. Vân Dương Tông, quần phong xuyên qua tầng mây giống như hòn đảo lơ lửng trong tầng mây, ngẫu nhiên có nước từ trên quần phong chảy xuống tạo thành một thác nước trên núi. Hoàng hôn, mặt trời ngả về phía tây. Dưới dạng mây đỏ có vô số ngọn núi hiện lên dưới ánh dương quang, lúc này những ngọn núi được phủ thêm một lớp quang mang đỏ nhạt, xen lẫn vào đó là những đỉnh núi màu xanh. Trên ngọn núi khổng lồ, trong đình viện, Vân Khiếu Thiên cầm một khối ngọc giản trong tay, bên cạnh là đại hộ pháp của Vân Dương Tông mặc y phục màu đen như thường lệ. Một lát sau, Vân Khiếu Thiên thu hồi tâm thần, ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Tông chủ, Lục Lâm Thiên quả thực không đơn giản chút nào. Ánh mắt đại hộ pháp biến đổi, khẽ mỉm cười nói. Tiểu tử này quả thực khiến cho ta cảm thấy ngoài ý muốn. Sau lưng quả nhiên có cường giả. Hít sâu một hơi, Vân Khiếu Thiên nói. Động tĩnh gần đây tiểu tử này tạo ra cũng không nhỏ chút nào.
Dựa theo tin tức trong đó mà nói, thực lực phi linh môn bây giờ sợ rằng đủ để bước vào hàng ngũ thế lực nhất lưu đỉnh tiêm trong cổ vực. Đại hộ pháp nói, không nghĩ tới sát phá quân lại đột phá tới vũ tôn. Người này quả thực đúng là yêu nghiệt, năm đó tạo thành động tĩnh như vậy, hiện tại lại trực tiếp đột phá tới vũ tôn. Thế nhưng không biết vì sao người này lại ở trong phi linh môn. Ánh mắt Vân Khiếu Thiên cực kỳ nghi hoặc. Sát phá quân này quả thực vô cùng yêu nghiệt, lần trước một trận chiến thành danh, sau đó lại đánh chết mấy cường giả tuyệt đối rồi biến mất. Không nghĩ tới lần này xuất hiện đã là vũ tôn. Đại hộ pháp cũng vô cùng khiếp sợ nói. Còn có linh tôn kia của phi linh môn, không biết thực lực tới đâu rồi. Phi linh môn xuất hiện vũ tôn cùng với linh tôn, lại thêm số đông yêu thú lục giai. Sợ rằng hiện tại hóa vũ tông, hắc sát giáo, lan lăng sơn trang cũng không còn ngồi yên được nữa. Nhất định sẽ chú ý tới phi linh môn. Linh thiên môn tuy rằng có thể không để ý tới phi linh môn, thế nhưng sợ rằng đối với hắc sát giáo, lan lăng sơn trang, hóa vũ tông mà nói không tạo thành chấn nhiếp mạnh nhất. Mà phi linh môn hiện tại lại có thêm hồn linh khải giáp địa cấp, chỉ sợ sẽ có một ít lão gia hỏa chú ý tới. Ánh mắt Vân Khiếu Thiên lóe lên bất định, dường như đang suy nghĩ cái gì. Tông chủ chẳng lẽ có ý định? Đại hộ pháp nhìn vẻ mặt Vân Khiếu Thiên, dùng sự lý giải bao nhiêu năm nay của hắn đối với tông chủ, đương nhiên lúc này cũng đoán được tông chủ có ý định nào đó. Ánh mắt Vân Khiếu Thiên biến đổi, lập tức nói. Tạm thời không cần tính toán gì, hiện tại chúng ta cũng không giúp được cái gì. Một khi Vân Dương Tông ta tiến vào cổ vực chỉ sợ sẽ dẫn tới đám người hóa vũ tông, lan lăng sơn trang, còn có hắc sát giáo vây công. Mà ngay cả linh thiên môn kia cũng sẽ đối phó Vân Dương Tông chúng ta. Tiểu tử kia luôn khiến cho ta cảm thấy ngoài ý muốn. Hiện tại trong môn lại có cường giả như thế kia, để cho hắn hỗn trong đó đi. Cổ vực càng loạn càng tốt. Tông chủ, phi linh môn lớn mạnh quá nhanh, sợ rằng khó tránh khỏi sự chèn ép của hóa vũ tông, lan lăng sơn trang, hắc sát giáo. Đến lúc đó chỉ sợ đối với phi linh môn vô cùng bất lợi. Đại hộ pháp do dự một chút rồi nói. Thực lực phi linh môn bây giờ còn chưa đạt tới mức độ đó. Đợi đến lúc mấu chốt, coi như đã có thực lực đó, có linh thiên môn ở đó, hóa vũ tông cùng mấy sơn môn khác cũng có chút cố kỵ. Huống chi lại có tầng quan hệ giữa Lục Lâm Thiên và Vân Dương Tông ta. Đám người hóa vũ tông, lan lăng sơn trang, hắc sát giáo chắc hẳn cũng sớm biết rõ, cho nên càng thêm cố kỵ. Về phần cuối cùng thế nào, tốt nhất là phải xem chính bản thân Lục Lâm Thiên. Dù sao Vân Dương Tông tham dự vào sẽ khiến cho cổ vực náo động vô cùng lớn. Linh Thiên Môn cũng không tương trợ phi linh môn nữa. Vân Khiếu Thiên nói. Hoàng hôn, trong dãy núi như tranh vẽ, cảnh sắc vô cùng tú lệ. Cơn gió nhẹ nhẹ thổi qua, lúc này có hai thân ảnh xinh đẹp đang ngồi trên mỏ tảng đá. Hai người một người thanh nhã cao quý, tựa như tiên tử ở trần gian. Một người tuyệt mỹ, mang theo chút cao ngạo, hai người lúc này đang chống tay vào cằm nhìn về phía trước. Vô Song tỷ, tiểu tặc kia không biết thế nào rồi a. Vân Hồng Lăng mặc một bộ váy xanh, trên ống tay áo thêu mấy đóa thủy tiên, bao bọc thân thể linh lung. Chắc hẳn sẽ không có việc gì. Lục Vô Song khẽ mở miệng cười, nụ cười khuynh quốc khuynh thành. Nàng đứng dậy, khẽ duỗi lưng một cái, thân thể thướt tha lúc này tạo thành một đường cong hoàn mỹ, khiến cho nam nhân nhìn vào trong lòng không khỏi xuất hiện một cỗ lửa nóng. Hơn 2 năm rồi, còn không trở lại đây. Vân Hồng Lăng đứng dậy, chu miệng nói, dường như vô cùng bất mãn. Yên tâm đi, không phải muội sợ hắn không để ý tới muội đó chứ. Lục Vô Song cười nói. Hắn dám. Vân Hồng Lăng khẽ hừ một tiếng. Thời gian tiếp tục trôi qua, công đoạn sửa chữa trong phi linh môn cũng đã tới khâu cuối cùng. Hiện tại phi linh môn đã được mở rộng hơn 10 lần. Bên trong phi linh môn lúc này có một quảng trường vô cùng lớn được xây dựng. Đủ để dung nạp trên 3 vạn người. Hai bên có không ít kiến trúc to lớn nữa. Mà trước phi linh môn lúc này còn có một tấm bia đám cực lớn, cao chừng mấy trượng, rộng mấy thước. Hai bên có 2 cột đá. Bên trên có điêu khắc mấy đồ án. Bên trong cổ vực lúc này tin tức trong phi linh môn có cường giả vũ tôn xuất hiện truyền khắp ngóc ngách. Tin tức này không thể nghi ngờ giống như một quả bom ném vào trong mặt hồ tĩnh lặng. Hiện tại toàn bộ cổ vực chỉ sợ không có ai không biết tới phi linh môn. Tất cả thế lực lớn hiện tại vì phi linh môn cường hãn xuất hiện mà sứt đầu mẻ trán, mỗi thế lực đều đang có tính toán của riêng mình. Tóm lại,
hiện tại toàn bộ cổ vực khắp nơi đều đang đàm luận về Phi Linh Môn, liên tục nhắc tới trưởng môn Phi Linh Môn. Thế nhưng người bình thường chỉ biết được trưởng môn Phi Linh Môn là một thanh niên trẻ tuổi, nghe nói là con rể của Linh Thiên Môn. Thời gian thấm thoát thoi đưa, đặc biệt là trong lúc Lục Lâm Thiên tu luyện. Thời gian 2 tháng qua đối với Lục Lâm Thiên mà nói chỉ trong nháy mắt mà thôi. Mà lúc này, trong mật thất nơi Lục Lâm Thiên đang khoanh chân ngồi đó. 6 vũ xuất cùng với 3 linh xuất đều đã hóa thành cho tàn, toàn bộ bị Lục Lâm Thiên thôn phệ. Bên ngoài mật thất không biết từ khi nào một lần nữa có không ít năng lượng trong thiên địa hội tụ. Trong mật thất, Lục Lâm Thiên khoanh chân ngồi trên linh ngọc sàng. Quanh thân truyền đến chấn động khác thường. Một cỗ năng lượng trong thiên địa nhanh chóng khuếch tán tới, khiến cho không gian chấn động mãnh liệt. Sau đó lượn lờ quanh người Lục Lâm Thiên rồi nhanh chóng tiến vào trong cơ thể hắn tạo thành một vòng tuần hoàn liên tục. Lúc này cỗ quang cháo quanh người hắn càng thêm chói mắt. Hậu Sơn, năng lượng chấn động như vậy đương nhiên tạo thành động tĩnh không nhỏ. Bất quá đối với loại động tĩnh này, một ít đệ tử trong Phi Linh Môn đã vô cùng quen thuộc. Trong thời gian 2 tháng này, đây đã là lần thứ mấy năng lượng chấn động rồi. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong mật thất, năng lượng quanh người Lục Lâm Thiên lúc này đã tới tình trạng vô cùng khủng bố. Trên đỉnh đầu hắn năng lượng vô hình trong thiên địa hội tụ lại hình thành một vòng xoáy cuồng bạo. Năng lượng trong sơn động lúc này ngày càng kịch liệt. Trong mật thất, Lục Lâm Thiên hoàn toàn bị năng lượng đậm đặc bao phủ, cơ thể giống như một cái động không đáy đang tham lam cắn nuốt năng lượng bàng bạc trong mật thất. Sau khi một tia năng lượng cuối cùng trong mật thất bị Lục Lâm Thiên hút vào trong cơ thể. Lúc này trong cơ thể Lục Lâm Thiên có một cỗ khí tức mạnh mẽ tràn ra. Cỗ khí tức mạnh mẽ này nhanh chóng được Lục Lâm Thiên thu liễm lại. Trên linh ngọc sàng, vòng quang cháo nhàn nhạt kia cũng bị Lục Lâm Thiên thu vào trong cơ thể. Trong đầu, kim đao màu vàng nương theo hồn đan lúc này đang bắt đầu xoay tròn. Trong lúc đột phá, linh hồn lực của Lục Lâm Thiên lại một lần nữa được rèn giũa. Hai mắt Lục Lâm Thiên nhắm chặt, tiếp tục ngồi trên linh ngọc sàng. Khí tức thu liễm vào trong cơ thể lúc này dường như vẫn như ẩn như hiện. Phù! Cứ như thế kéo dài chừng nửa canh giờ, Lục Lâm Thiên mới thở ra một ngụm chọc khí từ trong cơ thể. Không gian trước miệng hắn lúc này trực tiếp nhộn nhạo. Hai mắt mở ra, lúc này trong hai mắt Lục Lâm Thiên bắn ra tinh quang, giống như ngôi sao trên bầu trời. Thu hoạch khá lớn a. Ánh mắt Lục Lâm Thiên biến đổi. Vẻ vui mừng hiện lên trên mặt. Cảm nhận biến hóa trong cơ thể mình lúc này, chân khí bàng bạc, linh lực tràn đầy. Giờ phút này, trong thời gian 2 tháng hắn đã đột phá tới linh xuất lục trọng và vũ xuất lục trọng. Vốn trước đó tu vi vũ giả của hắn đã là vũ xuất tứ trọng, thôn vệ 6 vũ xuất lúc này đã tăng lên vũ xuất lục trọng. Mà phương diện linh lực vốn là linh xuất tứ trọng đỉnh phong. Sau khi thôn vệ 3 linh xuất, lúc này chỉ miễn cưỡng đột phá tới linh xuất lục trọng. Lúc đột phá, Lục Lâm Thiên thiếu chút nữa không đột phá được, may mà cuối cùng vẫn đột phá thành công. Cảm nhận chân khí bàng bạc trong cơ thể, còn có linh lực mênh mông trong đầu, Lục Lâm Thiên không khỏi mỉm cười. Giờ phút này chân khí trong cơ thể, cùng với linh lực, so với khi tu vi 2 tháng trước đã tăng cường mấy lần. Tới vũ xuất, mỗi một tầng thực lực chênh nhau vô cùng lớn. Cho nên muốn khiêu chiến vượt cấp đánh bại đối thủ rất khó. Mà Lục Lâm Thiên cảm nhận tu vi của mình lúc này thầm phỏng đoán. Trong vũ xuất chỉ sợ lúc này hắn đã không còn đối thủ. Trừ phi là gặp phải một ít người nổi bật, có con bài dựa vào. Giống như là Tùng Bách Đào của Thiên Quỷ Tông có một kiện hồn linh khải giáp địa cấp thì mới khiến cho hắn khó giải quyết mà thôi. Thời gian 2 tháng, tu vi vũ giả cùng với linh giả đều có đột phá lớn khiến cho Lục Lâm Thiên vô cùng thỏa mãn. Đây là chỗ tốt của đại chiến. Bằng không hắn đi chỗ nào tìm được nhiều linh xuất để đột phá như vậy. Cổ nhân có câu lấy chiến tranh nuôi chiến tranh quả nhiên vô cùng đúng. Sau này hắn muốn đột phá cần số lượng chân khí cùng với linh lực vô cùng khổng lồ, nói không chừng còn phải nhờ vào đại chiến mà đột phá. Lúc này thương thế nghiêm trọng trong cơ thể đều đã khôi phục khiến cho Lục Lâm Thiên không khỏi mở miệng cười. Hết thảy đều giống như trong dự đoán của hắn. Lúc thôn vệ đồng thời thương thế trên người cũng sẽ dùng một tốc độ vô cùng nhanh chóng khôi phục. Nên đi ra ngoài rồi. Ánh mắt khẽ đảo, sau khi thu thập một phen Lục Lâm Thiên liền rời khỏi mật thất. Trong đình viện Hậu Sơn, Lục Lâm Thiên, Đông Vô Mệnh, Thanh Hỏa Lão Quỷ, Lưu Tinh Hà, Hoa Mãn Ngọc, Ngô Dũng, còn có Hoa Mãn Lâu, Diệp Phi cùng có mặt. Mọi người ngồi xuống,
lúc này thương thế trên người mọi người đã không còn đáng ngại. Thương thế trên người Đông Vô Mệnh, Thanh Hỏa lão quỷ đã khôi phục được 7-8 phần, còn chưa có khỏi hẳn. Trong miệng mọi người, Lục Lâm Thiên biết được mọi chuyện xảy ra trong vòng 2 tháng hắn bế quan. Bạch Linh, quỷ tiên tử Bạch Oánh, Lục Tâm Đồng, Tiểu Long, Thiên Độc Yêu Long lúc này vẫn còn đang bế quan. Phi Linh Môn lúc này đã hoàn toàn khôi phục lại như cũ. Phi Linh Môn hiện tại được sửa chữa lại, diện tích được mở rộng vô cùng lớn. Cũng có một chút giáp dấp của thế lực nhất lưu. Động tính hiện tại của Phi Linh Môn khiến cho toàn bộ cổ vực chấn động. Hết thảy mọi chuyện này đều nằm trong dự đoán của Lục Lâm Thiên. Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo, Lan Lăng Sơn Trang cùng các sơn môn khác lúc này vẫn không hề có động tĩnh gì. Những thế lực nhỏ hơn thì bất an. Mà Thiên Quỷ Tông, lúc trước đám người Ngô Dũng, Lộc Sơn Lão Nhân, Lưu Tinh Hà dẫn theo đệ tử Phi Linh Môn trải qua một hồi giết chóc, thuận lợi tiếp nhận Thiên Quỷ Tông. Địa bàn Thiên Quỷ Tông cũng đã tiếp nhận không ít. Lưu Nhất Thủ cùng với Lục Tiểu Bạch vừa mới sắp xếp xong mọi chuyện trong thành Giao Hải cùng với thành Thương Sơn lúc này cũng đang nhanh chóng tiến về phía Thiên Quỷ Tông. Mà hiện tại Thiên Quỷ Tông đang được Lộc Sơn Lão Nhân trấn thủ. Trưởng môn, không lâu trước đó ám đường nhận được một tin tức. Đôi mắt xinh của Diệp Phi nhìn về Lục Lâm Thiên dường như muốn nói lại thôi. Lục Lâm Thiên nhìn Diệp Phi, ý bảo nàng nói tiếp. Hồn anh của Hồ Hưng Hải bị cường giả Vũ Vương do Linh Thiên Môn phái ra đánh chết. Linh Thiên Môn truyền ra tin tức, Thiên Tinh Tông cùng Thiên Quỷ Tông dám đối phó với trưởng môn chính là không đặt Linh Thiên Môn vào trong mắt. Diệp Phi nói, ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ đổi, lập tức nói với Đông Vô Mệnh. Đông Lão, rốt cuộc thù của người cũng được báo. Thù ta đã báo được, lần này quả thực phải cảm tạ Linh Thiên Môn. Đông Vô Mệnh khẽ cười khổ một cái rồi nói tiếp. Bất quá còn có một việc, chúng ta có thể thiệt lớn. Ý Đông Lão là gì? Lục Lâm Thiên hỏi, rồi lập tức biến sắc nói. Lẽ nào Linh Thiên Môn tiếp thu Thiên Tinh Tông? Đúng vậy, Linh Thiên Môn đánh chết Hồ Hưng Hải, dựa vào danh nghĩa giúp ngươi xả giận rồi trực tiếp tiếp nhận Thiên Tinh Tông. Đông Vô Mệnh khẽ thở dài, trong nội tâm lúc này vô cùng tiếc nuối. Cái gì? Lục Lâm Thiên cơ hồ muốn nhảy dựng lên, Thiên Tinh Tông bị Linh Thiên Môn tiếp nhận. Đây chính là địa bàn hắn khổ cực đánh chiếm, thế mà lại bị Linh Thiên Môn dễ dàng bỏ vào trong túi. Hai mắt trợn lên, sắc mặt Lục Lâm Thiên cực kỳ kinh ngạc. Cơ mặt run lẩy bẩy, cả Thiên Tinh Tông bị Linh Thiên Môn tiếp thu. Giá trị không nhỏ a. Từ trước tới nay chỉ có hắn chiếm tiện nghi của người khác, không nghĩ tới lúc này hắn lại bị thiệt thòi lớn như vậy. Nhìn bộ dáng của trưởng môn, mọi người không khỏi nhìn nhau. Lão Hồ Ly! Dám đoạt đồ trên miệng của Phi Linh Môn ta, hôm khác nhất định phải khiến cho ngươi đền bù tổn thất gấp bội. Lục Lâm Thiên oán hận không thôi, Thiên Tinh Tông bị Linh Thiên Môn tiếp thu, nếu như hắn tới đòi lại thì quá không phóng khoáng, cũng không có cách nào chém giết đòi lại địa bàn, cho nên lúc này cũng chỉ có thể cười khổ mà thôi. Suy nghĩ một lát, hắn lập tức đoán ra, có lẽ bởi vì chuyện Thương Sơn Môn lần trước cho nên vị nhạc phụ kia của hắn cố ý làm vậy. Mọi người sững sờ. Vị trưởng môn này quả thực không coi nhạc phụ ra gì. Trưởng môn, Thiên Tinh Tông bị Linh Thiên Môn tiếp thu, đây chính là địa bàn chúng ta khổ cực mà giành được a. Không ngờ lại cứ như vậy để Linh Thiên Môn tiếp nhận, chúng ta có phải nên nghĩ biện pháp gì đòi lại hay không? Thanh Hỏa lão quỷ the thé nói, thanh âm quỷ không ra quỷ kia mang theo một cỗ khí tức âm hàn, cũng may mọi người đã quen bộ dáng này của hắn cho nên cũng cảm thấy bình thường. Đương nhiên phải nghĩ biện pháp gì đó. Việc này trước tiên không vội. Lục Lâm Thiên nói, Thiên Tinh Tông đã bị Linh Thiên Môn tiếp thu. Trong nội tâm Lục Lâm Thiên đương nhiên không thể vui vẻ nổi. Thù này không báo vậy thì quá tiện nghi cho vị nhạc phụ kia rồi. Ta phi, vậy mà cũng giật đồ với con rể. Lần sau đừng trách ta không khách khí. Lục Lâm Thiên nói xong, trong lòng thầm nghĩ. Trong miệng Hoa Mãn Ngọc, Lục Lâm Thiên lập tức biết được gần đây người gia nhập Phi Linh Môn cũng không ít. Không ngờ còn có vài vũ xuất cùng với linh xuất ở bên trong. Điều này khiến cho Lục Lâm Thiên vô cùng ngạc nhiên. Chỉ là Lục Lâm Thiên cũng nhắn nhủ Hoa Mãn Ngọc. Mấy vũ xuất và linh xuất có lẽ đều là tán tu muốn gia nhập Phi Linh Môn nhất định phải trải qua xét duyệt nghiêm khắc. Đồng thời kết hợp với mấy vị cung phụng truy xét. Nếu như mấy vũ xuất, linh xuất này là gian tế của các thế lực khác thì quả thực là một chuyện vô cùng phiền toái. Đông Lão, thiên địa các này rốt cuộc là thế lực như thế nào? Lục Lâm Thiên hỏi,
đối với thiên địa các này Lục Lâm Thiên vẫn nhớ rõ. Thiên địa các có cường giả như Địa Linh Vương kia, chỉ sợ thực lực tuyệt không đơn giản. Dựa theo khẩu khí của Địa Linh Vương kia, dường như ngay cả Linh Thiên Môn cũng không đặt vào trong mắt. Đông Vô Mệnh nhìn Lục Lâm Thiên, ánh mắt khẽ đổi rồi nói. Xem ra ngươi còn không biết sự tồn tại của Thiên Địa Các. Thiên Địa Các là một cỗ thế lực to lớn, thực lực có lẽ không dưới Tam Tông Tứ Môn, Nhất Tông Nhất Giáo Nhất Trang Nhất Môn. Ngươi biết tới Thiên Địa Các quả thực không có bao nhiêu. Thực lực mạnh như vậy sao? Lục Lâm Thiên vô cùng kinh ngạc. Thực lực đương nhiên rất mạnh, đơn giản mà nói, Thiên Địa Các chính là thế lực tụ tập các tán tu. Thế nhưng không phải là tán tu nào cũng có thể gia nhập. Quy củ của Thiên Địa Các chính là người muốn gia nhập thực lực thấp nhất cũng phải ngoài vũ xuất và linh xuất. Mà còn phải là người nổi bật trong cùng cấp mới được. Cho nên người gia nhập trong đó tuyệt đối không phải là người bình thường. Lúc trước thiếu chút nữa ta cũng gia nhập vào Thiên Địa Các. Chỉ là về sau có chút việc cho nên không gia nhập nữa. Đông Vô Mệnh nói. Thiên Địa Các này ta cũng từng nghe nói qua. Vốn cũng muốn gia nhập. Thế nhưng về sau cũng có một số việc làm trì hoãn cho nên mới bỏ qua. Thanh Hỏa Lão Quỷ nói. Thế lực tụ tập các tán tu, thực lực thấp nhất phải là vũ xuất cùng với linh xuất mới có thể gia nhập. Đây rốt cuộc là thế lực như thế nào a? Mí mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên, có chút khiếp sợ. Đông Vô Mệnh lại tiếp tục nói. Thiên Địa Các chính là một tổ chức tụ tập tán tu. Tồn tại bao lâu dường như không có mấy ai biết đến. Tóm lại là từ lâu trước kia đã tồn tại rồi, người trong Thiên Địa Các có đủ loại, thậm chí còn có trưởng lão, hộ pháp các sơn môn. Thiên Địa Các cũng không để ý tới mấy chuyện như vậy. Thiên Địa Các cũng không có bất kỳ dã tâm nào cho nên tới bây giờ cũng không đoạt địa bàn. Thậm chí ngay cả người trong Thiên Địa Các cũng không biết trụ sở của nó ở chỗ nào. Thần bí như vậy sao? Lục Lâm Thiên lại một lần nữa kinh ngạc. Chính là thần bí như vậy. Đông Vô Mệnh nói. Hơn nữa Thiên Địa Các chính là một thế lực vô cùng giàu có. Thiên Địa Các này có một mạng lưới tin tức trải rộng toàn bộ đại lục. Nếu như Thiên Địa Các muốn tìm một người nào đó, cho dù là ngươi chạy trốn tới chân trời góc bể thì bọn họ cũng tìm ra ngươi. Thiên Địa Các này lập mạng lưới tin tức khổng lồ như vậy để làm gì? Lục Lâm Thiên vô cùng nghi hoặc, vừa rồi mới nói Thiên Địa Các này không có dã tâm. Thế nhưng có một mạng lưới tin tức khổng lồ như vậy thì quả thực không có bao nhiêu công dụng. Tin tức của Thiên Địa Các thu thập được toàn bộ dùng để bán. Diệp Phi nhanh chóng nói với Lục Lâm Thiên. Tuyệt a! Lục Lâm Thiên giật mình rồi lập tức mở miệng cười. Chuyện bán tin tức này ở kiếp trước hắn đã gặp rất nhiều rồi. Đông Vô Mệnh nói. Đúng vậy, tin tức Thiên Địa Các thu thập được có thể dùng kim tệ hoặc bất cứ vật có giá trị nào khác để mua. Có thể là bảo vật, linh khí, đan dược, vũ khí, những thứ này đều có thể mua lấy tin tức từ Thiên Địa Các. Bất quá không phải ai cũng có thể mua được tin tức từ Thiên Địa Các. Ít nhất cũng phải là thế lực nhất lưu. Đây là yêu cầu thấp nhất, bằng không cho dù ra giá cao như thế nào Thiên Địa Các cũng không đem tin tức bán ra. Ta đoán chừng Linh Thiên Môn có thể đánh chết được hồn anh của Hồ Hưng Hải cũng là bởi vì mua được tin tức từ trong tay Thiên Địa Các. Quả thực vô cùng kinh khủng a. Lục Lâm Thiên khẽ cười nói. Lúc này hắn vô cùng có hứng thú với Thiên Địa Các. Không biết cỗ thế lực này là ai đứng sau lưng thao túng. Đông Cung Phụng, ta nghe nói nhân tài trong Thiên Địa Các vô cùng đông đảo. Thế nhưng trong Thiên Địa Các còn có Thiên Các, người trong Thiên Các mới được coi là hạch tâm của Thiên Địa Các. Hoa Mãn Lâu nói, ngươi cũng biết một chút đó chứ. Đông Vô Mệnh lại nói, theo ta được biết quả thực là như vậy, Thiên Địa Các chia làm Thiên Các và Địa Các chỉ có thể xem như thực lực bên ngoài. Mà người trong Thiên Các mới chính thức được coi là hạch tâm của Thiên Địa Các. Thế nhưng người trong Thiên Các lại cực kỳ ít lộ diện. Thậm chí căn bản còn không xuất hiện. Gia nhập Thiên Địa Các đã không hề dễ dàng gì rồi. Muốn gia nhập Thiên Các càng thêm khó khăn. Tại sao lại có người muốn gia nhập Thiên Địa Các? Chẳng lẽ Thiên Địa Các phải nhờ vài việc buôn bán tin tức để duy trì sao? Lục Lâm Thiên nhanh chóng hỏi. Đối với hai điểm này Lục Lâm Thiên vô cùng hiếu kỳ. Bởi vì gia nhập Thiên Địa Các thậm chí không cần làm cho Thiên Địa Các bất cứ chuyện gì cũng có thể mua được chỗ tốt. Quan trọng nhất chính là, nếu là người trong Thiên Địa Các mua tin tức giá cả còn thấp hơn không ít. Cho nên không ít thế lực nhất lưu cũng có người trong Thiên Địa Các. Đông Vô Mệnh lại nói. Mà Thiên Địa Các ngoại trừ mua bán tin tức ra,
đồng thời còn tiếp nhận nhiệm vụ bên ngoài, giống như là sát thủ vậy, thiên địa các có thể giúp ngươi giải quyết tất cả phiền toái. Cho dù giúp ngươi tiêu diệt một sơn môn cũng có thể. Thế nhưng điều kiện tiên quyết chính là giá tiền ngươi ra phải khiến cho bọn họ động tâm. Chỉ cần bọn họ động tâm, bất cứ chuyện gì thiên địa các cũng có thể giúp ngươi làm. Chẳng lẽ thiên địa các chưa từng thất bại? Lục Lâm Thiên hỏi. Đương nhiên là có thất bại, địa linh vương kia được Tùng Thanh Sơn mời tới, chẳng phải cũng thất bại sao? Quy củ của thiên địa các chính là ai nhận nhiệm vụ thì nhất định phải hoàn thành. Trừ phi là chết, bằng không nếu như thất bại thì phải giao ra tính mạng của bản thân mình, dùng mạng bồi thường, bồi gấp trăm lần. Đây là quy củ của thiên địa các. Đông Vô Mệnh nói. Đông Vô Mệnh nói xong lại nói tiếp. Ta cũng chỉ biết có như vậy, những thứ còn lại ta cũng không biết. Thiên địa các này quả nhiên không đơn giản chút nào a. Lục Lâm Thiên thầm nghĩ trong lòng. Lúc này hắn mơ hồ cảm thấy thiên địa các này có chút liên quan tới hắn. Hắn lại chưa bao giờ có quan hệ với thiên địa các này. Thế nhưng loại cảm giác này khiến cho trong nội tâm Lục Lâm Thiên có chút khác thường. Lúc này không nghĩ tới người nọ ở trong Phi Linh Môn ta lại bị Băng Mộc Vương giả sát phá quân giết chết. Mà bây giờ hắn lại đột phá tới Vũ Tôn. Đông Vô Mệnh nói. Đông Lão, người cũng biết lai lịch của người này sao? Lục Lâm Thiên hỏi. Mọi người đều nói tới thân phận của Băng Mộc Vương giả sát phá quân khiến cho Lục Lâm Thiên vô cùng hiếu kỳ. Hắn không biết nhiều lắm về mấy chuyện này. Đương nhiên biết rõ, người này không đơn giản một chút nào. Khi trước nghe nói còn được mọi người xưng tụng là yêu nghiệt. Đông Vô Mệnh nói, trong đầu lúc này dường như đang nghĩ tới những lời đồn khi trước. Thanh âm mang theo sự thán phục, nói với Lục Lâm Thiên. Thập đại cường giả trong đại lục ngươi cũng biết tới chứ. Cái này ngược lại tiểu tử có biết một chút. Lục Lâm Thiên khẽ gật đầu. Thập đại cường giả trong đại lục Lục Lâm Thiên đã sớm được nghe nói qua. Đồn rằng trưởng môn của tam tông tứ môn đều nằm trong thập đại cường giả. Mặt khác còn có nhạc phụ Lữ Chính Cường hiện tại của hắn cùng với Gia Cát Tây Phong của Lan Lăng Sơn Trang. Người có biết 10 người này là ai không? Đông Vô Mệnh hỏi Lục Lâm Thiên. Trưởng môn tam tông tứ môn, còn trưởng môn của Linh Thiên Môn, trang chủ Lan Lăng Sơn Trang. Tiểu tử chỉ biết 9 người. Lục Lâm Thiên nói. Bài danh trong thập đại cường giả ngươi cũng biết chứ? Đông Vô Mệnh nhìn về phía Lục Lâm Thiên rồi cười hỏi. Lục Lâm Thiên lắc đầu. Trong thập đại cường giả hắn chỉ biết có 9 người mà thôi. Về phần bài danh thì hoàn toàn mù tịt. Ta nhớ rõ bài danh thập đại cường giả khi trước theo thứ tứ là trưởng môn Quy Nguyên Môn hiện tại, Kinh Lôi Vương Vi Bang Ngạn bài danh thứ 10. Huyễn Linh Vương Nhậm Trường Thanh trưởng môn của Huyền Hồn Môn bài danh thứ 9. Bài danh thứ 8 chính là trưởng môn Huyền Sơn Môn Vạn Huyền Vương Chu Hồn Viễn. Thứ 7 là tông chủ Địa Linh Tông, Tử Xương Vương Âu Dương Huyền Anh. Bài danh thứ 6 là trang chủ Lan Lăng Sơn Trang, Lan Lăng Vương Gia Cát Tây Phong. Thứ 5 là trưởng môn Thiên Kiếm Môn, Kim Kiếm Môn Cổ Kiếm Phong. Thứ 4 là tông chủ Vạn Thú Tông Vạn Thú Vương Duẫn Ngạc. Thứ 3 là trưởng môn Linh Thiên Môn Ngọc Linh Vương Lữ Chính Cường. Thứ 2 là nhạc phụ của ngươi, Bôn Giật Vương Vân Khiếu Thiên. Đông Vô Mệnh ngừng một chút rồi nói. Nói tới thập đại cường giả trong lòng hắn không khỏi có chút chấn động. Những người này hiện tại chính là những cường giả thanh danh hiển hách. Đông Lão, vậy người xếp thứ nhất là ai? Lục Lâm Thiên hỏi, Đông Vô Mệnh dường như cũng chưa nói tới người xếp thứ nhất trong thập đại cường giả. Đông Vô Mệnh liếc nhìn Lục Lâm Thiên rồi cười nói. Xếp thứ nhất chính là Băng Mộc Tôn giả sát phá quân. Hắn là người đứng đầu trong thập đại cường giả. Là hắn sao? Là người đứng đầu trong thập đại cường giả. Lục Lâm Thiên kinh ngạc không thôi. Hóa ra sát phá quân này còn có tên tuổi lớn như vậy. Người đứng đầu thập đại cường giả, ngay cả hai vị nhạc phụ của hắn cũng bị áp chế bên dưới. Không chỉ như thế, ta nghe nói năm đó lúc tranh tài, ngay từ đầu Băng Mộc Tôn giả này chỉ xếp thứ 10 mà thôi. Nhạc phụ của ngươi Bôn Giật Vương Vân Khiếu Thiên mới xếp thứ nhất. Thế nhưng lúc tranh đoạt bài danh, Băng Mộc Tôn giả dùng lực lượng một người một hơi vượt qua chính đại cường giả khác. Nhạc phụ Vân Khiếu Thiên của ngươi cũng chỉ trong 5 chiêu đã bị đánh bại. Sau khi cường hãn đoạt được vị trí đầu tiên trong thập đại cường giả, nghe nói Băng Mộc Tôn giả này gia nhập thiên địa các được vài năm. Sau khi nhận nhiệm vụ liên tiếp diệt 4 sơn môn thế lực nhất lưu. Sau đó biến mất chừng 20 năm, chưa từng xuất hiện một lần nào. Không nghĩ tới bây giờ hắn đã đột phá tới Vũ Tôn. Đông Vô Mệnh thời dài nói,
Một hơi vượt qua 9 đại cường giả, cường hãn đoạt được vị trí thứ nhất. Lục Lâm Thiên nghe Đông Vô Mệnh nói xong trong nội tâm không khỏi cảm thấy sôi trào. Có thể tưởng tượng ra lúc trước sát phá quân này cường hãn tới nhường nào. 9 người khác không ai là kẻ yếu a, mà lúc này Lục Lâm Thiên mới biết được toàn bộ tên tuổi của thập đại cường giả. Người này vô cùng mạnh mẽ. Lúc này trong đôi mắt xinh đẹp của Diệp Phi cũng hiện lên sự kinh ngạc. Đông lão, người vừa nói tới tranh tài, lẽ nào thập đại cường giả này là từ chọn lựa mà ra sao? Lục Lâm Thiên nghi hoặc hỏi. Đúng vậy, thập đại cường giả trên thực tế là thập đại cường giả trẻ tuổi thế hệ trước. Người tham gia niên kỷ đều phải dưới 30, nơi tổ chức chính là Thiên Địa Các. Lúc trước người tham gia không chỉ có những cường giả trẻ tuổi đỉnh tiêm trong cổ vực mà còn có cường giả trẻ tuổi đỉnh tiêm trên đại lục Linh Vũ. Chỉ là lần trước đó tổ chức người của Thành Ma Vân không tham gia. Bằng không mà nói thập đại cường giả này chí ít cũng phải sắp xếp lại một chút. Đông Vô Mệnh nói. Do Thiên Địa Các tổ chứ sao? Lục Lâm Thiên kinh ngạc nói. Đúng vậy, cũng là lần thứ nhất Thiên Địa Các tổ chức, lúc trước chính là đại sự trong toàn bộ cổ vực và Linh Vũ giới. Thập đại cường giả chính là đại biểu cho những người trẻ tuổi có thực lực đỉnh tiêm trong toàn bộ đại lục và cổ vực. Đông Vô Mệnh thở dài. Bộ dáng này giống như là hận khi trước mình không gặp phải, bằng không hắn tuyệt đối sẽ xông vào đó một lần. Lục Lâm Thiên mỉm cười. Cường giả trẻ tuổi đỉnh tiêm khi trước, hiện tại trong 10 người thì có 9 người trở thành nhất môn chi chủ của 9 đại thế lực lớn. Một người trở thành vũ tôn, ngẫm lại mới thấy. Chỉ sợ khi trước cuộc chiến tranh đoạt bài danh của thập đại cường giả chỉ sợ vô cùng kịch liệt. Sau khi nghị luận một phen, mọi người tản đi. Lúc này sắc trời đã gần tới hoàng hôn. Tiểu Long, Lục Tâm Đồng, Bạch Linh đang bế quan khiến cho Lục Lâm Thiên có chút cảm giác vắng vẻ. Hắn đã có thói quen có Tiểu Long và Bạch Linh bên cạnh. Đi ra đình viện, Lục Lâm Thiên nhanh chóng dạo quanh một vòng phi linh môn. Trên đường đi chúng đệ tử cung kính hành lễ, trong mắt mang theo vẻ sùng bái. Còn có không ít nữ đệ tử bên ngoài dùng đôi mắt nóng bỏng nhìn Lục Lâm Thiên. Lúc này Phi Linh Môn đã sửa chữa, xây dựng thêm, diện tích lớn hơn trước rất nhiều. Lục Lâm Thiên dạo quanh một vòng cũng mất nửa canh giờ, khiến cho trong nội tâm Lục Lâm Thiên cực kỳ thỏa mãn. Lúc Lục Lâm Thiên đang chuẩn bị quay về, một thanh âm quen thuộc truyền tới tai Lục Lâm Thiên, ánh mắt khẽ biến đổi, Lục Lâm Thiên nhanh chóng tiến vào mật thất. Nam Thúc. Trong mật thất, Lục Lâm Thiên nhìn thấy hai đạo thân ảnh ở trong. Ngoại trừ Nam Thúc ra còn có Băng Mộc Tôn giả Sát Phá Quân. Nhìn Sát Phá Quân kia trong mắt Lục Lâm Thiên hiện lên sự tôn kính, người này không phải nhân vật bình thường. Nam Thúc đang khoanh chân ngồi đó, hai tay dán vào trên lưng Sát Phá Quân. Một cỗ linh lực đang chậm rãi thu liễm lại, sắc mặt hơi trắng bệch. Thủ ấn Nam Thúc thu lại, khí thế thu liễm rồi lập tức đứng dậy nhìn Lục Lâm Thiên nói. Thương thế trên người ngươi khôi phục không chậm, thân thể quả thực thích hợp cho việc ăn đòn a. Nam Thúc, tiểu tử bị đánh thì người cũng mất mặt. Dù sao tiểu tử cũng do người dạy dỗ ra nha. Lục Lâm Thiên trừng mắt nhìn Nam Thúc, rồi nói. Ta cũng không dạy ngươi, ngươi được Vân Dương Tông dạy dỗ ra, liên quan gì tới ta? Nam Thúc liếc mắt nhìn Lục Lâm Thiên rồi nghiêm mặt nói. Nhất tông nhất giáo nhất trang nhất môn có động tĩnh gì không? Nam Thúc. Tạm thời còn không có động tĩnh gì. Lục Lâm Thiên nhanh chóng chính xác trả lời. Đoán chừng bọn chúng cũng không có động tĩnh gì. Thế nhưng Linh Vũ giới mới là phiền toái lớn nhất. Ngươi nhất định phải chú ý. Nam Thúc nhìn Lục Lâm Thiên vô cùng nghiêm túc nói. Lục Lâm Thiên gật đầu, gần đây hắn vô cùng không yên phận, gây náo nạo. Giờ phút này, Sát Phá Quân đang khoanh chân ngồi nhìn qua Nam Thúc cùng Lục Lâm Thiên, ánh mắt có chút nghi hoặc. Dường như đối với quan hệ của hai người không đoán được ra. Sát Phá Quân, ám tật trên người ngươi đã khôi phục được 7-8 phần rồi. Kế tiếp chỉ cần tĩnh dưỡng mấy tháng có lẽ đã không còn gì đáng ngại nữa. Nam Thúc quay người, nói với Sát Phá Quân. Đa tạ đại ân của Nam Thúc. Sát Phá Quân đứng dậy, cung kính quỳ một gối xuống hành lễ. Nhìn Nam Thúc trước mặt, ánh mắt tuyệt đối cung kính. Được rồi. Bằng vào quan hệ của ta và sư phụ ngươi, không cần đa lễ. Trước mắt ta gặp chút phiền toái, cho nên không có cách nào trị cho ngươi khỏi hẳn. Bất quá tĩnh dưỡng vài tháng ngươi cũng có thể khỏi hẳn. Tay áo Nam Thúc rung lên, nâng Sát Phá Quân dậy. Nam Thúc, Lục Lâm Thiên là. Sát Phá Quân đứng dậy, nhìn Lục Lâm Thiên cùng với Nam Thúc có chút tò mò hỏi.
Băng Mộc Tôn giả, ta chính là đệ tử ký danh của Nam Thúc. Lục Lâm Thiên lập tức nói ra, lúc này hắn đã biết rõ quan hệ giữa Nam Thúc và sát phá quân này không tồi. Trong nội tâm không ngừng tính toán, lập tức cướp lời Nam Thúc nói. Hóa ra là đệ tử của Nam Thúc, khó trách tuổi còn trẻ mà đã có tu vi như vậy. Lại là vũ giả toàn hệ. Ánh mắt Băng Mộc Tôn giả nhìn về phía Lục Lâm Thiên, dường như cũng không quá mức bất ngờ. Hắn cũng nhìn ra quan hệ giữa Lục Lâm Thiên và Nam Thúc bất phàm. Thế nhưng lúc này Nam Thúc lại đang trừng mắt nhìn Lục Lâm Thiên. Trong nội tâm thầm nói, không biết hắn đã đáp ứng thu tiểu tử này làm đệ tử ký danh từ khi nào. Trong lòng Lục Lâm Thiên lúc này cũng có tính toán của riêng mình. Nam Thúc không thu đồ, tự mình nói là đệ tử ký danh, hẳn Nam Thúc cũng không nói được gì. Sát phá quân, kế tiếp ngươi có tính toán gì không? Nam Thúc hỏi. Không có tính toán gì. Chỗ ở của tiên sư khi trước đệ tử đã lâu không trở về. Hiện tại lại cần tĩnh dưỡng một phen, cho nên đệ tử có ý định trở về một chuyến. Dù sao cũng không có nơi nào để đi. Sát phá quân nói. Như vậy đi, trong phi linh môn nho nhỏ của tiểu tử Lục Lâm Thiên này cũng không có cường giả nào tỏa chấn. Nếu như ngươi không có việc gì thì gia nhập phi linh môn đi. Nam Thúc nhìn qua Băng Mộc Tôn giả sát phá quân rồi nói. Cái này... Ánh mắt sát phá quân nhìn về phía Lục Lâm Thiên rồi lập tức nhìn sang Nam Thúc nói. Nam Thúc muốn đệ tử gia nhập phi linh môn, đệ tử tự nhiên sẽ tuân mệnh, chỉ là đệ tử cũng có chút điều kiện. Ồ, Nam Thúc có chút nghi hoặc, lập tức hỏi. Điều kiện gì? Đệ tử đối với rượu có chút chấp niệm, về sau chỉ cần ở trong phi linh môn có thể uống rượu ngon là được. Sát phá quân khẽ mỉm cười rồi nói. Siêu! Sát phá quân vừa mới nói xong. Lục Lâm Thiên nhanh chóng rời khỏi mật thất, thân ảnh lập tức biến mất chỉ lưu lại một thanh âm phía xa. Ta đi kiếm rượu. Bất quá lúc này Lục Lâm Thiên cũng không nhìn thấy. Ngay sau khi hắn rời khỏi, trong mật thất có một đạo lưu quang chui vào trên người hắn. Sát phá quân và Nam Thúc nhìn nhau, ánh mắt hiện lên sự vui vẻ, Nam Thúc lắc đầu nói nhỏ. Tiểu tử này. Nam Thúc, đệ tử cả gan hỏi một câu, Lục Lâm Thiên này có quan hệ như thế nào với Nam Thúc? Sát phá quân hỏi, tiểu tử này thiên phú không tồi, là người nhanh nhẹn, có chút ngạo khí. Thế nhưng còn cần phải tôi luyện một phen mới có thể trở thành châu báu. Nam Thúc không trực tiếp trả lời sát phá quân, ánh mắt khẽ biến đổi rồi nói với sát phá quân. Không nghĩ tới nhanh như vậy ngươi đã đột phá tới vũ tôn. 40 năm trước từ trong miệng sư phụ ngươi ta cũng chỉ biết hắn thu một người đệ tử. Về sau vận khí của sư phụ ngươi không được tốt lắm mà vẫn lạc. Mà lúc đó thực lực của ta đã bị áp chế, cho nên cũng không có cách nào cứu sư phụ ngươi. Lại thêm một chút sự tình khác cho nên ta mới đi tới Đại Lục Linh Vũ. Lần này có thể gặp ngươi cũng coi như chút được một bầu tâm sự. Trước kia tiên sư thường nhắc tới Nam Thúc với đệ tử. Người thường nói lão nhân gia ngài là bằng hữu tốt nhất của người. Chỉ là không nghĩ tới hiện tại tiên sư đã vẫn lạc. Sát phá quân thở dài buồn bã nói. Ngươi cũng không cần quá đau thương. Có lẽ sư phụ ngươi còn có một cơ hội sinh tồn cũng không nhất định. Nam Thúc nhìn sát phá quân rồi nói. Nam Thúc, người nói thực sao? Sát phá quân lập tức mở to mắt rồi nhìn Nam Thúc nói. Ta cũng chỉ suy đoán như vậy mà thôi. Dùng thực lực của sư phụ ngươi muốn vẫn lạc cũng không hề dễ dàng. Có lẽ thân thể đã vẫn lạc, thế nhưng chỉ cần hồn anh còn coi như là còn sống. Chờ sau khi ta khôi phục thực lực, ta lại tìm cái mật địa kia một lần nữa. Có lẽ vẫn còn có cơ hội, thế nhưng cơ hội này rất xa vời. Nam Thúc nói. 3 ngày sau, trên ngọn núi ở hậu sơn phi linh môn lúc này có một toàn đình viện tinh xảo được dựng lên. Mà ngọn sơn phong này cũng trở thành cấm địa của phi linh môn. Bất luận kẻ nào cũng không được đi vào bên trong. Những kẻ cố tình đi vào giết không tha. Kỳ thật cả hậu sơn này toàn bộ đều là cấm địa của phi linh môn. Đệ tử căn bản không dám bước vào, cũng không thể tùy tiện ra vào. Băng Mộc Tôn giả tiền bối, người ở đây tĩnh dưỡng đi. Lúc này ở trong đình viện, Lục Lâm Thiên đang cùng với Băng Mộc Tôn giả sát phá quân ở bên trong. Lục Lâm Thiên cũng phân phó đệ tử trong thời gian 3 ngày nhanh chóng tạo ra một chỗ tĩnh dưỡng tốt nhất để cấp cho Băng Mộc Tôn giả tĩnh dưỡng. Ngươi là đệ tử Nam Thúc mà lại gọi ta là tiền bối, quả thực không hợp lẽ thường. Nếu như không chê ngươi kêu ta một tiếng sư huynh là được. Đối với nơi này sát phá quân cũng cực kỳ thỏa mãn.
lập tức nói với Lục Lâm Thiên. Bái kiến phá quân sư huynh. Lục Lâm Thiên lập tức chắp tay hành lễ, trong nội tâm có cảm giác được sủng ái mà lo sợ. Nói giỡn sao, một cường giả vũ tôn không chê mà gọi hắn là sư đệ, hắn nào có tư cách từ chối tiếp nhận một sư huynh vũ tôn. Bản thân hắn lúc này chiếm tiện nghi vô cùng lớn a. Đồng thời cũng tương đương với việc làm cho quan hệ giữa hắn và cường giả vũ tôn này kéo gần lại một bước dài. Đương nhiên Lục Lâm Thiên hiểu rõ, hết thảy mọi chuyện hiện tại đều dựa vào mặt mũi của Nam Thúc. Bằng không một cường giả vũ tôn mà nói, dựa vào cái gì mà coi Phi Linh Môn đặt vào trong mắt cơ chứ? Ám tật của ta tuy rằng khôi phục được 7-8 phần, nhưng vẫn còn cần tĩnh dưỡng mấy tháng. Trong mấy tháng này đừng để người khác tới quấy rầy ta là được. Nếu như có sự tình nguy cấp thì ta sẽ hiện thân. Sát phá quân nói với Lục Lâm Thiên. Nam Thúc gọi đệ tới đó, đệ mau tới chỗ Thúc ấy đi. Lục Lâm Thiên cáo lui rồi lập tức đi tới mật thất. Vừa tới mật thất, nhìn thấy thân ảnh Nam Thúc, Lục Lâm Thiên nhanh chóng cung kính hành lễ nói. Đa tạ Nam Thúc. Đa tạ cái gì? Ống tay áo Nam Thúc run lên, lập tức khoanh chân ngồi xuống. Ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Nếu không phải do Nam Thúc thì Băng Mộc Tôn giả cũng không gia nhập Phi Linh Môn. Lục Lâm Thiên nói, Nam Thúc tự mình mở miệng cho nên Băng Mộc Tôn giả mới đáp ứng gia nhập Phi Linh Môn. Về điểm này Lục Lâm Thiên vô cùng rõ ràng, cường giả vũ tôn này chính là Nam Thúc tìm cho mình. Phi Linh Môn người không có vũ tôn tọa chấn, thủy chung vẫn không thể lớn mạnh được. Hiện tại có vũ tôn tọa chấn, sợ rằng cũng có chút phiền phức. Nam Thúc nhìn qua Lục Lâm Thiên rồi nói. Nhớ kỹ, hết thảy đều phải dựa vào thực lực của chính mình, hai tháng này thôn vệ không ít a. Vâng, thôn vệ 6 vũ xuất và 3 linh xuất. Lục Lâm Thiên đáp, hắn biết tu vi của mình có thể giấu được tất cả mọi người thế nhưng không thể giấu nổi Nam Thúc. Người có âm dương linh vũ quyết đương nhiên ngày sau sẽ có thành tựu lớn. Bất quá cũng đừng quên, thôn vệ thì được, thế nhưng không thể để dao động căn cơ. Hiện tại mới là vũ xuất mà thôi, về sau đường tu luyện còn dài. Nam Thúc nói. Tiểu tử ghi nhớ trong lòng. Lục Lâm Thiên cung kính nghe Nam Thúc dạy bảo. Thiên địa các này ngươi biết được bao nhiêu? Nam Thúc ngẩng đầu nhìn chăm chú về phía Lục Lâm Thiên rồi nói. Lục Lâm Thiên nhanh chóng đem tin tức bản thân thu được từ trong miệng Đông Vô Mệnh nói ra một lần với Nam Thúc. Tiểu tử chỉ biết có vậy thôi. Có bao nhiêu thực lực tự nhiên sẽ biết được bấy nhiêu chuyện. Nam Thúc nói. Thiên địa các chia làm thiên các cùng địa các. Địa các xem như thực lực bên ngoài, người nhập các tu vi thấp nhất cũng phải là vũ xuất. Chỉ cần ngươi có thực lực là có thể gia nhập địa các, trở thành trưởng lão trong thiên địa các. Trong địa các, trưởng lão chia làm 4 cấp thiên địa huyền hoàng. Cấp bậc vũ xuất chính là trưởng lão hoàng cấp, cấp độ vũ vương, linh vương thì là huyền cấp, cấp độ vũ tôn chính là trưởng lão địa cấp, về phần trưởng lão thiên cấp có lẽ không có. Thanh âm vừa dứt, Nam Thúc hít sâu một hơi rồi nhanh chóng nói. Mà bên trong 4 cấp thiên địa huyền hoàng này lại chia từ nhất phẩm tới cửu phẩm. Tương ứng chính là thực lực từ nhất trọng tới cửu trọng. Bất quá thiên địa các sẽ không nhìn vào cấp bậc của ngươi mà chỉ nhìn vào thực lực. Chiếu theo cấp bậc vũ xuất lục trọng của ngươi hiện tại mà nói. Hẳn là trưởng lão hoàng cấp lục phẩm. Thế nhưng nếu như ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ hoàng cấp cửu phẩm thì ngươi sẽ là trưởng lão hoàng cấp cửu phẩm. Đẳng cấp cùng phẩm cấp càng cao thì chỗ tốt thu được càng lớn. Nói ví dụ. Nếu như ngươi chọc phải phiền toái thì thiên địa các sẽ che chở cho ngươi ở một trình độ nhất định. Có chút tin tức sẽ không bán ra ngoài. Thế nhưng đối với trưởng lão cao cấp mà nói có thể biết được miễn phí. Những tin tức này liên quan tới khá nhiều thế lực, nhiều người. Tóm lại, gia nhập thiên địa các ngươi có được không ít chỗ tốt cùng với thuận tiện hơn không ít. Phi Linh Môn ngươi nếu như muốn phát triển thì có thể gia nhập thiên địa các. Gia nhập thiên địa các sao? Lục Lâm Thiên nghi hoặc hỏi. Không có gì là kỳ quái cả. Tuy rằng ngươi là trưởng môn của Phi Linh Môn nhưng nếu có gia nhập thiên địa các cũng là chuyện bình thường. Thiên địa các không bao giờ chú ý tới thân phận người gia nhập. Cũng không cần biết ngươi là ai. Có thực lực là có thể gia nhập. Thiên địa các cũng không hạn chế tự do của ngươi, trừ phi là ngươi nhận nhiệm vụ. Trước khi hoàn thành nhiệm vụ thiên địa các sẽ vô hình giám sát và điều khiển ngươi. Cho dù là tam tông tứ môn. Nhất tông nhất giáo nhất trang nhát môn cũng đều có người gia nhập thiên địa các. Có một số việc dùng thân phận hiện tại không thể xử lý được, thế nhưng dùng một thân phận khác thì có thể quang minh chính đại xử lý. Ngươi hiểu không? Nói xong,
Nam Thúc nhìn Lục Lâm Thiên rồi hỏi. Lục Lâm Thiên gật đầu. Gia nhập thiên địa các, quan trọng nhất là có thể thu được không ít tin tức, còn có thân phận là người thiên địa các, có thể làm một ít chuyện mà bình thường không thuận tiện để làm. Hiện tại rốt cuộc Lục Lâm Thiên đã hiểu rõ vì sao thế lực của thiên địa các lại mạnh như vậy mà tam tông tứ môn cùng với nhất tông nhất giáo nhất môn nhất trang không ai động vào. Hóa ra bên trong thiên địa các này cũng có người của tam tông tứ môn cùng với nhất tông nhất giáo nhất môn nhất trang. Lại thêm thiên địa các không có dã tâm gì cho nên mới có thể phát triển tới tình trạng hiện giờ. Đấy là địa các, về phần thiên các chính là truyền thừa của thiên địa các. Đệ tử thiên các cũng không phải hoàn toàn chỉ có vũ xuất, mà so với các sơn môn khác cũng không kém bao nhiêu. Bất quá đệ tử tiến vào thiên các đều được chọn trước 5 tuổi. Đều là người có thiên phú dị bẩm, một khi được tuyển vào thiên các, coi như là phụ mẫu cũng không có cách nào gặp lại được. Giống như là bốc hơi trong nhân gian, không có bao nhiêu người biết được trụ sở của thiên các. Mà những đệ tử này nghe nói dưới sự dạy dỗ của thiên các đều trở thành cường giả tuyệt đối, thành tựu phi phàm. Nam Thúc nói, Lục Lâm Thiên vô cùng sợ hãi cùng với thán phục, thiên địa các này quả thực bất phàm. Đồng thời hắn cũng có chút kinh ngạc, vì sao Nam Thúc lại biết rõ nhiều chuyện của thiên địa các như vậy. Nam Thúc, người có biết thiên địa các này là do ai khống chế không? Lục Lâm Thiên hỏi, điểm này ta cũng không biết. Nam Thúc lắc đầu rồi lập tức nói. Ta đề nghị ngươi nên gia nhập thiên địa các, chuyện này đối với ngươi vô cùng có lợi, cũng để ngươi tôi luyện một phen. Kế tiếp ta lại bế quan một đoạn thời gian ngắn, có việc ta sẽ gọi ngươi. Ngươi nên coi chừng người của Linh Vũ giới, trừ đám người đó ra còn cần đề phòng những cường giả khác. Sau khi nghe Nam Thúc dặn dò một phen, Lục Lâm Thiên mới rời khỏi mật thất. Gia nhập thiên địa các, đi tới chỗ nào gia nhập đây? Trong phòng, Lục Lâm Thiên lẩm bẩm nói. Nam Thúc bảo hắn gia nhập thiên địa các, thế nhưng hiện tại thiên địa các ở chỗ nào hắn cũng không biết. Sau khi cân nhắc một lát, Lục Lâm Thiên cũng không suy nghĩ nhiều nữa mà bắt đầu tu luyện. Đối với loại tu luyện này Lục Lâm Thiên cũng chỉ có thể củng cố tu vi mà thôi. Dù sao đối với loại tu luyện như vậy thực lực tăng lên vô cùng chậm. Đặc biệt là hiện tại tu vi của Lục Lâm Thiên đã là vũ xuất lục trọng cùng linh xuất lục trọng. Tăng lên vô cùng chậm chạp, bình thường tu luyện, thực lực tăng lên cơ hồ không đáng kể. Hôm sau, trong hậu sơn, Lục Lâm Thiên đang lĩnh ngộ năng lượng thuộc tính thì trên đỉnh núi gần đó truyền đến chấn động vô cùng mạnh. Ngay khi thân ảnh Lục Lâm Thiên xuất hiện trên đỉnh núi, bản thể khổng lồ của Nghịch Lân Yêu Bằng xoay quanh trong tầng trời thấp. Trong không trung, năng lượng trong thiên địa bàng bạc đang nhanh chóng được rót vào đỉnh đầu Nghịch Lân Yêu Bằng, khí tức cường hãn khuếch tán ra bốn phía. Nghịch Lân Yêu Bằng đột phá quả thực vô cùng nhanh. Đông Vô Mệnh xuất hiện bên người Lục Lâm Thiên, động tĩnh bực này đương nhiên không giấu giếm được hắn. Rát rát. Một lát sau, khi năng lượng thiên địa trong không trung tiêu tán, Nghịch Lân Yêu Bằng giống lên một tiếng, thanh âm xuyên thấu không trung. Bản thể khổng lồ một lần nữa được bành trướng không ít. Phía trên lân phiến quanh người lưu quang quanh quẩn khí tức đã tới lục giai hậu kỳ. Lão đại, một đạo quang mang xuất hiện bên cạnh Lục Lâm Thiên, thân hình tiểu long nhanh chóng hiện ra, thân thể vàng óng, cùng với đôi mắt nhỏ đang đảo liên hồi xuất hiện trong tầm mắt Lục Lâm Thiên. Thương thế trong người thế nào rồi? Lục Lâm Thiên vỗ đầu tiểu long, nhanh chóng kiểm tra một phen. Lúc này cảm nhận khí tức trên người tiểu long, dường như đã mạnh hơn khi trước không ít. Đệ vốn không có chuyện gì, lần này bế quan thực lực tiến bộ không ít. Ánh mắt tiểu long khẽ đảo, lập tức nói. Bạch Linh tỷ còn chưa xuất quan sao? Chưa. Lục Lâm Thiên lắc đầu, thương thế Bạch Linh rất nặng cho nên tới hiện tại còn chưa xuất quan. Vào đêm, cả bầu trời bị màn đêm bao phủ, thi thoảng có một vài ngôi sao hiện ra phát ra ánh sáng le lói ở phía chân trời. Trong hậu sơn, Lục Lâm Thiên khoanh chân ngồi xuống. Quanh thân được bao phủ bởi một vòng quang mang nhàn nhạt, một cỗ năng lượng thuộc tính thổ bao phủ quanh người. Trầm ổn, liên miên, rộng lớn. Trong đầu Lục Lâm Thiên lúc này đang chìm đắm bên trong lĩnh ngộ. Bên trong năng lượng thuộc tính thổ mênh mông kia lúc này Lục Lâm Thiên giống như một con cá nhỏ trong biển rộng, tùy ý bơi lượn, bản thân hắn lúc này có cảm giác vô cùng nhỏ bé. Phù. Một lát sau, Lục Lâm Thiên thở ra một ngụm trọc khí, năng lượng thuộc tính được thu lại. Một cỗ khí tức chấn động khuếch tán rồi tiêu tán trong hư không. Xem ra ngươi lại tiến bộ không ít. Một đạo thanh âm nhu hòa từ phía sau lưng Lục Lâm Thiên vang lên. Trong thanh âm mang theo sự yêu mị,
mà bên trong yêu mị này lại có chút lạnh lùng. Thương thế nàng thế nào rồi? Nghe thấy thanh âm này, Lục Lâm Thiên nhanh chóng xoay người này. Một nữ tử như tiên tử hạ phàm đang lẳng lặng đứng ở trước mặt hắn lúc này. Nữ tử này có làn da trắng nõn, vô cùng mịn màng. Ánh mắt vô cùng ôn nhu, ngập nước mang theo cảm giác yêu mị, phong tình vạn trùng. Khôi phục không kém bao nhiêu rồi, thực lực còn tiến bộ một chút. Bạch Linh nói, ánh mắt nhìn về phía Lục Lâm Thiên nhanh chóng nói thêm. Lần trước ngươi cứu ta, ngươi không sợ chết sao? Dù sao ngươi cũng không phải là đối thủ của cường giả Vũ Tôn. Lục Lâm Thiên sờ sờ mũi mình, ánh mắt nhìn vào trên người Bạch Linh rồi nói. Nàng đã cứu ta vô số lần. Lần này nàng gặp nguy hiểm, ta sao có thể khoanh tay đứng nhìn cho được? Ta cứu ngươi là bởi vì đã đáp ứng điều kiện của ngươi. Bạch Linh nói với Lục Lâm Thiên sau đó khẽ trầm ngâm một lát rồi nói. Từ mật địa Vân Dương Tông ra cho tới bây giờ đã là 4 năm rồi. Thời gian 5 năm cũng sắp tới. Thanh âm vừa dứt, Bạch Linh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Gió đêm khẽ thổ, y phục trên người tung bay. Thân hình nàng dưới sự bao phủ của y phục vẫn hiện lên đường cong hoàn mỹ. Đường cong hoàn mỹ này khiến cho người khác nhìn vào không dám sinh ra tâm tư khinh nhờn. Giống như là chỉ có một ý nghĩ khinh nhờn trong đầu cũng là có tội. Nữ tử này tuyệt mỹ như vậy, giống như tiên tử hạ phàm, vô cùng cao quý. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn vào nàng thất thần, sau đó nhanh chóng nhìn vào những ngôi sao ở phía chân trời tĩnh lặng. Lúc này trong bầu trời đêm cũng chỉ có y phục trên người hai người tung bay. Trong mấy ngày kế tiếp, Lục Lâm Thiên ban ngày lĩnh ngộ, buổi tối tu luyện. Có đôi khi lĩnh ngộ mất mấy ngày. Mà trong mấy ngày này, Linh Đường lại một lần nữa đưa tới không ít yêu linh đan. Căn cứ vào lời của Khang Tử Vân, trong Linh Đường hiện tại gần đây có không ít linh xuất gia nhập cho nên trong khoảng thời gian này luyện chế ra không ít yêu linh đan ngũ phẩm. Mà ngay cả yêu linh đan lục phẩm cũng không thiếu. Tuy rằng tài liệu luyện chế yêu linh đan cực cao, thế nhưng dùng tài lực hiện tại của phi linh môn mà nói cũng không khó, đủ để buông tay luyện chế. Lại qua hai ngày nữa, điều khiến cho Lục Lâm Thiên bất ngờ chính là, lúc này Lục Tâm Đồng đã xuất quan. Tiểu nữ này không ngờ lại đột phá lần nữa, đạt tới linh xuất tam trọng. Mà Thiên Độc Yêu Long rốt cuộc cũng xuất quan. Thương thế cực kỳ nghiêm trọng khi trước dưới bản thể cường hãn rốt cuộc cũng đã không còn trở ngại. Đồng thời khí tức trên người cũng mạnh hơn không ít. Một ngày, khi Lục Lâm Thiên đang tu luyện Hàn Băng Đống Kết Sát. Từng đạo thủ ấn được kết, năng lượng thuộc tính thủy bàng bạc trong không trung nhanh chóng hội tụ. Nhiệt độ chung quanh lúc này bỗng nhiên lạnh lẽo. Tới hiện tại mỗi lần thi triển Lục Lâm Thiên đều thất bại. Mỗi một lần thất bại chân khí trong cơ thể tán loạn, thân thể sẽ bị trùng kích. Trùng kích do tu luyện vũ kỹ huyền cấp cao giai không phải là thứ mà vũ xuất lục trọng có thể chống lại. Thế nhưng lúc này Lục Lâm Thiên đã sớm quen thuộc với nó. Mỗi một lần thất bại liền tiếp tục tu luyện, mà trong khi Lục Lâm Thiên tu luyện thì cả hậu sơn động nhiên truyền ra một cỗ năng lượng chấn động cực lớn. Siêu siêu, cỗ năng lượng chấn động này cực kỳ khổng lồ khiến cho cả không gian đều phải run rẩy một lát. Lập tức cỗ năng lượng bàng bạc nhanh chóng tiêu thất. Một cỗ khí tức cường hãn nhanh chóng được kéo lên. Mí mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên rồi lập tức mỉm cười. Không nghĩ tới lúc này quỷ tiên tử Bạch Oánh cũng bắt đầu đột phá. Sau khi đột phá thì chính là Vũ Vương nhị trọng. Trong đình viện ở Hậu Sơn, lúc này trong một căn phòng nhỏ, Lục Lâm Thiên, Đông Vô Mệnh, quỷ tiên tử Bạch Oánh, Thanh Hỏa Lão Quỷ, Lưu Tinh Hà, Ngô Dũng đều có mặt. Sau khi mấy người nghe Lục Lâm Thiên nói Băng Mộc Tôn giả gia nhập Phi Linh Môn, cả đám lập tức nhìn nhau vô cùng kinh ngạc. Sau đó vô cùng vui mừng, có cường giả Vũ Tôn tọa chấn, thực lực phi linh môn tăng lên không chỉ một chút. Đông lão, Oánh tỷ, ta có ý định đi tới thiên địa các một chuyến. Lục Lâm Thiên nói, mọi người nhìn nhau, sau đó cả đám lập tức nhìn về phía Lục Lâm Thiên vô cùng nghi hoặc. Ánh mắt quỷ tiên tử Bạch Oánh nhìn vào trên người Lục Lâm Thiên rồi hỏi. Lâm Thiên, chẳng lẽ ngươi muốn gia nhập thiên địa các sao? Ta định đi xem xét trước, thế nhưng không biết thiên địa các ở nơi nào. Lục Lâm Thiên nói, gia nhập thiên địa các cũng không sao, nhưng ngươi chính là trưởng môn phi linh môn, sợ rằng cũng có nhiều bất tiện. Nếu như muốn gia nhập thiên địa các thì phải che giấu thân phận đi một chút. Quỷ tiên tử Bạch Oánh nói, trong lúc bất chi bất giác lúc này đã vào giữa hạ. Sáng sớm ánh mặt trời mang theo nhiệt độ nóng bỏng chiếu rọi mặt đất. Những cơn gió buổi sáng cũng mang theo một chút nhiệt khí.
Ngày thứ ba, trong hậu sơn Phi Linh Môn, thiên sĩ Tuyết Sư lập tức vỗ cánh bay lên rồi biến mất giữa không trung. Thành Cự Giang, đây chính là thành thị nằm ở phía tây cổ vực. Thành Cự Giang này có diện tích cực kỳ lớn, mà khoảng cách từ thành Cự Giang tới Phi Linh Môn cũng không gần. Dùng tốc độ hiện tại của thiên sĩ Tuyết Sư mà nói, sợ rằng ít nhất cũng mất 2 tháng. Phía chân trời xa xa lúc này có một đạo quang mang màu trắng nhanh chóng xuyên qua tầng mây. Tốc độ này cực cao, yêu thú căn bản không thể lên tới độ cao này, cho nên người ở phía dưới cũng không thể nhìn thấy được. Lúc này trên lưng thiên sĩ Tuyết Sư cũng chỉ có 3 đạo thân ảnh. Ngoại trừ Lục Lâm Thiên gia cũng chỉ có Bạch Linh cùng với Tiểu Long. Lần này đi tới thành Cự Giang, Lục Lâm Thiên dự định chỉ đem theo Bạch Linh và Tiểu Long bên người. Mà Thiên Độc Yêu Long cùng với Lục Tâm Đồng muốn đi theo cũng bị Lục Lâm Thiên ngăn cản. Nghịch Lân Yêu Bằng cùng chúng yêu thú cũng được an bài ở trong Phi Linh Môn tu luyện. Lần này tiến về thành Cự Giang là bởi vì từ trong miệng Đông Vô Mệnh Lục Lâm Thiên biết được trong thành Cự Giang có thể tìm được thiên địa các. Lục Lâm Thiên có ý định gia nhập thiên địa các, kiến thức một phen đương nhiên hiểu rõ. Có Thiên Độc Yêu Long cùng mấy người Lục Tâm Đồng và chúng yêu thú bên cạnh rất dễ làm bại lộ thân phận của hắn. Thiên sĩ Tuyết Sư xuyên qua tầng mây. Trên thân hình khổng lồ 2 cánh chấn động khiến cho không gian hơi vặn vẹo, không khí rít gào, tạo ra một đám thanh âm trầm thấp. Lúc này trên cánh thiên sĩ Tuyết Sư, Lục Lâm Thiên đang khoanh chân ngồi đó. Không khí rít gào cùng với cuồng phong gào thét bên cạnh lúc này không ảnh hưởng tới Lục Lâm Thiên chút nào, chỉ có áo bào xanh trên người hơi động một chút mà thôi. Quanh thân có một cỗ quang cháo vô hình bao phủ. Lục Lâm Thiên nhắm chặt 2 mắt, tâm thần chìm đắm trong việc lĩnh ngộ thuộc tính phong. Quanh thân thể tràn ngập khí tức thuộc tính phong. Trong không gian có một cỗ năng lượng thuộc tính phong quanh quẩn quanh Lục Lâm Thiên. Cứ như thế trong lĩnh ngộ Lục Lâm Thiên tiến vào một trạng thái huyền diệu. Lúc này tuy rằng lĩnh ngộ vô cùng chậm chạp, thế nhưng cũng có thể khiến cho Lục Lâm Thiên đạt được không ít chỗ tốt. Bạch Linh, Tiểu Long lúc này cũng đang tu luyện. Hiện tại khoảng cách với thành Cự Giang cũng không gần. Thời gian 2 tháng cũng không phải là ngắn. Trong lúc phi hành, Lục Lâm Thiên chìm đắm trong lĩnh ngộ, thời gian trôi qua cực kỳ nhanh chóng. Chìm đắm trong lĩnh ngộ, trên lưng thiên sĩ Tuyết Sư 2 mắt Lục Lâm Thiên nhắm lại, ngay cả hô hấp cũng trở nên chậm chạp. Thế nhưng quang cháo vô hình quanh thân lúc này lại trở nên chói mắt. Không khó có thể cảm nhận được, năng lượng thuộc tính phong quanh thân hắn lúc này đậm đặc hơn không ít. Trong một sơn mạc bao la, những ngọn núi liên miên không ngớt, dáng dấp cũng thay đổi thất thường, kéo dài xuyên qua sơn mạch. Phanh phanh. Trong sơn mạch yên ả lúc này đột nhiên vang lên từng thanh âm bạo liệt. Trên không trung, trên lưng thiên sĩ Tuyết Sư lúc này thủ ấn Lục Lâm Thiên thu lại, khí tức thu liễm. Đôi mắt mở ra, tinh quang trong mắt chợt lóe. Có 3 người đang giao thủ, đều là vũ xuất. Bạch Linh mở mắt, tâm thần tỏa ra 4 phía rồi nói. Chúng ta đi nhìn xem một chút. Ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ đổi, sau khi do dự một chút rồi nói. Ở nơi hoang dã này lại có vũ xuất giao thủ, nói không chừng sẽ có thứ gì đó. Thanh âm vừa dứt, Lục Lâm Thiên nhanh chóng móc ra một mặt nạ màu đen. Sau khi đeo chiếc mặt nạ vào, cả khuôn mặt Lục Lâm Thiên lúc này chỉ có đôi mắt hiện ra, ngay cả mái tóc ngắn màu đen lúc này cũng được thay bằng mái tóc dài màu đen. Bộ dáng như thế, sợ rằng ngay cả người quen thuộc Lục Lâm Thiên muốn nhận ra hắn cũng vô cùng khó khăn. Người hóa trang cũng không tệ, sợ rằng rất khó có ai nhận được ra ngươi. Bạch Linh nói, ánh mắt có chút ngạc nhiên nhìn Lục Lâm Thiên. Lập tức trong tay nàng cũng xuất hiện một mặt nạ màu trắng. Trên mặt nạ có một đóa hoa sen, đeo mặt nạ vào lại càng khiến cho tư thái linh lung của nàng hiện lên vô cùng rõ ràng. Tiểu Long. Lục Lâm Thiên đưa mắt mỉm cười Tiểu Long. Đệ không thích như vậy nhất. Tiểu Long vô cùng bất đắc dĩ, lập tức thu nhỏ thân thể chui vào trong tay áo Lục Lâm Thiên. Ai bảo đệ theo ta tới đây làm gì? Lục Lâm Thiên vỗ ống tay áo của mình rồi mỉm cười. Tiểu Long hiện tại chính là bảng hiệu cho thân phận của hắn. Nếu như Tiểu Long hiện thân, có lẽ hắn muốn che giấu thế nào cũng vô dụng. Phanh phanh. Trong sơn mạch, thanh âm bạo liệt vang lên vô cùng lớn. Giữa không trung lúc này có 3 đạo thân ảnh đang chiến đấu kịch liệt. 3 người đều là vũ giả vũ xuất, 2 người đang vây công 1 người, trình độ chiến đấu vô cùng kịch liệt. Khặc khặc, Bạch Dịch. Giao ra chìa khóa kia, chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng. 3 người một lần nữa tách ra. Một đại hán mặc áo bào xám cùng một đại hán áo lam đem một nam tử trung niên có chút mập mạp vây vào giữa.
Đừng hòng, ta đã nói cho các ngươi, chìa khóa hiện tại không nằm trên người ta. Nam tử trung niên nói, ánh mắt giờ phút này cực kỳ ngưng trọng. Đôi mắt không ngừng quét qua chung quanh, dường như đang tìm cơ hội chạy trốn. Bạch Dịch, ngươi cho chúng ta là kẻ đần sao? Vậy thì đem nhẫn chữ vật giao cho ta. Đại hán áo bào xám cười hắc hắc, vẻ giễu cợt trong mắt biến mất. Ánh mắt biến thành lạnh lẽo nhìn thẳng về phía nam tử trung niên kia. Ánh mắt nam tử trung niên âm trầm nhìn qua hai người. Hắn chẳng qua chỉ có tu vi vũ xuất nhị trọng mà thôi. Mà hai người bất tam bất tứ trước mặt đều là vũ xuất tam trọng. Chống lại một đã không dễ dàng rồi chứ đừng nói là hai, hắn càng thêm không phải là đối thủ. Bạch Dịch, nếu như ngươi không giao ra thì chỉ có một con đường chết mà thôi. Đại hán áo lam nói. Triệu bất tứ, ta nói rồi, ta không có chìa khóa. Chìa khóa kia hiện tại không nằm trên người ta. Nam tử trung niên nói. Ta đã cho ngươi cơ hội, thế nhưng ngươi lại không biết quý trọng, muốn chết. Ánh mắt đại hán áo lam trầm xuống, thủ ấn được kết. Một đạo chân khí cường hãn đột nhiên từ trong cơ thể bạo phát ra. Lão tử liều mạng cùng các ngươi. Ánh mắt nam tử trung niên trở nên âm trầm, có thể tu luyện tới vũ xuất trong cổ vực thì không có ai là kẻ yếu. Cánh tay hắn vung lên, một thanh trường kiếm dài ba xích hiện lên trong tay. Kiếm quang bắn ra, lập tức va chạm cùng đạo chân khí kia. Phanh! Thanh âm bạo liệt vang lên, chân khí tỏa ra bốn phía. Đại hán áo lam vừa ra tay, đại hán áo xám cũng lập tức công kích với nam tử trung niên kia. Bị hai người vây công, nam tử trung niên cũng nhanh chóng có hành động. Kiếm quang không ngừng tuôn ra, kiếm quang sắc bén khiến cho gợn sóng trong không gian trực tiếp khuếch tán. Phanh phanh! Kinh khí cuồng bạo khiến cho những đỉnh núi phía dưới trực tiếp bị đổ vỡ, mặt đất rạn nứt. Mà lúc này, nam tử trung niên kia càng lúc càng khó chống đỡ được. Thực lực hai người đối phương đều mạnh hơn hắn. Hắn tuyệt đối khó có thể chống lại. Một lát sau, sắc mặt hắn đã tái nhợt. Hừ, lùi cho ta. Trong lúc giao thủ, đại hán áo xám đang đứng trên bầu trời thừa cơ nam tử trung niên bị đại hán áo lam đẩy lùi. Một cỗ khí thế mạnh mẽ từ trong cơ thể hắn khuếch tán khiến cho sóng gợn trong không gian trực tiếp rung động. Ánh mắt lạnh lẽo, bàn chân mạnh mẽ đạp một cái, thân ảnh lập tức xuất hiện phía sau lưng nam tử trung niên kia. Ngay lúc đó, bàn tay đại hán áo xám khẽ biến đổi, chân khí trong tay tuôn ra. Bàn tay giống như ưng chảo, vô cùng quỷ dị, cuối cùng năm ngón tay khẽ bóp lại, hung hăng vỗ vào lưng nam tử trung niên. Một cỗ chân khí cường hãn trực tiếp chút xuống. Phốc phốc, thân hình nam tử trung niên nhanh chóng lui lại, thân hình trên không trung lảo đảo lui về phía trước, há mồm phun ra một ngụm máu. Chết đi! Đại hán áo lam cười lạnh một tiếng, lúc này thân hình của hắn cũng như quỷ mị xuất hiện. Bàn tay giương lên, một cỗ chân khí nóng bỏng tuôn ra đem không gian chung quanh nhuộm thành màu đỏ. Một đạo chảo ấn trực tiếp được đánh về phía nam tử trung niên kia. Tốc độ quá nhanh, trong mắt nam tử trung niên hiện lên sự kinh hãi. Lúc này hắn đã cảm nhận được cảm giác sợ hãi trước tử vong. Khí tức cường hãn của một kích này hắn tuyệt đối không thể chống lại được. Siêu! Đúng lúc này, trên không trung truyền đến một tiếng xé gió quỷ dị. Trong nháy mắt một đạo đao mang đột nhiên xuất hiện. Đạo đao mang này xuất hiện khiến cho không gian chấn động. Kinh khí rít gào tạo thành thanh âm bạo liệt trong không gian. Đao mang mang theo một đám tàn ảnh cùng với uy thế kinh khủng. Nương theo quang mang chói mắt cùng với tốc độ không thể tưởng tượng được lập tức đánh vào trên người đại hán áo lam kia. Siêu siêu. Không có tiếng năng lượng bạo tạc, chỉ có thanh âm như cắt đứt vang lên. Trong ánh mắt hoảng sợ của đại hán áo lam, quanh cháo quanh người hắn lúc này bắt đầu rạn nứt. Một cỗ năng lượng mạnh mẽ khuếch tán khiến cho không gian chung quanh bắt đầu vặn vẹp. Lúc này thân hình đại hán áo lam trực tiếp bị chém thành hai nửa, máu tươi rơi vãi xuống phía dưới. Tiếp theo trong nháy mắt có hai đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Hai đạo thân ảnh này là một nam một nữ. Nam dáng người cao ngất, có mái tóc dài màu đen cùng với áo choàng sau lưng. Nữ tư thái linh lung, mà hai người lúc này đều mang theo mặt nạ, không nhìn thấy rõ mặt. Các hạ là người phương nào? Đại hán áo xám lúc này kinh hãi. Ánh mắt nhìn vào hai đạo thân ảnh thần bí đột nhiên xuất hiện, vẻ mặt đại biến. Siêu! Trong không gian, một cỗ chấn động vô hình đột nhiên xuất hiện. Trong mắt nam tử đeo mặt nạ kia có một ánh mắt kỳ dị hiện lên. Lúc này, đại hán áo bào xám vừa nói xong toàn thân lập tức run lên,
ánh mắt trở nên ngây ngốc, dường như thất thần. Chết đi! Một thanh âm trầm thấp, khàn khàn vang lên. Thân ảnh nam tử đeo mặt nạ kia trong nháy mắt đi tới trước người đại hán áo xám, một đạo chảo ấn trực tiếp đặt trên đỉnh đầu hắn. A! Một tiếng hét thảm vang lên. Một lát sau, thân hình của đại hán áo xám trong nháy mắt biến thành một cỗ thây khô. Mà trong tay nam tử đeo mặt nạ có một cỗ linh hỏa được ngưng tụ, nhanh chóng đem vũ suất tam trọng này đốt thành cho bụi. Đa tạ ân cứu mạng của đại nhân. Ánh mắt nam tử trung niên vô cùng kinh hãi. Một nam một nữ đột nhiên xuất hiện này không ngờ là linh suất cao cấp. Thực lực ít nhất cũng tới linh suất ngũ trọng hoặc là linh suất lục trọng. Mà cảnh tượng trước mắt cũng khiến cho tâm can hắn rung động mãnh liệt. Không cần nhiều lời, giao chìa khóa kia ra. Nam tử đeo mặt nạ nhàn nhạt nói với nam tử trung niên. Đại nhân, chìa khóa gì, ta không biết đại nhân đang nói gì. Ánh mắt nam tử trung niên nhìn về phía nam tử đeo mặt nạ, sắc mặt đại biến. Thế nhưng ngay lập tức toàn thân run lên, hai mắt ngây ngốc. Có hay không ta tự mình tìm. Nam tử đeo mặt tả khàn khàn nói xong, thân thể kéo theo một đám tàn ảnh, lập tức xuất hiện trước người nam tử trung niên, tay khẽ bóp một cái. Một đạo chảo ấn trực tiếp đặt vào đỉnh đầu nam tử trung niên kia. Trong lúc mơ hồ có thể thấy được, trên chảo ấn có một vòng xoáy xuất hiện. Một lát sau, nam tử trung niên này cũng nhanh chóng hóa thành tro tàn. Mà trong tay nam tử đeo mặt nạ cũng có thêm một chiếc nhẫn chữ vật. Đây là một trong những chìa khóa bí cảnh sao? Lăng không mà đứng, nam tử đeo mặt nạ kia nhanh chóng móc ra một cái chìa khóa từ trong nhẫn chữ vật. Cái chìa khóa này có chút quỷ dị, dài nửa thước. Hình tròn, bên trên có không ít bí văn. Một cỗ năng lượng nhàn nhạt quanh quẩn ở trên. Đây là vật gì? Nữ tử đeo mặt nạ khẽ nói, thanh âm vang lên vô cùng lạnh lẽo. Hai người này chính là Lục Lâm Thiên cùng Bạch Linh. Đây chính là một cái chìa khóa của huyền thiên bí cảnh. Lục Lâm Thiên nhíu mày. Vừa mới thôn phệ hai vũ suất cũng thuận tiện thi triển siêu linh thuật một chút. Theo tin tức trong đầu hai người Lục Lâm Thiên nhanh chóng biết được. Đây là một trong những chìa khóa của huyền thiên bí cảnh. Thế nhưng hai người này dường như cũng không biết nhiều cho lắm. Thanh âm vừa dứt, trong tay Lục Lâm Thiên một lần nữa xuất hiện một chiếc nhẫn chữ vật. Một đoàn bí văn xuất hiện trong tay. Bí văn này màu vàng, bên trên có hai đường vân hình cung. Trưởng lão hoàng cấp nhị phẩm của thiên địa các. Ánh mắt Lục Lâm Thiên run lên. Người hắn vừa đánh chết không ngờ lại có một thân phận như vậy. Không ngờ lại là trưởng lão hoàng cấp nhị phẩm trong thiên địa các. Mà trong trí nhớ của đại hán áo bào xám kia Lục Lâm Thiên cũng biết được một ít sự tình của thiên địa các. Chuyện này cũng giúp cho Lục Lâm Thiên bớt không ít thời gian. Người của thiên địa các quả thực không chỗ nào không có a. Lục Lâm Thiên có chút kinh ngạc, không nghĩ tới ở nơi này cũng có người của thiên địa các. Sau khi thu thập một phen, hai người nhảy lên không trung rồi lập tức biến mất. Trên lưng thiên sĩ tuyết sư, Lục Lâm Thiên trầm tư. Từ đám tin tức vừa nhận được, huyền thiên bí cảnh này không hề đơn giản một chút nào. Nghe nói bên trong còn có thể có trọng bảo, chỉ là đây cũng là lời đồn mà thôi. Huyền thiên bí cảnh này tổng cộng có 3 cái chìa khóa. Chỉ có tìm được 3 cái chìa khóa mới có thể mở ra huyền thiên bí cảnh. Thu hồi chìa khóa bằng ngọc thần bí này, Lục Lâm Thiên cũng thật không ngờ trên đường lại có thể gặp phải chuyện này. Thế nhưng hai người vừa rồi cũng không hiểu được bao nhiêu về huyền thiên bí cảnh, hắn lại càng không hiểu chút nào. Xem ra phải đi nghe ngóng tin tức về huyền thiên bí cảnh một chút mới được. Mà từ tin tức trong linh hồn hai người này chỉ cần một tuần nữa là có thể tới thành Cự Giang. Bên trong thành Cự Giang có thiên địa các, nếu muốn gia nhập thiên địa các thì cũng chỉ có thể tới thành Cự Giang mà thôi. Thành Cự Giang là một địa phương vô cùng kỳ lạ trong cổ vực. Đây là một đại thành cực kỳ lớn. Số lượng người bên trong rất là nhiều. Đủ để so sánh với bất luận một đại thành nào trong cổ vực. Thế nhưng thành Cự Giang này lại không thuộc quản lý của thế lực nào. Thành Cự Giang này không thuộc về bất cứ thế lực nào, nhưng ở đây lại vô cùng phồn hoa và náo nhiệt khiến cho bất kỳ thế lực nào đều đỏ mắt. Nơi này vô cùng hỗn loạn, nhưng lại có một điều kỳ quái chính là, tất cả thế lực bên ngoài không dám động vào thành Cự Giang. Truyền rằng ngày trước từng có thế lực nhìn thấy thành Cự Giang vô chủ, lại cực kỳ phồn hoa cho nên muốn thu phục thành Cự Giang. Kết quả, thế lực nhất lưu này bị diệt, hơn nữa chỉ trong một đêm mà thôi. Chuyện này cũng không biết là người phương nào gây nên. Từ đó về sau, không có bất kỳ một thế lực nào dám nhúng tay vào thành Cự Giang.
bất quá bên trong thành Cự Giang cực kỳ hỗn loạn, ở đây khi thiện sợ ác, lấy mạnh hiếp yếu là chuyện bình thường, nói tóm lại những chuyện ở nơi khác ngươi không thể gặp phải thì bên trong này đều có. Ở nơi này mọi chuyện đều dựa vào thực lực mà nói chuyện. Không có đúng sai, toàn bộ đều phải dựa vào thực lực của mình mà chứng minh đúng sai. Mà trừ hỗn loạn ra, bên trong cũng là thiên đường của tán tu. Cơ hồ không có tán tu nào không biết tới thành Cự Giang. Nơi này chính là địa phương tán tu tụ tập. Trong thành, nếu tính toán thì số lượng vô cùng lớn, không chỉ có ngàn vạn. Căn cứ theo lời tán tu bên ngoài nói, trong thành Cự Giang này còn có một chỗ hấp dẫn khác. Đây chính là địa phương thủ tiêu tang vật tốt nhất trên toàn bộ đại lục. Mặc kệ là bảo vật ngươi lấy từ đâu, mặc kệ ngươi trộm, hay đoạt, đều có thể tự do lấy ra trong thành Cự Giang. Cho dù là ngươi trộm bên trong tam tông tứ môn hay là nhất tông nhất giáo nhất trang nhất môn đều có thể ở bên trong này lấy ra bảo vật. Không có ai quản ngươi, đồ vật chỉ cần tiến vào trong thành Cự Giang, trừ phi là ngươi bán đi, nếu không cũng không ai lấy, cũng không ai dám đoạt. Tất cả các thế lực có đôi khi sẽ bán ra một ít linh kỹ cùng với vũ kỹ. Đồ vật bên trong này cũng chỉ có thể dùng tiền mua về, bằng không sẽ bị người khác mua mất. Ở trong thành Cự Giang, thứ cuối cùng hấp dẫn người ta nhất chính là nơi này có một phách mại tràng lớn nhất đại lục. Tất cả mọi người có thể tiến vào bên trong giao dịch bảo vật. Ví dụ như một vũ giả thủy hệ có một bộ vũ kỹ huyền cấp sơ giai hỏa hệ có thể tới trong thành Cự Giang này giao dịch. Tìm kiếm một người giống mình, đổi lấy một bộ vũ kỹ huyền cấp sơ giai thủy hệ. Đây là đổi, không phải mua bán. Từ mức độ nào mà nói, hai người đều không thiệt thòi. Mà có chút bảo vật, vốn cũng không phải là thứ mà kim tệ có thể so sánh. Cho nên cũng chỉ có giao dịch như vậy mà thôi. Thế nhưng loại này không phải là mua bán, mà chỉ là lấy vật đổi vật. Nhìn chúng thì đổi, ai cũng không thiệt thòi. Chỉ cần bản thân thỏa mãn là được. Cho nên nơi này cũng hấp dẫn không ít cường giả đến đây siêu tầm bảo vật. Bảo vật trong này vượt quá tưởng tượng của mọi người. Có bảo vật đôi khi không tìm thấy ở bên ngoài, thế nhưng ở chỗ này nói không chừng chỉ đơn giản cũng có thể gặp được. Đương nhiên cũng có không ít người không tiện lộ diện trong thành Cự Giang, nếu muốn tiến vào thì phải cải trang một chút. Thành Cự Giang tọa lạc ở trong một sơn mạch rộng lớn, diện tích chắc quanh khổng lồ. Yêu thú trong sơn mạch thường xuyên xuất hiện, mà trong thành Cự Giang, dòng người trên đường vô cùng nhộn nhịp. Trong dòng người hối hả có không ít người mặc trang phục kỳ quái. Thế nhưng cũng không ai để ý tới chuyện này, bởi vì mọi người trong thành Cự Giang cũng đã sớm quen thuộc. Trong thành Cự Giang, có không ít người mang áo choàng, đeo mặt nạ, hoặc là cải trang. Chuyện này trong thành Cự Giang cũng cực kỳ bình thường. Lúc này hai người Lục Lâm Thiên và Bạch Linh cũng đang đi trên đường phố. Nhìn thấy trên đường cũng có không ít người mặc trang phục kỳ lạ, đeo mặt nạ cùng với áo choàng khiến cho hai người kinh ngạc. Vốn Lục Lâm Thiên còn tưởng mình mang áo choàng cùng với mặt nạ sẽ khiến cho không ít người chú ý, hiện tại xem ra hắn đã quá ảo tưởng. Nhìn dòng người nhộn nhịp trên đường phố, Lục Lâm Thiên nhanh chóng đánh giá mấy người mặc áo choàng, đeo mặt nạ kia dường như cũng không muốn người khác chú ý, không muốn lộ diện ra bên ngoài, nhất định là người có thân phận không tiện tiết lộ cho mọi người biết. Hai người đi dạo trong thành Cự Giang một lúc lâu, thế nhưng thành Cự Giang này quá lớn, khắp nơi đều là dòng người nhộn nhịp. Cực kỳ náo nhiệt. Hai bên đường có không ít cửa hàng, có đủ loại cửa hàng. Bất quá đại bộ phận đều là cửa hàng mua bán của tu luyện giả. Lục Lâm Thiên nhanh chóng đi vào một cửa hàng có tên là Vạn Dược Môn. Diện tích không lớn, trong này bày rất nhiều vật dụng tu luyện. Đan dược cùng vũ khí, binh khí, dược liệu đều có. Toàn bộ đều có giá trị xa xỉ, mà ngay cả huyền cấp sơ giai trong này cũng có, quả thực khiến cho Lục Lâm Thiên mở rộng tầm mắt. Trong cửa hàng, còn có vài dược liệu hy hữu khiến cho Lục Lâm Thiên chú ý. Dược liệu này vô cùng khó gặp, giá trị xa xỉ. Lục Lâm Thiên không chút do dự lập tức mua lại, mua mấy loại dược liệu này khiến cho Lục Lâm Thiên tiêu tốn mấy trăm vạn kim tệ. Thế nhưng đối với hắn mà nói không đắt chút nào, rất đáng giá. Những dược liệu này đều là dược liệu phụ trợ cần thiết để luyện chế đan dược lục phẩm. Về sau còn có lúc phải dùng gấp. Khi đó muốn tìm những dược liệu này quả thực không phải dễ dàng. Trong thành Cự Giang, tại một quảng trường không nhỏ có một đình viện khá lớn. Trước cửa có hai người đứng gác, hai người này tuy rằng chỉ là thủ vệ thế nhưng nhìn qua cực kỳ nhanh nhẹn. Hai người này tuổi chừng 25, thế nhưng tu vi đã là vũ phách nhất trọng. Hai vị, xin hỏi hai vị tới đây là có chuyện gì?
Lúc Lục Lâm Thiên cùng Bạch Linh đi tới quảng trường, hai thanh niên này lập tức chạy tới, ánh mắt đảo qua hai người rồi nói. Thiên địa huyền hoàng, địa các vô song. Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn hai người rồi mở miệng nói. Hai vị mời đi theo ta. Một thanh niên nghe thấy lời nói của Lục Lâm Thiên cũng không cảm thấy kinh ngạc chút nào. Cũng không nhiều lời, lập tức mời Lục Lâm Thiên cùng Bạch Linh tiến vào trong đình viện. Trong đình viện, so với trong tưởng tượng của Lục Lâm Thiên còn lớn hơn một chút. Sau khi xuyên qua mấy hành lang, tới bên ngoài một gian phòng yên tĩnh, thanh niên này khẽ mở miệng nói. Trưởng lão! Vào đi! Trong phòng lúc này có một thanh âm của nữ nhân vang lên. Nghe thanh âm này, dường như trong đó là nữ tử, tuyệt đối là mỹ nữ. Hai vị vào đi. Thanh niên này nói với hai người Lục Lâm Thiên xong rồi lập tức rời đi. Lục Lâm Thiên cùng Bạch Linh nhìn nhau rồi lập tức đẩy cửa tiến vào trong phòng. Trong tầm mắt của hai người Lục Lâm Thiên lúc này là một đại sảnh, bên trong có một nữ tử tư thái mê người đang ngồi đó. Nữ tử này hơi trang điểm một chút khiến cho khuôn mặt tú lệ lúc này lại càng thêm vũ mị. Trên người mặc một sa y màu tím, bên trong là một kiện cung trang màu xanh như ẩn như hiện. Hai mắt sáng ngời, mà niên kỷ của nàng nhìn qua bộ dáng lúc này giống như 27-28 tuổi. Lục Lâm Thiên nhìn nữ tử này cũng khiến cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Khí tức trên người nữ tử này sợ rằng ít nhất cũng phải tới vũ xuất tam trọng. Trong phòng, lúc này nữ tử nhìn thấy hai người Lục Lâm Thiên tiến vào, không khỏi nhìn thêm vài lần rồi nói. Hai vị có phải là, muốn gia nhập thiên địa các? Không sai. Thanh âm khàn khàn của Lục Lâm Thiên vang lên, lạnh nhạt nói với nữ tử này. Đây là quy củ khi gia nhập thiên địa các. Hai vị xem qua một chút, nếu không có ý kiến gì thì có thể gia nhập. Nữ tử áo tím này thu hồi ánh mắt trên người Lục Lâm Thiên cùng Bạch Linh rồi nhanh chóng xuất ra hai khối ngọc giản giao cho hai người. Lục Lâm Thiên tiếp nhận ngọc giản, tâm thần rót vào bên trong. Một cỗ tin tức nhanh chóng xuất hiện trong đầu Lục Lâm Thiên. Tin tức bên trong đều là giới thiệu về thiên địa các. Gia nhập thiên địa các sẽ không hạn chế tự do của bất luận người nào. Đồng thời căn cứ vào cấp bậc hàng năm còn có thể nhận được 3 khỏa đan dược. Trưởng lão hoàng cấp nhận được 3 khỏa đan dược lục phẩm. Trưởng lão huyền cấp nhận được đan dược thất phẩm. Đây đều là đan dược được cung cấp miễn phí, không cần giúp thiên địa các làm bất cứ chuyện gì. Mà người trong thiên địa các chỉ khi tiếp nhận nhiệm vụ của thiên địa các mới tiếp nhận quản chế. Mà sau khi hoàn thành nhiệm vụ có thể đạt được thù lao tương ứng, còn có thể tăng lên đẳng cấp. Không có vấn đề gì. Thu hồi ngọc giản, Lục Lâm Thiên nhanh chóng nói. Lúc này Bạch Linh cũng đã xem qua. Tất cả đều như trong miệng Đông Vô Mệnh nói. Lục Lâm Thiên cùng Bạch Linh cũng biết được. Trong thiên địa các cũng có yêu thú thất giai gia nhập, cho nên Bạch Linh cũng có thể gia nhập thiên địa các. Đây là linh hồn thạch. Sau khi các ngươi nhỏ máu thì rót vào một tia linh hồn lực là được rồi. Sau khi gia nhập thiên địa các, vạn nhất các ngươi vẫn lạc thì thiên địa các cũng có thể biết được. Nữ tử áo tím nhanh chóng xuất ra hai khối ngọc thạch nhỏ bằng bàn tay giao cho hai người rồi nói. Ngọc thạch này toàn thân tỏa ra quang mang, bên trong có năng lượng nhàn nhạt dao động. Lục Lâm Thiên cùng Bạch Linh liếc mắt nhìn nhau rồi lập tức làm theo lời nữ tử này, nhanh chóng nhỏ một giọt máu tươi trên linh hồn thạch rồi đem một tia linh hồn lực rót vào bên trong. Linh hồn thạch này cực kỳ thần dị, máu tươi Lục Lâm Thiên nhỏ vào, lập tức bị cắn nuốt. Sau khi rót linh hồn lực vào trong linh hồn thạch, máu tươi lập tức như sống lại, không ngừng di chuyển chung quanh. Mà sau khi Bạch Linh rót một tia linh hồn lực vào linh hồn thạch khiến cho sắc mặt nữ tử kia có chút biến hóa. Các hạ, ngươi là yêu thú thất giai sao? Nữ tử áo tím kinh ngạc nói với Bạch Linh. Có vấn đề gì sao? Bạch Linh lạnh nhạt nói, thanh âm vẫn lạnh băng như thường ngày. Không có vấn đề gì, ngươi là yêu thú thất giai. Dựa theo quy củ thì chính là trưởng lão huyền cấp nhất phẩm. Nữ tử áo bào tím nói xong, lập tức hỏi hai người. Mời hai vị nói tên mình một chút. Lục Lâm Thiên khẽ giật mình, ba chữ Lục Lâm Thiên này chỉ sợ không thể dùng được. Sắc mặt hắn bình tĩnh nói. Dương quá. Vậy còn các hạ? Nữ tử áo tím không có chút bất ngờ nào, lập tức nói với Bạch Linh. Bạch Linh mở miệng, đang muốn nói thì thanh âm khàn khàn của Lục Lâm Thiên vang lên. Bằng hữu của ta gọi là Mạc Sầu. Nghe Lục Lâm Thiên nói vậy, Bạch Linh khẽ liếc nhìn Lục Lâm Thiên một cái rồi không nói thêm gì. Lúc này trong nội tâm Lục Lâm Thiên thầm nói, Kim Lão Đại, tiểu đệ mượn tên nhân vật của ngài một chút,
mong ngài đừng trách. Dương Quá trưởng lão, Mạc Sầu trưởng lão, đây là cấp hiệu của hai người, lúc chấp hành nhiệm vụ thì phải mang theo cấp hiệu, giảm bớt một chút phiền toái. Nữ tử áo tìm nói xong, lập tức phân biệt giao cho hai người Bạch Linh cùng Lục Lâm Thiên mỗi người một cấp hiệu. Cấp hiệu này Lục Lâm Thiên đã gặp hai lần, lúc trước trên vai Địa Linh Vương kia cũng mang theo một cái. Chỉ là cấp hiệu của hắn là màu vàng còn của Bạch Linh lại là màu trắng. Dương Quá trưởng lão, Mạc Sầu trưởng lão, hiện tại tuy rằng hai người đã gia nhập Thiên Địa Các, bất quá cũng không thể xem như trưởng lão của Thiên Địa Các. Trong vòng một năm hai người phải hoàn thành nhiệm vụ của Thiên Địa Các thì mới có thể chân chính được coi là trưởng lão của Thiên Địa Các. Đối với nhiệm vụ của Thiên Địa Các có lẽ hai người cũng đã hiểu. Hiện tại hai người có thể bắt đầu lựa chọn đẳng cấp nhiệm vụ hợp với mình. Nữ tử áo tím nói với hai người. Mí mắt Lục Lâm Thiên khẽ giật, vừa rồi trong ngọc giản kia cũng có đề cấp tới chuyện này. Vũ giả tu vi vũ xuất sau khi gia nhập Thiên Địa Các đều là trưởng lão hoàng cấp nhất phẩm. Cho dù vũ xuất cửu trọng cũng chỉ là hoàng cấp nhất phẩm mà thôi. Bởi vì Thiên Địa Các chỉ nhìn thực lực của ngươi, không xem tu vi. Hoàn thành nhiệm vụ bao nhiêu phẩm thì chính là trưởng lão bấy nhiêu phẩm. Mà phân chia đẳng cấp nhiệm vụ trong Thiên Địa Các cũng vô cùng rõ ràng. Mỗi một nhiệm vụ bên trong Thiên Địa Các sẽ đoán ra được cần bao nhiêu thực lực mới có thể làm được. Do đó sẽ chia thành nhiệm vụ bấy nhiêu đẳng cấp. Ví dụ như, một nhiệm vụ cần tu vi vũ xuất cửu trọng mới có thể hoàn thành thì đó chính là nhiệm vụ hoàng cấp cửu phẩm. Mà nhiệm vụ cần vũ vương nhất trọng có thể hoàn thành thì chính là nhiệm vụ huyền cấp nhất phẩm. Mà trong đó, nếu như vũ xuất nhất trọng hoàn thành nhiệm vụ hoàng cấp tam phẩm thì sẽ là trưởng lão hoàng cấp tam phẩm. Thiên Địa Các chỉ nhìn thực lực, cũng không nhìn cấp bậc tu vi. Cấp bậc tu vi chỉ là một loại hình thức tham chiếu mà thôi. Trong Thiên Địa Các này đẳng cấp càng cao, chỗ tốt đạt được càng lớn. Ta cần tìm hiểu một chút tin tức, không biết hiện tại ta có quyền hạn tìm hiểu tin tức hay không. Lục Lâm Thiên không vội vã nhận nhiệm vụ mà hỏi nữ tử áo tím. Dương Quá trưởng lão còn chưa phải là trưởng lão chính thức của Thiên Địa Các, cho nên tin tức hiện tại có thể dùng kim tệ để mua. Một ít tin tức bí mật thì chỉ có dùng vũ khí, đan dược, cùng bảo vật khác để đổi lấy. Còn có một chút tin tức chỉ có người Thiên Địa Các biết rõ, cũng không bán ra ngoài. Nữ tử áo tím nói, nếu như ta muốn biết về tin tức của Huyền Thiên Bí Cảnh thì sao? Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Nữ tử áo tím nhìn qua Lục Lâm Thiên, trong mắt hiện lên sự nghi hoặc rồi lập tức nói. Tin tức Huyền Thiên Bí Cảnh không bán ra ngoài, chỉ có thể bán ra cho những trưởng lão trong Thiên Địa Các. Đối với trưởng lão dưới hoàng cấp ngũ phẩm, giá bán là một bộ vũ khí địa cấp sơ giai. Hoặc là ngươi có thể dùng bảo vật khác đổi lấy. Đối với trưởng lão hoàng cấp lục phẩm trở lên thì là một bộ vũ khí huyền cấp cao giai là có thể đổi được. Nếu như là trưởng lão hoàng cấp cửu phẩm thì có thể dùng một bộ vũ khí huyền cấp trung giai để đổi. Mà nếu là trưởng lão huyền cấp thì chỉ cần một bộ vũ khí huyền cấp sơ giai là có thể đổi được. Nữ tử áo tím nói. Không bán ra ngoài, còn phải đổi sao? Lục Lâm Thiên cũng thật không ngờ tới chuyện này. Khó trách có không ít người gia nhập Thiên Địa Các. Có lẽ không ít người đều không còn lựa chọn nào khác. Nếu như muốn biết một ít tin tức bí mật thì cũng chỉ có thể trở thành người của Thiên Địa Các thì mới thu được. Trưởng lão hoàng cấp cửu phẩm thì có thể dùng vũ khí huyền cấp trung giai đổi lấy. Xuống nữa thì phải dùng vũ khí huyền cấp cao giai cùng với vũ khí địa cấp sơ giai. Loại vũ khí này trên người hắn cũng không có dư. Ta tiếp nhận một nhiệm vụ hoàng cấp cửu phẩm. Sau khi do dự một chút, Lục Lâm Thiên cắn răng quyết định. Bản thân hắn chỉ cần tiếp nhận một nhiệm vụ hoàng cấp cửu phẩm là được rồi. Sau khi hoàn thành bản thân sẽ là trưởng lão hoàng cấp cửu phẩm. Đến lúc đó có thể thu được tin tức về Huyền Thiên Bí Cảnh. Nếu không hoàn thành thì thảm rồi. Đối với Huyền Thiên Bí Cảnh, lúc này Lục Lâm Thiên càng cảm thấy bất phàm. Bằng không Thiên Địa Các này cũng không đem tin tức ra ngoài bán. Nhiệm vụ hoàng cấp cửu phẩm sao? Nữ tử áo tím liếc qua Lục Lâm Thiên, ánh mắt có chút nghi hoặc. Nhiệm vụ hoàng cấp cửu phẩm, nhiệm vụ này chỉ có vũ xuất cửu trọng mới dám nhận. Nơi này vừa vặn có một nhiệm vụ thích hợp với ngươi. Nhiệm vụ hoàng cấp cửu phẩm, ngày mai trong thành sẽ có một hồi đấu giá hội của Vạn Tượng Thương Hội. Trong đấu giá hội này có đấu giá một kiện vũ linh khí hoàng cấp. Chỉ cần ngươi hộ tống người đấu giá được kiện vũ linh khí hoàng cấp kia tới thành Vạn Hạp là được. Đến lúc đó coi như nhiệm vụ hoàn thành, thù lao của ngươi chính là một bộ vũ khí huyền cấp trung giai.
nữ tử áo tím nói với Lục Lâm Thiên. Nhiệm vụ này ngay bây giờ ngươi có thể cự tuyệt, thế nhưng một khi tiếp nhận nhiệm vụ nhất định phải hoàn thành. Vạn nhất nếu như thất bại thì phải bồi thường gấp 10 lần thu lao. Nếu không bồi thường được thì phải dùng mạng bồi lại. Ta nhận. Lục Lâm Thiên gật đầu nói. Nếu như đã gia nhập thiên địa các thì cũng phải biết quy củ của thiên địa các. Mà thù lao này, một bộ vũ khí huyền cấp trung giai cũng có giá trị cực cao. Đối với tán tu mà nói, cho dù là vũ xuất cửu trọng cũng tuyệt đối là thù lao xa xỉ. Lúc trước Thanh Hỏa lão quỷ cùng với Lộc Sơn lão nhân có tu vi vũ xuất bát trọng nhìn thấy vũ khí huyền cấp sơ giai trên trấn Hoa Môn cũng phải đỏ mắt. Bất quá lúc này Lục Lâm Thiên cũng chỉ có thể cười khổ. Nếu như hắn hoàn thành nhiệm vụ thì thù lao cũng chỉ đủ để mua tin tức của huyền thiên bí cảnh mà thôi. Tính đi tính lại, vẫn là thiên địa các này có lợi. Vậy được rồi, từ giờ trở đi, cho tới khi nhiệm vụ hoàn thành, người tùy thời có khả năng bị người của thiên địa các giám sát hoàn thành. Nếu nhiệm vụ có gì thay đổi tự nhiên sẽ có người thông chi cho ngươi. Sau khi Dương Quá đạo hữu hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ chính thức là trưởng lão hoàng cấp cửu phẩm của thiên địa các. Nữ tử áo tím nói xong lập tức quay về phía Bạch Linh, thanh âm có chút tôn kính nói. Mạc Sầu trưởng lão, người có thể lựa chọn nhiệm vụ, nếu không lựa chọn nhiệm vụ mà nói thì người cũng không tính là trưởng lão huyền cấp nhất phẩm. Mà quyền hạn của trưởng lão hoàng cấp nhất phẩm mà thôi. Ta hiểu rồi, trước tiên ta không có ý định nhận nhiệm vụ. Bạch Linh nói nhỏ. Ánh mắt Lục Lâm Thiên ngạc nhiên, thực lực mạnh mẽ đãi ngộ quả thực không giống bình thường. Bằng vào thân phận yêu thú thất giai của Bạch Linh không ngờ không cần nhận nhiệm vụ cũng có thể trở thành trưởng lão của địa các. Chỉ là đãi ngộ kém với tu vi một cấp mà thôi. Đáng tiếc chỉ là hoàng cấp nhất phẩm, bằng không thì có thể dùng thân phận của Bạch Linh biết được tin tức huyền thiên bí cảnh kia. Đây là ba khỏa đan dược lục phẩm sơ giai dưỡng khí đan. Xin Mạc Sầu trưởng lão nhận lấy. Hiện tại người chính là trưởng lão hoàng cấp nhất phẩm của địa các. Nữ tử áo tím nhanh chóng xuất ra ba khỏa đan dược tràn ngập năng lượng giao cho Bạch Linh. Bạch Linh cũng không khách khí, lập tức thu vào trong tay. Điều này khiến cho Lục Lâm Thiên vô cùng phiền muộn, bản thân hắn ngay cả đãi ngộ này cũng không có. Trong nội tâm Lục Lâm Thiên lúc này đối với thiên địa các càng thêm hiếu kỳ. Thiên địa các này đúng là tài đại khí thô a, ba khỏa đan dược lục phẩm, giá trị cũng không nhỏ. Mà trưởng lão địa các tuyệt đối có rất nhiều, cho dù tất cả đều là trưởng lão hoàng cấp thì chỉ sợ ngay cả sơn môn bình thường cũng không dám xuất ra nhiều đan dược lục phẩm như vậy. Khó trách Đông lão từng nói, thiên địa các này là thế lực giàu có nhất. Hai người lập tức rời khỏi đình viện, mắt thấy hai người rời đi, ánh mắt nữ tử áo tím lập tức biến đổi, lẩm bẩm nói. Tin tức huyền thiên bí cảnh, nhất tông nhất giáo nhất trang nhất môn, tam tông tứ môn, tứ các tứ đảo mới có thể biết rõ. Hai người này làm sao biết được, yêu thú thất giai cùng với linh xuất ở cùng một chỗ, quả thực hiếm gặp.